em vẫn mở lòng ra, vẫn tiếp nhận. Em sợ trai đẹp lắm. Hiền với lại đảm đà, cho mình sống tình yêu của mình rất là đẹp mà. Chúng ta sẽ tiếp tục với cặp đôi thứ hai. Rất dễ thương. Hả à, mang xuống. Và bây giờ mời bạn nữ của cặp đôi thứ hai bước ra sân khấu. Dạ em chào chị Cát Tường. Rồi, em chào đi. Anh Quyền Linh. Dạ em là Trịnh Thùy Trinh. À, em sinh năm 85, năm nay em 30 tuổi, đang là nhân viên văn phòng của công ty Microsoft, bộ phận điện thoại di động. Rồi, mời bạn trai. Chào bạn. Bạn tên là gì? Dạ em là tên là Tuấn vậy. Gì Tuấn mà? Dạ anh Tuấn vậy. Anh Tuấn làm nghề gì? Là mình bán đậu đồ anh, đậu nành rồi đậu đen rồi cà chua rồi cà phê đồ anh. Tức là trên cái xe á hả bạn? Dạ đúng rồi, đúng rồi. À tức là có xe à, vừa lái xe vừa bán luôn. Dạ đúng rồi. Có ai phụ không? Dạ không. À. Trinh giới thiệu về mình một chút xíu đi. Tính cách của em thì rất là đan xen, vừa hiện đại và vừa cổ điển. Ưu điểm của em là có thể nấu ăn. Đối với một số bạn bè nam á, mà khi mà nhận xét về mình á, đó là em biết quá nhiều mà. Nên biết quá nhiều quá trai nó sợ. Mình đã có mối tình nào chưa? Dạ có hai, từ thời sinh viên lâu rồi. Từ hồi sinh viên là hồi mới 20 á, mà bây giờ 30 rồi, 10 năm không có bồ. Em vẫn mở lòng ra, vẫn tiếp nhận nhưng mà không có người phù hợp. Thật sự là muốn lấy chồng chưa? Muốn lắm rồi đó chị. Muốn lắm rồi. Bên kia bạn kia trải qua hai mối tình rồi, bạn trải qua mấy mối tình? Dạ em thì không có nhớ lắm. Không nhớ tức là nhiều lắm hả? Nhiều quá hả bạn? Có một cái gì cảm xúc mà bất chợt nó xảy đến thì em sẽ nhớ, chẳng hạn như em nghe một cái bài hát gì đó. Bạn nói thể nó cụ thể, thí dụ bây giờ là hồi xưa giờ bạn đó hôn bao nhiêu cô gái rồi? Hôn má thì chắc được 2 người. Hôn môi mấy người? Có một người à, là con trai gì đi bán rau củ quả gì bạn có ngại không? Ngày nghề mình kiếm sống mà, có gì đâu mà ngại. À, bạn làm công việc đó lâu chưa? Dạ thì cũng làm cách đây cũng được mấy năm rồi chị. Mấy năm rồi. Ngoài ra có làm gì thêm nữa không hay là chỉ đi bán mua đi bán vậy thôi? Dạ thì em cũng có dự định, mình cũng sẵn có đất sẵn anh. Rồi mình cũng làm, mình kiếm tiền để mình xây, mình cho thuê phòng trọ đâu. À thuê phòng trọ. Dạ. À có nghĩa là có đất sẵn rồi phải không? Dạ dạ dạ. Quê bạn ở đâu? Dạ em là người Sài Gòn, ở Bình Thạnh. Bây giờ ở nhà là ở với mấy người? Dạ chỉ có em với lại mẹ. Hai mẹ con bây giờ nhà cũng rất cần người phụ nữ. Bạn muốn tìm một người như thế nào? Xinh đẹp như chị Cát Tường là được rồi. Hiền với lại đảm đang là được. Em không thích phụ nữ nóng tính. Tại vì mình nóng tính cái nó dễ phá hủy mọi thứ lắm. Em có nóng tính không? Dạ không. Em thì thích mẫu người cao và to, nhưng mà không cần đẹp trai. Em sợ trai đẹp lắm. Sao vậy? Chị thích trai đẹp lắm. Tại vì mấy mối tình trước em đẹp lắm mà không thành nên rút kinh nghiệm. Chỉ bình thường cả anh Quyền Linh là được rồi. Hèn chi ở mình. Chị đây mà chị còn không dám đu theo anh Quyền Linh nữa. Mà em ra anh Quyền Linh mà em cỡ anh Quyền Linh mà em mới bình thường thôi à. À, mình có cái điểm nào không thích ở người đàn ông? Chào anh, thần tượng của em. Chào bà. Em thích có râu giống anh Quyền Linh vậy đó. Thích có râu? Men. À. Chưa chắc à. Em thích ốm quá, tại nhìn nhỏ con giống như em của em vậy đó. Nhưng mà ví dụ anh này anh đi bán thì nếu yêu nhau về có phụ đi bán cho anh được không? Sắp xếp sau vậy làm mình đi bán chung. Bán chung luôn ha, cũng được ha. Không nhỏ nhỏ con rồi cũng dễ thương lắm. Không, em thích bụng. Hả? Em thích bụng. Con. To con hả? To con để làm gì? Ôm. Ôm nhỏ cũng được, ôm được vậy? Ôm bự sướng hơn. Ôm bự sướng hơn à? Lạ quá. Ráng về nuôi dài thôi, dài tháng là bự à. Tóm lại là cô cứ thích to vậy. Rồi, không to. Chị. Đâu đứng lên dòm tướng dòm nó. Thôi rồi, là làm sao? Dạ cái đó để em xong thôi, để em xử cho. Em xử được? Dạ được. Nhưng mà giờ chị hỏi thiệt nè, ngoài cái nghề buôn bán vòng vòng ngoài đường vậy đó là còn cái công việc gì khác nữa không? Trong hồ sơ đăng ký á, là em ghi là em có thể làm tổ chức tour du lịch. Dạ đúng rồi. Đúng không? Dạ. Sao nãy giờ tôi hỏi quá trời không khai? Dạ cái đó là nghề tay trái của em thôi. Sao cảm giác không có niềm tin vô cái người này nha? Dạ. Đây là mai mối nghiêm túc đàng hoàng nha. Dạ. Chắc không? Dạ chắc mà chị. Vậy sau lúc mà bạn lên bạn đăng ký chương trình này, bạn ghi nghề chính của bạn là tổ chức tour du lịch, bạn đâu có nói gì tới cái vụ bán trái cây, nay lên đây tự nhiên lòi ra bán trái cây là. Tại vì cái đó thì lâu lâu thì mấy bạn có đăng ký tour du lịch rồi chị, giống như là tour đi bụi thôi chị, chứ không phải là giống như du lịch làm ở công ty. Vậy sao cái hồi đăng ký trong chương trình là họ không ghi là nghề chính bán trái cây mà ghi nghề chính là tour du lịch? Tính khè người ta hả? Dạ đâu có. Đây nè, chị nói tại sao như vậy.
Tại vì em ghi trong cái hồ sơ em đăng ký á, là em nghề chính em là tổ chức tour du lịch. Cái cô bên này á, cổ ghi trong cái hồ sơ của cổ là cổ thích cái người tổ chức tour du lịch, cho nên chương trình mới mai mối hai người với nhau. Đùng cái lên đây em bán trái cây, cô này cổ đâu có thích bán trái cây, coi như là mai mối trật rồi, đúng không? Dạ, mình dạ. Chính là cái nào thì mình phải ghi cái đó chứ. Dạ đúng rồi chị, mà nghề chính của em cái kia chị. Còn... cái kia là cái nào? Dạ thì bán hàng á chị. Bán hàng mà nhờ trong hồ sơ em ghi là ghi cái gì? Dạ thì em ghi thôi, thằng đồng chí này không được rồi. Dạ. Không việc rồi không? Không việc. Có gì đâu, mình mua bán bình thường mà, đúng không? Dạ, dạ. Thì bình thường sao gì? Bình thường không chịu ghi ai vô. Mình yêu thôi chứ, không yêu thôi chứ. Tại nhiều khi dạ. Trong hồ sơ có mấy cô nào thích mấy anh bán trái cây thì sao? Cô này cô thích người tổ chức tour du lịch, cô đâu thích anh bán trái cây đâu. Trong khi có một cái cô đang theo dõi chương trình này, cô chờ bữa giờ cô thích cái anh bán trái cây, cô không được lên đây cũng ngồi. À, em đi đến đây với ai? Dạ em đi với đồng nghiệp của em. Chào hai MC với toàn thể các khán giả có mặt trong trường quay. Chào em luôn. Đánh giá em này, của em á, thế anh này là ok, năng động, cũng có một chút khiếu hài hước. Hy vọng là chị Trinh sẽ kiếm được một người bạn trai để có chồng luôn. Còn cái vụ mà nãy giờ mà tranh luận cái vụ mà nghề nghiệp, cái đó em không quan trọng chị, công việc nào cũng vậy. Rồi còn bạn, có đi với ai không? Dạ em có đi với bạn. Rồi. Chị có hỏi về vấn đề cái nghề nghiệp á, thì em nghĩ cái đó chỉ là vấn đề giấy tờ. Nhưng mà anh dám đối diện, mình phải suy nghĩ lại trước cả một đài truyền hình, khán giả mà anh vẫn đối diện với sự thật. Anh vẫn nói, anh đâu hề giấu giếm. Đồng ý, nhưng mà vấn đề là khi mà ở đây tình mình tìm người mai mối á, thì nhiều khi mình tìm trật cái sở thích, cái quan điểm đi, thì nó mất hay, đúng không? Nhưng mà anh có tổ chức du lịch. Nhưng mà anh vẫn có, vâng, anh vẫn có tổ chức du lịch. Chuyện, nhưng mà em thấy chị bên này như thế nào? Em cảm nhận chị bên này thì sâu sắc. Anh Tuấn là một người suy nghĩ mọi chuyện, suy xét mọi chuyện, anh mới quyết định hành động. Thì em nghĩ là có thể là phù hợp. Trời, cho bạn một cơ được. Hội cuối cùng 2 phút để thuyết phục đổi nghề giữa du lịch sang bán trái cây. Cảm ơn. Rồi, cảm ơn. 2 phút bắt đầu. Ưu tiên cho phụ nữ. Dạ, chào anh. Anh ở Bình Thạnh, là công việc của anh là đi để cái xe trái cây đó trong khu vực Bình Thạnh hay có qua khu vực khác không? Dạ có rồi. Dạ thôi, có, là... được rồi, anh đừng có dạ, em ngại lắm. Ngoài cái đó ra thì anh thích kinh doanh, đi du lịch bụi, về nghệ thuật sáng tạo rồi. Rồi thích làm bếp. Có thể nấu ăn chứ? À, cái đó thì được. Dạ, anh nghĩ mình có phải là người gia trưởng không? Dù anh không thích gì, anh vẫn tôn trọng tự do của em, không áp đặt hay gì, bất cứ điều gì hết. Cái nhìn đầu tiên về em như thế nào? Một cô gái duyên dáng, thích xinh. Người ta nói phụ nữ đẹp là nhờ bãi vóc, mặt đẹp nhờ make up. Nữa là rớt mắt cúp xuống còn 2 điểm liệt, chịu không? Đòi ghi đó. Mấy nước cũng chèo mà. Em không có tin vào tình yêu à? À, cũng có. Nếu em tin vào sao em hỏi những câu đó? Không, tại vì người ta nói đàn ông thì yêu bằng mắt mà. Đúng, nhiều khi anh nhìn vào em, anh nói ồ đẹp quá, fashion quá. Nhưng mà lúc nào đó khi mà đến nhà đi, chưa kịp make up, chưa làm gì hết, thấy đẹp quá, phải nói em trước nói chứ. Nói em là fashion, tức là em mặc đồ rất là đẹp. Cái đồng của em mặc á, trắng đen xuống dưới đó màu đỏ. Đừng xuống nữa, đừng xuống nữa, đừng xuống nữa. Em thích đi du lịch không? Dạ có. Em thích đi đâu? Thích đi du lịch bụi dạng phượt. Khi mà kết hôn thì anh ở riêng hay là ở chung với bố mẹ? Anh muốn ở ngoài đảo. Em thích làm Robinson. Không, cái là mình ngoài đảo, tại vì đảo nó rất là thơ mộng, rất là đẹp lắm. Ở ngoài đó mình có thể mình xây nhà mình ở. Ra đảo sao anh bán trái cây được? Thì anh bỏ trái cây, anh cùng em ra đảo sống. Giờ mình sống tình yêu mình rất là đẹp mà. Không, em không có lãng mạn như vậy. Bây giờ lấy nhau về ở với mẹ hay sao, chăm sóc mẹ gì? Thảo thẳng vấn đề đi. Nó lan man quá ngoài đảo không à? Đất bạn có là ở đâu? Cũng ở chơi Bình Thạnh luôn á chị. Sao không xây nhà lên đất ở, cứ vợ đi ra đảo làm chi trời? Mình ở chỗ khác, chỗ đó thuê, mình mỗi tháng mình lấy tiền thôi chị. Lấy tiền ra đảo ở? Không, lấy tiền mình bỏ ngân hàng chị. Bỏ ngân hàng mình lấy lãi, mình ra đảo mình sống. Mỗi người sẽ có một câu nữa, gọi là thuyết phục người khác, nhấn chuông. Em nghĩ sao vậy anh? Mời bạn Nam lên trước đi. Là một người chân thật, thẳng thắn. Anh nghĩ chúng mình nên bấm nút đi. Ra ngoài chúng mình sẽ có nhiều thời gian hẹn hò. Hết thời gian. Nhờ bạn ấy phát nói tôi mới biết là ở trên bằng một cái đầm trên là đen trắng, rất là đẹp. Ở dưới là màu đỏ. Suy nghĩ thật kỹ nha. Nếu chúng ta đồng ý hẹn hò thì chúng ta sẽ nhấn nút. 1 2 3 Hết thời gian.
Lý do tại sao bạn nữ là không bấm nút? Em cần một cái người thực tế hơn. Anh này thì thật thà thì có, nhưng mà anh hơi dắt đi vòng vòng, em sợ đi lạc đường lắm. Mình sẽ là bạn với nhau thôi, mình cũng trao đổi những cái gì trong cuộc sống cho nó vui ha. Có thêm một người bạn. Thay mặt chương trình gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Dạ, cảm ơn chị. Cảm ơn anh Quyền Linh. Cảm ơn chị các người. Sức khỏe và thành công. Hello mọi người, mình là Mai Sơn. Hãy tìm mình trên Speed Couple nhé. Bây giờ nhà gái xin phép được mời bạn nữ ra trước. Trời ơi, trời ơi. Mời nhà trai. Rồi, mời đi em trai. Dạ, dạ. Nhà gái bên đây có một cái em bé rất là xinh, cho nên xin phép được mời nhà gái tự giới thiệu về bản thân của mình trước. Dạ, con xin chào chú Quyền Linh, em chào chị Ngọc Lan, em chào bạn trai bên kia và toàn thể mọi người ở đây ạ. À, chào em. Dạ, em tên là Văn Thị Mỹ Huyền, nickname em là Jerry. Em sinh 2001, quê của em là ở Long An nhưng mà em sống ở Hồ Chí Minh được 5 năm rồi ạ. Quê Long An là cùng quê đó. Dạ, dạ. Long An là ở đâu? Dạ, Cần Đức. Cần Đức hả? À không, Cần Đức thì hơi xa, nó không có gần. Ngọc Lan là Đức Hòa, Đức Huệ. Dạ, con là Đức Hòa, Đức Huệ. Rồi, mời nhà trai. Dạ, em xin tự giới thiệu, em chào chú Quyền Linh với chị Ngọc Lan. Em đến từ Bến Tre, em 21 tuổi. 21 tuổi hả? Dạ. Ồ, trẻ dữ vậy? Dạ. Là sinh năm... 2000. 2000, quá dạ. Trẻ luôn. Em hiện tại đang làm quản lý khách sạn. Quản lý khách sạn? An Khánh. Ở đâu? Bến Tre. Ở Bến Tre luôn? Bến Tre luôn. Cha, hai bạn này về địa hình thì nó hơi trắc trở chút xíu ha. Nhưng mà thôi không sao, để cái chuyện đó chút nữa chúng ta nói tiếp. Bây giờ thì chắc sẽ phải hỏi một chút xíu về cái ưu điểm cũng như nhược điểm của em đi. Công việc của em á là ca sĩ tự do và làm idol livestream. Nên là ưu điểm của em là em hát giỏi. Hát rất giỏi. Và nhảy được. Và tính em vui tính. Và cũng dễ hòa đồng. Với lại tính em thích sạch sẽ. Rồi còn nhược điểm? Nhược điểm của em là em rất là nhạy cảm nè. Dễ vui, dễ buồn. Với lại là em đi tới đâu là hay bỏ quên đổ đó. Hồi nãy bạn nói là bạn là ca sĩ. Dạ, em vẫn học thanh nhạc nữa. Và vừa đi hát. Vậy bây giờ mình có thể mình trổ tài một đoạn nào đó để cho mọi người được nghe không? Dạ được ạ. Sau đây em xin hát một đoạn bài Mặt Trời Của Em của Phương Ly ạ. Mặt trời kia dù ở đâu, dù ngày trôi nhanh rất lâu, dù là mình xa cách nhau, ánh sáng ấy vẫn là như thế. Vậy mà sau khi không có anh, đoạn đường nào em đi cũng vắng tanh. Thời gian ơi xin hãy trôi nhanh để được lại ở bên anh. Đôi mình yêu nhau từ khi anh thưa với em, rằng mỗi chiều khi trời nhá nhem, anh lặng thầm và đi theo em, cùng em qua con đường tối đen. Đèn đường khuya dù không sáng lên, đừng là nhé có anh như mặt trời dịu em. Giờ thì cứ thế, người thì cứ thế cuốn lấy nhau. Em đâu hay nếu mai này mây trời giăng tay che mất anh mình xa vời. Điều gì muốn đến giờ thì sẽ đến thôi. Em luôn tin phía sau cơn ngủ mê anh sẽ về. Yeah. Em cảm ơn ạ, em cảm ơn mọi người ạ. Hay quá. Em trai nghe thấy hát là thấy cười tươi rồi. Được rồi đó. Phải rồi đó. Phải. Tức quá, cái trend này thì phải coi mới được. Mình ưu điểm thế nào, khuyết điểm thế nào nói cho nhà gái nghe đi. Ưu điểm của em thì nói chung thì thích đi phượt. Ưu điểm thích đi phượt. Ưu điểm cái gì á, mình làm tốt trong cuộc sống cái gì nè? Mình giỏi về cái gì? Giỏi về công việc. Công việc. Dạ. Là quản lý khách sạn đó hả? Quản lý khách sạn. À, khách sạn được khoảng nhiêu phòng? Khách sạn khá nhiều phòng, khoảng 60. 60, ồ vậy là giỏi rồi đó. À, vậy là quản lý được. Khách sạn nào vậy cưng? Khách sạn An Khánh chị. Khách sạn An Khánh hả? Bến Tre xa lắm. Bến Tre ngay qua trạm thu phí. Chị hay đi Bến Tre lắm. Dạ. Hôm nào mà con thấy Dục Lan mà vô phòng với ai chụp hình nha. Trời ơi. Người ta hay đi Bến Tre là người ta tính xin deal để giảm giá phòng. Người ta về người ta ở, người ta đi công tác. Tự nhiên kiếm
Kỳ cục quá. Có cái tật xấu gì không? Tật xấu em thì không có. Không có hả? Trời ơi, hoàn hảo luôn hả em? Hảo luôn. Người tánh em thì công việc thì hơi nóng tính chút. Hơi nóng tính chút hả? Dạ. Có mấy mối tình rồi? Em có một mối tình 3 năm. 3 năm? Dạ. Là yêu năm... Yêu năm 18 tuổi. Ủa, 17 tuổi. 17 tuổi yêu rồi. Tại vì yêu tới 20 chia tay hả? Tới 20 chia tay và người đó lấy chồng tới bây giờ là 1 năm. Nhưng mà yêu bạn gái đó bằng tuổi không hơn tuổi? Người đó lớn hơn em. Lớn hơn nhiêu? Lớn hơn 13 tuổi. Lớn hơn 13 tuổi. Lớn 13 tuổi mà sao để tôi đi lấy chồng rồi? Nói chung thì người ta không có muốn cưới mình á, thì mình làm nhiều vô. Tao không muốn cưới á. Ủa sao mà cái gu em cũng mặn quá hả? Nói chung là duyên nợ mà, nhiều khi mình qua tuổi tác không quan trọng đâu anh. Nhiều khi là mình đến với nhau được là mình thấy hạnh phúc rồi. Nhưng mà giờ em, cái cảm giác của em thích yêu người lớn tuổi hay sao? Em thì thích một cô gái giống như kiểu chững chạc, không thích trẻ con lắm. Thích một người chững chạc, mình có chững chạc không? Để qua coi ngoại hình coi có chững chạc không rồi, nha. Tao quản lý 60 phòng là dữ lắm nha. Đi ai vô tao dạ, chụp hình chị liền đó. Chững chạc thiệt. Chững chạc mà. Dạ chào chị. Nói chung là gương mặt rất là đàn ông. Mặt không có xương xương là đàn ông xương xương. Còn mặt mà không có xương như vậy là baby nè. Còn mặt mà không có xương như vậy là baby nè. Là không có chững chạc á. Sao giờ gu mình nào giờ là gu chững chạc lớn tuổi mà dạ, bây giờ bên kia em bé bên kia là hơi nhỏ đó, vừa nhỏ con mà vừa nhỏ tuổi nữa. Cái đó đâu sao đâu chị, cái đó về quan trọng là hai người có thương nhau thôi. Lại là giờ mình đổi gu luôn. Bên kia gì, bên kia nhiêu, năm mấy? Bên kia 201. 201 hả? 201. Ôi trẻ dữ vậy. Thục Lan 8 mấy? Thục Lan 8 mấy. Rồi người ta trẻ con quá rồi có chịu được không? Được chị. Thiệt không? Thiệt. Trời ơi thấy cười không hả? Dễ thương. Có muốn qua bệnh coi 201 sao trời. Trời ơi sao qua bên đó có một điều rất là đặc biệt mà nãy giờ con ém lại con tính hỏi mà chưa hỏi đi đó. Cứ ở đây đi để tôi qua đó mình được rồi khám điện thổ. Trời ơi. Kiếm người yêu mà ở một chó. Không biết hỏi sao luôn. 201 hả? Dạ. Trời ơi, xém bằng con thôi. Mấy mối tình rồi? Dạ hai ạ. Người yêu thứ nhất con làm gì? Dạ người yêu thứ nhất con là người Hàn Quốc ạ. Người Hàn Quốc? Dạ. Nhiêu tuổi? Dạ 26 tuổi ạ. Rồi người thứ hai bao nhiêu nữa? Người thứ hai là 24 tuổi. Hai người đứa yêu lâu không con? Dạ một người 6 tháng, một người 4 tháng. Trời đất ơi. Mời quý vị khán giả đón xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò cùng Quyền Linh và Ngọc Lan. Chương trình được phát sóng vào lúc 17h50 thứ bảy và 22h30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 và kênh YouTube MCV Media. Sao chia tay con? Dạ người thứ nhất là tại vì anh đó anh về Seoul, anh muốn con đi theo nhưng mà lúc đó mẹ con nói là con còn trẻ quá nên mẹ không cho đi nên quyết định chia tay. Đúng. Còn rồi. Người thứ hai là do không hợp nên chia tay ạ. Thật dạ. Ra hai mối tình này nó không phải là hai mối tình, nó những mối tình bồng bột đó mà. Dạ. Ha. Thành ra có con chó này bầu bạn nó cũng vui đúng không con? Mình giới thiệu sơ dạ. Về bạn chó đó đi, bạn đó dễ thương lắm từ nãy giờ. Dạ đây là bé Bông ạ. Bé Bông được 1 tháng 10 ngày rồi. Con rất là thương nó, là ở nhà chỉ có con với nó thôi nhưng mà con đi đâu á con quan tâm theo nó, tại vì nó con để ở nhà là nó sẽ la um sùm. Thôi chú qua không đấy. Qua bánh đi là. Ê, nói từ vui từ, chứ thật ra mấy đứa nhỏ từ từ cảm nhận nha. Nãy giờ thì hai đứa dễ thương lắm. Thật ra mấy đứa còn quá trẻ, quá nhỏ trong tình yêu đi. Bây giờ thì mình nói chút xíu về người yêu lý tưởng con đi. Con muốn người lý tưởng thế nào? Thì con muốn người yêu cũng đơn giản lắm, đừng 1m6 trở lên thôi. Bên đây để ướm ướm coi, bên đây 1m57 à. Có 1m57 rồi con ơi. Nó cài cũng chịu được. Trời, 3 phân nữa ăn thua gì đâu. Dạ. Không, bạn bên kia rất là dễ thương nha con. Dạ. Có con Bông cũng dễ thương. Ngoài cái chiều cao lý tưởng là 1m6 rồi, còn có những cái mẫu hình nó như thế nào nữa không? Mẫu hình thì không có cần thiết đâu, nhưng mà biết quan tâm, biết chia sẻ những công việc nhiều khi áp lực thôi. Hiểu mình là được. Ừ. Dạ. Giờ sao con? Con có cái mẫu hình lý tưởng nào để mà mình kết đôi không? Con thích một bạn trai cũng thích nghệ thuật, nói nhiều và đặc biệt nếu biết chơi đàn thì càng tốt.
Cái thứ hai nữa là con thích một con trai cao trắng, tại vì đó con quen Hàn Quốc chết rồi. Trắng thì đoạn trường. Trắng thì cũng dễ con ơi, sao đâu, dân Bình Đại Bến Tre đơn giản lắm. Cao thì có cao, con chỉ đứng tầm dưới nách thôi hoặc là hơn nách xíu. Con thích vị trí vậy đó hả? Con gu con cũng lạ lắm. Nhưng mà con ơi, dạ? hai bạn trai trước là trắng hết rồi đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Với lại hình mẫu lý tưởng của con là giống với chú Kim Bum. Kim Bum. Tại vì con thích Hàn Quốc ạ. Với lại con cũng biết nói một chút tiếng Hàn. Thật ra là cô nói cho con nghe là cuộc dạ. sống của chúng ta nó muôn màu muôn vẻ. Dạ. Mình phải có nhiều màu sắc để mà cho cái cuộc đời của mình nó tươi, nó vui. Nên là bữa giờ là con trắng không à. Dạ, nên giờ thôi con điểm con thêm một vài điểm đen đi. Cho nó có nhiều màu sắc, nó đa dạng. Nhìn nâu xíu không được. Nâu, đúng, nâu. Cái nâu. Này nâu dữ lắm. Có nâu. Nâu là có nâu. Gái ơi, trời ơi. Dạ. Tại sao con thích con chó màu đen? Chó chú hay quá. Tại vì á là lúc con mua là mấy con chó kia nó hết rồi, nó chỉ đó chỉ còn đúng màu đen, bắt buộc con phải mua. À, rồi cuối cùng bắt buộc con phải mua, cuối cùng con cũng thích con bồ con bông. Dạ, chó nhưng mà chó với người nó khác nhau chú ơi. Nếu con người mà đen giống như nó thì thành châu Phi rồi chú, phải là. Châu Phi thì cũng có cái hay lắm nha. Ừ. Đặc sắc lắm nha, không phải giỡn đâu. Nhưng mà con cũng không thích châu Phi, tại vì nếu mà châu Phi đối với con là con như là tí hon, người ta như khủng lồ vậy đó. Thì nó dưới nách một chút. Thôi nhưng con không thích. Con rướn rướn lên thì nó cũng tới. Nhưng mà người châu Phi là cái gì cũng to hết nên con. Thôi được rồi ha. Bây giờ mở rào ra hai đứa nhỏ nói chuyện nhau nha. Đừng để con bông nó xen vô chuyện hai đứa. Nó ngủ. Hả? Nó ngủ từ nó đầu buổi tới ngủ. Rồi, mở rào. Thôi, hai đứa nhỏ nó cùng hệ nhau nói chuyện nó hợp hơn nè. Ôi trời. Giờ dạ em cảm ơn ạ. Em chào anh. Anh nhớ CEO cho nên Yadi Mita. Chào anh, em tên là nickname em là Yadi, nhưng mà tên trong em tên Huyền. Nhưng mà em thích người ta gọi em là Yadi, cứ kêu em là Yadi là được. Là gì con? Là cái nickname của con, cái tên mà. Nó có ý nghĩa gì không? Có nghĩa gì không? Yadi là dễ thương. À dễ thương. Rồi con okay. Thấy bên kia có Jerry không? Con không biết. À con chưa biết hả? Cái nước da cỡ này nó được chưa con? Dạ tạm được. Ừ vậy được rồi đó con. Anh có nói nhiều không ạ? Cũng hay nói nhiều. Anh có gia trưởng không ạ? Không. Em không thích con trai gia trưởng. Anh không có gia trưởng. Anh có thích nghệ thuật không ạ? Cũng thích. Thích gì? Hát biểu diễn liền. Nghệ thuật là hát nè, diễn xuất anh nè. Anh thì thích hát nhạc, rap. Lúc trước anh cũng có. À em cũng hát rap được ạ. Nào tự tin lên coi. Tự tin lên coi nào. Cuộc sống em đây chỉ toàn màu đen trước khi có anh ở bên cạnh. Bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu gian nan chỉ mình em thấu trong đêm lạnh. Và ngày anh đến như một tia nắng đã làm tim em chợt rung động. Anh mang yêu thương dung đắp cho em, ngỡ rằng em lấy lại sức sống. Hạnh phúc em trao anh giơ tay với em, mong tình mình nó lâu dài. Vẫn cứ mơ mộng con đường sau này sẽ chỉ có ta, chẳng có ai. Chẳng ai xen vào làm kẻ thứ ba, chẳng ai trở thành một kẻ ngu ngốc. Chẳng ai có thể làm tim anh lay để khỏi khiến em phải bật khóc. Quen nhau qua mạng xã hội, quan tâm chỉ bằng cách nhắn tin. Không ở bên nhau làm sao em biết liệu rằng anh có thật lòng mình. Em không quan trọng về phản cách, em chỉ để ý đến anh thôi. Chỉ mong anh là một con người tốt, không đẩy em về nơi tăm tối. Con đường em đi ngập tràn. Quên rồi. Quên rồi. Các bạn đã thường thường hát đọc liếm. Đọc rap giống như cả bài với cô. Đúng rồi đó, nãy giờ không biết cái đó là rap luôn. Cái bài đó là đây nè, đây nè, đây nè, coi nè. Nhưng mà con có thuộc ạ, con phải nhìn hỏi một đoán nó thôi. Jerry chuyển con bông cho qua đây. Nhưng mà con không có điện thoại, con không thuộc. Kể nó một đoạn nào đó cũng được. Nào, quan trọng là phong cách thôi. Chờ chút xíu cho cô chủ đi kiếm bồn con. Chờ chút xíu cho cô chủ đi kiếm bồn con. Để con nhớ lời nhé. Giờ mình làm được gì để mà chứng minh? Xong thì làm thế nào cho ta đứng hình? Chắc là cầm điện thoại trong thì hiện đại, nhưng mà hai điện có cho bạn nhưng không ai điện lại.
Thôi được rồi chú. Yeah. Thấy chưa? Thấy chưa? Nếu mà rap rap tiếng Hàn được không? Dạ được ạ. Thử liền. Thôi mình hát đi chú, đừng rap chú. Hát tiếng Hàn, đứng lên biểu diễn luôn. Đây. Đi. Trời ơi. Mệt con bông lắm rồi đó. Bông. Ni da ape wachana ne ka yo kiyochana no ye islam more let you say yeah say yeah not a butterke nege kako inna ba ne more hana macho man le love it true. Okay. Rồi, thôi bây giờ hai đứa trò chuyện nữa nào. Dạ. À, quan điểm về tình yêu của mỗi đứa. Quan điểm của em là em thích một chàng trai luôn chia sẻ, quan tâm. Và em không thích một chàng trai suốt ngày chỉ tới ngày công việc mà không quan tâm bạn gái. Bởi vì bạn trai lúc trước của em là khá giống như vậy. Và em không cảm thấy được sự quan tâm nên là em muốn những người sau này em gặp thì sẽ không như vậy. Cái đó thì anh dư sức đủ thời gian anh nhiều mà. Dạ. Nếu như mà em cảm thấy quen khoảng bao lâu mình tiến tới được? Em nghĩ là khoảng 3 năm, 4 năm, ồ 4 năm. 4 năm. 4 năm là lúc đó còn 24 tuổi đúng không? Dạ đúng rồi. Chứ lại em yêu thì yêu nhưng mà cũng muốn tập trung làm việc với lại phát triển sự nghiệp. Tại vì ước mơ của con là làm nghệ thuật. Nếu mà yêu xa gì được không trai? Dạ được anh. Nói đi, nói với bạn gái đi. Được yêu là xa được thì như cần thế nào? Gì? Ừ. Thì em muốn học anh 1 tháng anh lên đây bao nhiêu đi làm. Dạ 1 tháng 1 lần cũng được. À, nhiều hơn được không? Cái đó thì phải sắp xếp thời gian ạ. Tại vì em cũng khá bận. Nếu được thì 2 lần, 3 lần. Hỏi coi em về Bến Tre không? Hỏi em có thích về Bến Tre không? Không, em thích Cần Thơ. Mặc dù em biết là Bến Tre đó cũng rất là đẹp, nhưng mà em miền Tây là em thích Cần Thơ, Bạc Liêu. Nhưng mà thôi cũng được, Bến Tre cũng chấp nhận. Cô trả bông cho con. Nãy giờ thấy cảm giác con tim của mình nó sao này? Đập mạnh. Hả? Đập mạnh. Đập mạnh ha. Phái phái rồi. Phái phái rồi. Phải. Lần đầu tiên mình gặp nhau mình phải có một cái chất xúc tác. Dạ. Một cái nắm tay để da chạm da. Dạ, mình dạ, coi dạ. Là nó có luồng điện nào nó chạy trong người hay không. Dạ dạ. Gửi cái bông cho cô Lan cái đi con. Gửi cái nữa đi con. Trời ơi. Đi lấy chồng kìa. Rồi bây giờ nè mình tới mình nắm nhìn tay đi. Bạn gái ha. Rồi mình nói những cái gì cảm xúc từ bạn gái, rồi mình mong muốn điều gì bạn gái đó. Điều 1, 2, 3. Nhìn thẳng vô mắt. Anh thấy tay anh sao? Tám gì nắm, anh cứ... Em không biết nữa, em thấy bình thường. Bình thường. Ờ. Tay em không? Tay của anh nó hơi bị chai á. Đâu, dạch ra coi. Nè, nó bị chai. Ừ, có chai. Mà không sao, quan trọng là nó có ấm áp để con có thể nương tựa được hay không? Tại nó ấm. Thôi được rồi, về vị trí đi. The Great Wave Toshiba. Biết rằng là trong trái tim con bây giờ đập rất là mạnh luôn, đúng không? Thôi mình cứ quyết định theo trái tim của mình thôi. Còn chuyện gì nó đến ha. Hãy suy nghĩ thật kỹ và sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của ông Mai và bà Mối. 1 2 3 Có thời gian rồi. Trời, nó tháo luôn cái nút mà, thấy chưa? Nó bấm mà tháo luôn nút luôn. Nó hồi hộp quá. Thật ra đó, mình không có trách gì bạn gái cả. Chú cũng biết ngay từ đầu rồi là con chưa thấy gì rung động đúng không? Không, dạ. Bình thường. Đó phải, tại vì con chưa thấy ảnh nhiệt tình. Tại vì con thích con trai nó nhiều với lại nhiệt tình và vui vẻ. Mà con thấy ảnh cứ kiểu mà sợ. Anh hiền quá. Hy vọng rằng chúng ta sẽ là những người bạn thật tốt với nhau nha. Dạ. Cảm ơn hai con đã tham gia chương trình. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. À, cho dù các bạn không bấm nút ngày hôm nay nhưng các bạn vẫn nhận được một phần quà của nhãn hàng Amity. Đó là một bộ sản phẩm tròn gói, nước lau sàn, nước giặt xả, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Sản phẩm cốt súp gà Quốc Việt Food được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Toshiba Việt Nam tặng mỗi bạn một bình thủy điện BLK30FL VKT-VN. Hàng giờ đun tiết kiệm điện năng, hệ thống bơm rót nước điện tử, màn hình hiển thị LCD, cảm biến cạn nước, chế độ tự vệ sinh bình. Mỗi người đi con đường thôi. Dạ, cảm ơn cô ạ. Đi về thôi, Tâm ơi.
Để mở đầu thì Lan xin phép được mời nhà gái ra trước nha. Xin mời bạn nữ. Mời nhà trai. Mời anh ngồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ giới thiệu lớn lên cho hai bên cùng nghe nhé. Mời nhà gái. Mình tên là Dương Thị Mỹ Dung. Hôm nay mình 43 tuổi. Mình sinh ra ở Bình Định, sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại thì mình đang làm quản lý tài sản. Công ty mình là chuyên về khai thác, xây dựng và vận hành các cái tòa nhà. Mời nhà trai. Vâng, xin chào chương trình, chào tất cả mọi người trong trường quay. Tên tôi là Minh Đường và năm nay mới vượt qua 50. Hiện thì đang sống tại Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Và công việc của mình thì hiện tại đang làm cho một doanh nghiệp nhà nước và liên quan đến lĩnh vực giao thông vận tải. Ưu điểm của khuyết điểm nhà gái là gì nào? Em thì có ưu điểm mình nấu ăn ngon, mà khuyết điểm là hơi nóng tính. Thôi mời nhà trai, ưu điểm khuyết điểm là gì? Tự mình thì mình chỉ nhận thấy được có hai cái ưu điểm. Thứ nhất là ăn uống rất là dễ ăn. Cái thứ hai là ra ngoài ăn mặc rất là giản dị. Có thể một cái nữa nó gọi là cái ưu điểm cũng có, một cái khuyết điểm cũng có. Là tại vì mình cái tuổi này rồi, mỗi thứ mình đều biết chút chút ra. À, cái tình trường của nhà trai sao kể cho nhà gái nghe nào. Nói thiệt với anh Linh là tới cái tuổi này thì cũng đã có gia đình rồi anh Linh. Kết hôn được hơn 20 năm, có đứa con trai. Thì cũng là năm cuối đại học rồi anh Linh. Nhưng không may thì bà xã mình lại bị ông Thành cũng giành giật mất. Mà mình không cách gì mình giành giật lại được. Thì cũng là một sự mất mát rất là đau đớn anh. Chia buồn với anh vì đó. Bà xã mất lâu chưa anh? Cũng gần tròn 2 năm rồi. Thật sự thì cũng là một cái khoảng thời gian là nó hụt hẫng lắm anh Linh. Hy vọng sẽ có thêm một người nữa để có thể hỗ trợ tinh thần giúp cho anh nữa ha. Dạ đúng, cái đó là cái mong mỏi thôi. Nãy giờ là thấy nhà gái là lắng nghe và có vẻ rất là xúc động. Bây giờ chị chia sẻ về cái đường tình duyên của chị đi. Mình cũng đơn giản, mình có một mối tình mà quen được một năm á, thì do không hợp tuổi nên không chơi nữa. Vậy là 43 tuổi vẫn chưa có mối tình nào sâu đậm hết chứ? Dạ chưa. Tôi nghe đến điều này tôi phải qua thăm nhà gái chút xíu ha. Xin phép bà mối nha. Dạ chào chị. Trời ơi, 43 tuổi còn trẻ hơn rất so với tuổi. Nhưng mà lý do tại sao mình lại đến tuổi này mình mới chợt nhận ra là cần có một người bên cạnh vậy? Lúc trước á, thì mình thấy mình đi một mình á, thì nó thoải mái. Nhưng mà mình đi lâu quá mình thấy đi mình hoài buồn. Buồn, mệt mỏi lắm. Dạ, và muốn có người đồng hành. Muốn có người đồng hành. Thấy được không chú? Nhìn nhận ra có hơi trễ nhưng cũng chưa trễ lắm. Không trễ lắm đâu anh Linh. Chưa trễ lắm á. Nhà trai qua thăm nhà gái rồi thì bây giờ nhà gái xin phép đi qua ngó nghía nhà trai. Đúng rồi. Dạ, xin chào một lần. Thấy anh trai thấy không? Gương mặt rất có hậu mà tôi nói dạ, nha rồi. Rất là chung thủy luôn. Yêu nhau 8 năm, ở với nhau đến 20 năm nữa. Một cái chặng đường rất dài. Anh giờ em hỏi cái nè. Ví dụ như bây giờ bên nhà gái người ta chưa có kinh nghiệm trong chuyện yêu đương, chuyện hẹn hò, rồi chưa có kinh nghiệm trong chuyện làm vợ nữa. Rồi anh có ngại không? Không có ngại đâu Ngọc Lan. Với như một cái người đặc biệt chia sẻ nãy giờ thì anh nói ngồi nghe đó, thì cái cuộc sống như vậy đó, người ta tự làm chủ người ta và người ta rất là vững chắc, người ta rất là ok luôn chứ không ngại gì cả. Em hỏi như vậy thôi là em đi về liền, em biết là em cần phải nói cái gì với chị em rồi. Rồi nhà gái mong muốn một cái nửa mảnh ghép của mình như thế nào, cái tiêu chí nào đó, thử mình nói thử xem. Bây giờ chắc 43 tuổi rồi, giờ chắc đợi hưởng sai. Đợi hưởng sai. Linh với kinh nghiệm ông mai mối cũng gần 10 năm rồi, Linh thấy đây là mối này được á. Linh cũng thấy bên nhà gái được á. Bây giờ thử anh nói xem cái tiêu chí tìm một cái người cùng đồng hành với mình thế nào. Như bên đàn gái đó là tuổi 43 thì cái kinh nghiệm sống cũng có và cũng đã làm quản lý cả một cái hệ thống như vậy. Thì chỉ cần một cái nhìn đầu tiên thôi, đó là cái tiêu chí đầu tiên, chứ không đặt ra được một cái hình mẫu lý tưởng nào hết. Bây giờ thì mình hỏi ý kiến người thân chút. Dạ, đi. Dạ đúng rồi. Bây giờ em không biết là chị đi với ai ạ? Mình đi với anh trai, với hai đồng nghiệp. Em chào các anh chị. Xin chào bên đàn gái. Mình thì là anh
Nhưng mà cũng mong em là tìm được cái duyên của mình. Dạ anh ơi, nhưng mà cho em hỏi là anh có ý kiến gì bên đàn trai để cho thêm một cái động lực để cho chị quyết định không? Anh thấy kẹo này thơm không? thì được đó. Mỗi mối không được mất đền à. Anh ta đi với ai? Thực sự lúc đầu thì có đăng ký đi với thằng con trai anh. Nhưng bây giờ thì nó đang kiểm tra online đó anh, không đi tham dự được bữa nay. Rồi đi có một mình anh. Hy vọng rằng con trai sẽ nhận được tin vui nha. Tin nghĩ rằng anh chị gặp nhau sẽ có một cái nhìn thiện cảm tốt đẹp giống như những gì mà nãy giờ là Quỳnh Linh và Ngọc Lan nói. Chúng ta sẽ gặp gỡ nha. Mở rào. Bắt đầu đi anh. Không gian này là của anh đó. Ô, xin chào em. Lần đầu tiên anh gửi tặng em món quà này. Em cũng có cái món quà tặng anh. Cái này rồi, cảm ơn em. Chọn ngẫu nhiên thôi. Anh nghĩ cái này chắc là cái cà vạt. Dạ đúng. Đâu mình mở ra cho anh biết thôi nhé. Ờ, một người đàn ông rất tinh tế. Rất đẹp em, mà rất trẻ trung. Dạ. Rất trẻ trung, cảm ơn em. Tao chỉ cầm chị ướm lên cho anh thử xem. Mà anh chị chúng ta cứ thoải mái trao đổi nha. Anh sẽ nói trước. Dạ. Thì cái cảm nhận đầu tiên với em về lứa tuổi 43 tuổi rất chững chạc. Mà ngay từ cái nhìn đầu tiên có một cười rất là cuốn hút. Dạ, cảm ơn. Anh chỉ có 3 câu hỏi ngắn thôi. Câu hỏi đầu tiên của anh là em có ngại khi anh lớn tuổi không? Câu thứ hai là em có ngại khi anh có lập gia đình và có thằng con trai. Và cái câu thứ ba anh muốn hỏi một cái cụ thể hơn. Theo em, cái quan niệm về tình yêu sau hôn nhân nó sẽ có màu gì? Em thì không có quan niệm màu gì hết. Trong cái cuộc sống thì không phải tất cả đều phù hợp. Mình phải điều chỉnh. Nếu mà mình điều chỉnh được, mình thấy tiếp tục được thì tiếp tục. Không tiếp tục được thì nghỉ chơi. Thì giống như anh đưa ra một cái con số thôi, sẽ cảm nhận được mình nghĩ như thế nào ngay. Mọi người vẫn nói là bây giờ mình vẽ con số 6 và con số 9. Nó vẫn là một con số đó thôi, nhưng mà khi mình đặt ở giữa thì đó là số 6 hay số 9. Vậy thì em đã đứng ở góc độ nào? Em đứng ở góc độ số 6 thì em sẽ nói số 6. Câu đó là câu anh rất mong muốn để nghe tiếng trả lời. Cái câu đầu tiên là em đã thuyết phục anh là mình đứng cái góc độ nào để mình trả lời nó là con số 6 hay số 9. Nếu bây giờ anh đổi vị trí lại, anh vẫn đứng, anh nói đó là con số 6. Nhưng mà khi em qua đây em ngồi thì nó lại là con số 9. Và đó là câu trả lời anh thấy rất tuyệt. Thì như anh lúc nãy cũng mong muốn là sẽ có một cái gì đó xa hơn. Thì em có hai câu hỏi. Thứ nhất là trong các con nè, con trai, con gái, con vợ, anh thích con nào nhất? Riêng anh, con trai, con gái anh đều thích. Nhưng khi nói tới chữ vợ, anh không xài từ con vợ. Thật sự, thì đó là người yêu của mình. Và người đồng hành với mình chứ không phải là con. Vậy anh thích cái nào nhất? Luôn luôn anh thích cái người đồng hành với mình. Cảm ơn anh đã trả lời. Anh chờ câu hỏi thứ hai. Anh chờ câu hỏi thứ hai. Em á thì nấu ăn được. Ừ, cũng ngon. Vậy anh thích ăn món nào? Ôi vậy là tuyệt vời cho anh quá. Thật sự anh rất là dễ tính. Ăn trong ăn uống anh rất là dễ tính. Cái món mà người ta gọi là ăn mắm, anh có thích không? Ăn mắm, anh có thích không? Dạ, giả sử như anh bị vợ mắng thì anh có vui không? Nếu mắng yêu thì sẵn sàng vui thôi. Nếu mắng yêu thì sẵn sàng vui thôi. Nãy giờ là không biết bao nhiêu ngàn like trong anh tôi rồi. Mắng với trên cái tinh thần xây dựng đúng không em? Mà dạ, mắng đúng. Với tinh thần à, mình còn yêu thương người ta. Ví dụ như anh sao anh nói với em anh đi nhậu 8 giờ anh về mà giờ 10 giờ anh mới về. Đó thì anh thấy sao? Quá yêu luôn. Tại sao người ta lo cho mình đi về sớm? Còn ví dụ như mà tại sao nói 8 giờ về mà giờ 10 giờ chưa thấy về? Anh cà chớn quá. Là lúc đó là sao? Tặc mày. Giải thích sau. Linh rất mong chị hỏi câu này là chừng nào chúng ta có thể đến với nhau được. Anh sẽ trả lời luôn cái câu hỏi của anh Linh. Nếu được thì anh chị xác định trong vòng 1 năm cho tới 2 năm. Cái lý do phải hơn 1 năm
là để cho con trai anh nó xong đại học. Nếu tiến tới với nhau được thì một năm đó là một cái năm để mình bồi dưỡng vun đắp lại. Nếu mà nói đợi 2 năm á thì em không đợi. Anh không nói cái khoảng thời gian là 2 năm, nhưng mà anh đưa cái mốc thời gian là tối đa 2 năm. Nhưng mà sớm nhất là 1 năm, là phải 1 năm để con anh nó hoàn tất công việc học hành. Thực ra cái việc đó thì nó cũng tùy thuộc vào cái giai đoạn mình trao đổi, xem là mình có chấp nhận những cái khuyết điểm và mình có bắt kịp được những cái ưu điểm không, thì cái đó là quan trọng. Anh thì nói là ra cái khoảng thời gian là con phải tốt nghiệp, đó là sự chung thủy của người đàn ông, chúng ta trân trọng điều đó. Còn chị tuổi thanh xuân cũng đã qua đó, không có sự chờ đợi đâu đây cả, mà điều gì đến nó sẽ đến. Thì anh xin bổ sung lại cái câu, mình không thể nào mình nói là mình hết tuổi thanh xuân hả? Có thể tuổi em thanh xuân của em bắt đầu khi tụi mình có thể hợp nhau và tiến tới sau này gặp nhau nhiều hơn, thì đó chính là cái tuổi thanh xuân của em bắt đầu. Câu này rất hay. Đúng rồi, nhưng mà con không. Nhưng đối với ảnh thôi. Đúng. Nhưng với chị ấy có thể một ngày qua là mất đi một tuổi thanh đúng. Xuân. Quan trọng là anh làm thế nào cho bắt đầu sau cuộc gặp chị ấy cảm giác mình thanh xuân. Bây giờ anh có thể bước tới nắm tay chị ấy và hát tặng một bài hát nào với chị ấy, hay hát cùng nhau cũng được. Lên sân khấu này á thì anh không thể hát được. Thật sự mà nói là cái gì đó, cái giọng của mình nó cũng bị rung. Nhưng mà anh xin phép là anh đọc cái ca từ trong cái bài hát anh rất thích. Anh không đi tìm người yêu tuyệt đối đâu em. Anh không đi tìm người yêu lý tưởng đâu em. Anh không đi tìm người yêu nhan sắc mỹ miều, người yêu đại cát xa hoa, lụa là gấm hoa vàng son. Và câu này thì thêm ba câu đấy là của tự anh đặt ra. Anh đang đi tìm người yêu son sắt chung tình, người luôn sánh bước bên mình, sẽ chia đắng cay ngọt bùi. Đừng nắm tay nhá, thì Dung hát đi. Nhưng mà này anh nói anh không cần đẹp mà giờ em lỡ đẹp rồi sao? Mày giờ em lỡ đẹp rồi sao? Thật tuyệt vời. Với mình đẹp thì mình đâu bao giờ mình nói cái câu mình lỡ. Không, em biết em đẹp. Không, em biết em đẹp. Xuất sắc chị ơi. Chị Dung hát một bài Dung đi. Hát bài tặng ảnh đi nào. Hát một đoạn. Đúng bài... rồi, một đoạn nào đó. Anh còn nợ em. Hay quá. Anh còn nợ em, con tim bối rối, con tim bối rối. Anh còn nợ em, và còn nợ em cuộc tình đã lỡ, cuộc tình đã lỡ. Anh còn nợ em. Rồi. À, chúng ta về vị trí quyết định thôi, anh chị à. The Great Wave. Toshiba. Chúng ta sẽ đưa ra quyết định chính xác bằng trái tim của mình nha. Quyết định là phải có trách nhiệm với sự quyết định của mình. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng các chị. Nào, sự có mặt của anh chị trên sân khấu ngày hôm nay được sự ủng hộ không chỉ của người nhà mà của cả khán giả, ngay cả cảm xúc của Ngọc Lan, để thấy rằng Ngọc Lan rất lo cho chị. Lan rất là sợ chị không bấm nút, bởi vì em Lan hiểu được cái nỗi lo lắng của người phụ nữ. Cái quá khứ của họ, họ vì sợ một cái cuộc sống nó khổ giống như các anh chị của mình, cho nên là chị quyết định là chị sống một mình và chị không muốn đến với người đàn ông nào hết. Nhưng mà hôm nay thì thật sự gặp anh, cái cảm nhận của em á, thì em lại thấy đây là một cái người đàn ông rất xứng đáng để chị có thể đồng hành cùng. Và em tin rằng là ảnh không có làm cho chị khổ đâu. Chúc anh chị hạnh phúc. À, bây giờ thì chúng tôi sẽ có những món quà dành cho anh chị. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Chúc mừng các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity
trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Dạ, còn đây là cốt súp gà Quốc Việt Food, em xin gửi tặng cho anh chị. Sản phẩm cốt súp gà Quốc Việt Food được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Toshiba Việt Nam gửi tặng cho anh chị hai món quà này. Toshiba Việt Nam tặng mỗi bạn một bình thủy điện BLK30FL VKT-VN. Hàng giờ đun tiết kiệm điện năng, hệ thống bơm rót nước điện tử, màn hình hiển thị LCD, cảm biến cạn nước, chế độ tự vệ sinh bình. Cảm ơn chương trình và cảm ơn anh Quyền Linh cùng Ngọc Lan. Cảm ơn anh chị. Dạ. Mời nhà trai. Rồi, ngồi đi em trai. Xin mời nhà gái. Bây giờ thì nhà gái, nhà trai chỉ cách có cái hàng rào thôi. Hai bên nói lớn lên để mình cảm nhận từ ngay lúc này nha. Mời nhà trai giới thiệu về mình. Xin chào anh Quyền Linh, xin chào quý vị và các bạn. Xin chào chị Hồng Vân, xin chào bạn chơi. Em xin giới thiệu là em là Lương Văn Hoàng, quê ở Hà Tĩnh. Và em đến đây tham gia chương trình này. Hồi học quá. Lương gì? Tên... Em là Lương Văn Hoàng. Lương Văn Hoàng. Dạ. Bao nhiêu tuổi? Em năm nay 24 tuổi. 24, hiện nay làm việc ở đâu? Em làm việc hiện tại bây giờ đang ở An Tây. An Tây Bến Cát Bình Dương. À, làm Bình Dương, làm công việc gì? À, em là nhân viên kỹ thuật điều hành máy. Máy để sản xuất ra giấy. À, máy sản xuất ra giấy. Mời nhà gái. Bên nhà gái mình giới thiệu lớn lên cơ. Chào chú Quyền Linh, chào cô Hồng Văn. Và chào bạn Hoàng bên kia. Chào tất cả mọi người trong trường quay ạ. Em tên là Tuyết Mai, quê ở Quảng Ngãi. Hiện tại em đang kinh doanh chuỗi cà phê sạch. Và bên cạnh đó em còn kinh doanh online nữa. Năm nay cưng nhiêu tuổi rồi nè? Dạ, năm nay con 24 ạ. Dạ. Hoàng có ưu điểm, khuyết điểm gì? À, con có ưu điểm là con nhiệt tình trong công việc, hay giúp đỡ bạn bè anh em. Nếp sống sạch sẽ ngăn nắp tí. Nếp sống sạch sẽ ngăn nắp phải không? Dạ. Được. Rồi có những khuyết điểm gì? Có thể là trong công việc người đó có thể lớn tuổi hơn con. Biết cái này con chỉ cho họ, nhưng mà con hơi nóng tính tí. Nhưng mà là sau họ đúng không? Dạ. Không phải là la, nhưng mà chỉ mà trên đôi lúc là hơi to tiếng. Hơi to tiếng. Sau lúc đó là bình thường. Đối với người lớn tuổi con lo to tiếng họ. Dạ không. Đau khổ to, lắm. To là chỉ to 1-2 tuổi thôi. À, chứ to như chú mà con lớn tiếng rồi chú buồn khóc luôn. Chú Quyền Linh là người con hâm mộ nhất rồi mà. Ôi giời, cảm ơn con. Làm chú tổn thương. Rồi còn Mai, bên đây con nói về điểm mạnh điểm yếu của mình đi con. Dạ. À, điểm mạnh của con là rất là thích hát, nhưng mà mặc dù hát không có hay. Biết nấu ăn nhưng mà chút chút thôi. Còn điểm yếu thì rất là nhiều luôn. Đôi khi cũng hay nóng tính nhưng mà cũng rất là nhanh nguội luôn. Đi đường là rất hay bị quên đường luôn. Và rất thích đi du lịch nhưng mà bị sai xe nên là chưa được đi du lịch đâu hết. Rồi nhà trai, mình có mấy mối tình rồi? Em trải qua chỉ một mối tình kéo dài 3 năm mà. 3 năm là dài rồi đó. Nhưng mà sao 3 năm rồi mình chia tay vậy? Có thể là vướng mắc về phía gia đình. Mình không thuyết phục gia đình hả? Hay là tình yêu dạ chưa vậy. Đủ lớn? Dạ chắc cũng một phần vậy, với có thể rằng là yêu xa hoặc là khoảng cách về thời gian. Xa là xa không? À, xa tầm khoảng tầm 100 cây à. Trời ơi, 100 cây gần quá. Còn con thì sao nè? Dạ con thì trải qua 2 mối tình chính thức. Mối tình đầu tiên thì thời sinh viên. Thích thì mình cứ quen thôi. Dạ, đúng thôi bỏ qua đi. Dạ. Mối tình tiếp theo nè. Dạ, mối tình tiếp theo là trong lúc mà con đi giao cà phê thì có gặp một anh. Thì anh ấy cũng chủ động nhắn tin thì hẹn gặp, nhưng mà khoảng thời gian đó thì cả hai đứa đều vì áp lực của công việc á, nên khoảng cách nó cũng xa hơn và anh ấy cũng làm ở xa, nên là chỉ dừng lại mất tình bạn thôi. Do vậy là cái mối tình của tụi con là phân phớt thôi đúng không? Dạ, phân phớt bụi phấn thôi gì. Dạ. Rồi vậy giờ cô muốn biết là cái tiêu chuẩn mà người yêu của con là như thế nào để cô coi bên nhà trai họ có đáp ứng được không nha. Dạ, tiêu chuẩn thì khuôn mặt ưa nhìn và đặc biệt con thích có nụ cười đẹp. Chào con. Rất ưa nhìn, nụ cười rất đẹp. Nhìn đó con, cười có nụ cười rất đẹp. Đó. Được rồi đó con, cô thấy được rồi đó. Dạ, cao thì hơi có một xíu là được rồi. Con cao nhiêu? Con cao 1m65. Rồi xong. Dạ. Quá được luôn, rồi gì nữa nè.
À, phải gọn gàng sạch sẽ. Con có gọn gàng sạch sẽ không? Hồi nãy mà. Con có nói rồi dạ, đúng không? Rồi. Đó là ưu điểm của đó con. Đó là ưu điểm của con. Dạ, ưu điểm con ơi. Mặc áo ủi lăn o luôn thấy không? Không hút thuốc. À, nhậu thì lâu lâu thôi chứ không có nhậu mà quá. Con có vậy không? Con có thể uống bia. Và uống rượu. Nhưng mà con có lầy không? Con không lầy. Không lầy đúng không? Biết điểm dừng đúng không con? Dạ. Mà dường như là hai đứa tụi con có cái khuôn mặt phu thê sao? Wow. Thiệt, cái đó cô nói thiệt. Giờ giúp Nguyễn lên ạ. Mặt rất là nét. Phu thê không? Phu thê dễ sợ. Đồng đà. Ừ. Mặt dễ nhớ lắm. Dạ, cảm ơn. Ta gọi là gương mặt điện ảnh đó. Dạ. Dán tóc lên cho nó sáng cái mặt chút xíu. Đó. Đấy, cười tươi như thế. Theo con thì người mà cùng đi với con suốt cuộc đời là người như thế nào? Theo con thì đó là chỉ cần một người cao đến 1m50 trở lên là được rồi. Dư xăng. Dư đúng không con? Dạ. Dư. Có thể rằng là quan tâm và chia sẻ cùng con. Sao con? Cái này phải hỏi con. Dạ. Có con cũng cần một người đàn ông vậy quan tâm phụ nữ quan tâm lại thôi. Mình giống như cái gương vậy đó, mình cứ quan tâm người ta chắc chắn là quan tâm lại thôi, đúng không? Dạ. Giờ Vân nghĩ là chắc phải hỏi người thân. Đúng rồi, hỏi cái người thân đi. Ừ. Con đi với ai? Dạ con đi với anh trai ạ, anh Phong. Anh trai. Anh trai đâu? Đó. Rồi. Trời, hot boy ghê chưa? Cứ nhìn anh ra em nha con. Con chào cô Hồng Vân và chú Quyền Linh, mà bạn cùng chơi và tất cả các vị khán giả. Con là anh trai ruột của Mai. Mai thì sống tình cảm, còn đôi lúc thì Mai hơi kỹ tính một xíu. Mình nhận xét bạn trai là hiền, thật thà và cái ngoại hình thì rất là ưa nhìn. Cũng mong muốn là Mai với bạn trai mình cho nhau một cơ hội để tiến xa hơn. Dạ, xin cảm ơn ạ. Rồi. Hoàng đi với ai? Em đi với bạn ông anh đồng nghiệp. Em chào chương trình Bạn Muốn Hay No. Em chào hai MC. Dạ, chào bạn cùng chơi. Em là anh làm chung với Hoàng. Hoàng thì đi làm công việc thì rất là vui vẻ, năng động, chịu khó giúp đỡ anh em. Anh đi theo em đến đây thì anh chẳng có gì hơn, anh chỉ có muốn em là bấm chuông nhanh nhanh á. Bấm chuông nhanh nhanh đó phải không? Em có một cái cảm nhận gì về bạn nữ bên này? Anh thì thấy đẹp gái em ơi. Anh đẹp thật gái. Thà quá thì được. Anh rồi. Thật thà còn hơn bạn Hoàng nữa. Rồi bây giờ thì thôi để hai trẻ gặp mặt đi nha bà mối nha. Cảm ơn bà mối đó, giới thiệu đàn gái quá dễ thương. Tôi cũng cảm ơn ông mối giới thiệu đàn trai quá đáng yêu. Rồi nha. Vậy chúng ta mở rào. Bắt đầu đi Hoàng. Chào em. Tấn công liền. Đứng lên con, đứng lên. Chào em. Anh đến đây có món quà tặng em. Cảm ơn anh. Là một cây son ạ. Cái màu này con thích không Mai? Dạ con rất thích ạ. Em không thích thì cố gắng thích nha. Dạ. Lần sau về anh có thể mua cho em nhiều hơn. Cảm ơn anh. Em cũng có món quà tặng anh ạ. Anh cảm ơn em nhé. Anh có thể mở ra xem không ạ? Dạ. Như anh đã biết á, là em kinh doanh chuỗi cà phê sạch, cho nên á, là em rất trân trọng và rất là có tình yêu mãnh liệt vào cà phê. Nên là em tặng anh một hộp quà này có hình em. Và em hy vọng là anh sẽ gắn cái hình anh trên này. Và em hy vọng là cái tình yêu của em dành cho anh nó mãnh liệt như là tình yêu của em dành cho cà phê ạ. Quá trời của đất luôn. Anh xin cảm ơn. Sao nghe cho nó phê hơn cà phê luôn á. Nghe Hoàng nó tê sự. Người luôn rồi, Hoàng là bây giờ á khẩu luôn rồi đó. Con là bây giờ con sẽ đứng ngồi ở đây luôn đấy. Vậy em có cảm nhận khi lần đầu gặp anh như thế nào? Em cảm thấy anh rất là ưa nhìn. Con được cười cũng đẹp mà. Nói chung là cũng giống như mọi người của em. Còn về anh ạ, nhận xét em như thế nào? Em mình con người dễ thương sẵn rồi. Cảm ơn anh. Và mang một nụ cười khiến bao nhiêu người đàn ông phải chết rồi. Trời ơi. Sao nó khen nhau ngọt dữ vậy trời. Dạ, em hỏi anh một xíu là anh có thích uống cà phê không ạ? Anh thì thích vừa uống cà phê vừa uống cả em luôn. Như vậy thì về với em thì em sẽ pha cho anh một ly cà phê thiệt là ngon vào buổi sáng ạ. Hôm nay em đến chương trình này thì em cũng rất là thích hát luôn, nhưng mà mặc dù là hát không có được hay, nên em sẽ gửi đến anh Hoàng cũng như là cô Hồng Vân, chú Quyền Linh cùng tất cả mọi người ở đây một ca khúc được mang tên Nếu Được Chọn Lựa. Nếu được chọn lựa. Dạ. Hoàng đứng lên đứng kế bên Mai đi. Đó. Vậy có thể cho anh nắm tay em hay cho quá đó. Đúng không? Dạ, chủ động hết Hoàng à. Dạ, em xin bắt đầu ạ. Nếu bây giờ được chọn lựa một lần nữa,
thì chắc có lẽ vẫn yêu anh như ngày xưa. Nếu bây giờ được chọn lựa điều em ước mơ, thì em tin em vẫn mơ như em từng mơ, vẫn mơ rằng trọn đời này yêu anh mãi. Dù có tiếc nuối những đắng cay trong ngày mai, vẫn mơ rằng trọn đời này em trao đến ai, thì tình yêu trong em sẽ mãi không bao giờ phai. Em xin hết ạ. Và đến với nhà gái thì con xin phép chú Quyền Linh, con cũng hát chỉ được một đoạn thôi. Sắp khóc được. Con sẽ hát bài dành cho em. Dạ. Tự nhiên con sẽ hát bài dành cho anh là sao? Không. Anh sẽ hát bài dành cho em. Anh sẽ hát bài dành cho em. Tập trung vào đối phương đi, đừng tập trung bên đây nữa. Dạ. Anh vẫn nhớ đến lúc em hé môi cười, hay những lúc vu vơ hờn ghen. Anh sẽ nhớ mãi mãi đến lúc bên nhau, dù cách xa trong tim hoài mong. Tình yêu anh trao em khiến em thay đổi, bình yên trong em thức giấc nhớ em, viết lên bao câu chuyện. Con xin hết ạ. Em cảm thấy thế nào? Dạ em cảm thấy rất là rồi, được rồi. Hai đứa về ghế đi, ngồi nào. Hai đứa này là tối nay nó rủ nhau đi karaoke chắc luôn nè. Vậy theo em về quan điểm về một người chồng của em tương lai như thế nào? Dạ thứ nhất là phải biết quan tâm chia sẻ. Thứ hai là nói chung là phải nghiêng về gia đình nhiều hơn. Sau giờ làm việc thì phải về nhà cùng nhau nấu cơm. Anh cũng vậy, anh thích rằng là mỗi buổi chiều cho dù em đi làm về đúng không? Anh đi làm về có thể buổi chiều về nhà ăn cơm. Khoảng bao lâu thì mình có thể tiến tới hôn nhân? Còn đối với em thì tầm 2 đến 3 năm nữa. Đối với anh trong vòng sang năm sau thì như thế nào? Xem thử cái tình cảm của hai đứa có đủ lớn hay không. Công việc cũng như là cái kinh tế nó ổn thì mình sẽ tiến tới. Và mỗi ngày hy sinh vì nhau một chút thôi, dành tình cảm cho nhau như vậy là quá tốt rồi. Dạ. Mình tưởng tượng 2-3 năm nữa mình tiến tới hôn nhân đi. Rồi quan điểm về con trai con gái như thế nào, trao đổi luôn đi. Tiền về ai giữ? Tiền thì em giữ thì ok. Tiền là em giữ đúng không? Dạ đúng rồi. Còn con anh giữ hả? Con em cũng giữ luôn đúng không? Nếu mà cả hai cùng giữ. Tiền là em giữ thì con em cũng phải giữ luôn. Không nói vậy nhưng mọi việc đều có thể sắp xếp và chia sẻ cùng nhau được. Dạ. Dạ tính sanh mấy đứa nè. Dạ theo em thì một gái một trai. Ồ. Được như vậy thì ai cũng vui mừng rồi. Anh em hỏi xíu, anh có thích ăn hải sản không ạ? Dạ, em thì không ăn được ốc, tại vì em ăn vô thể sẽ bị ói. Vậy là trừ ốc ra đúng không? Dạ đúng rồi. Vậy thì anh sẽ mua hàu được không? Dạ không ạ, hàu, ốc, hến, nghêu, sò. Hai đứa ấy, nói với nhau một câu gì đó tận đáy lòng của mình, nói về người đối diện, nói gì về những cái gì mà mình mong muốn mình nói hết trong ngày hôm nay nha. 30 giây suy nghĩ rồi bắt đầu chúng ta nói. Bây giờ gặp một người xinh đẹp như em thì anh cũng không biết nói gì hết. Ngoài sự chân thành của anh, ngoài sự đảm bảo yêu thương và trao đến cho một người thì anh đủ can đảm để lo cho em điều đó. Thì em rất là thích anh về ngoại hình cũng như là cách trò chuyện của anh. Cũng mong là hai chúng ta sẽ cho nhau một cơ hội để tìm hiểu và sau đó sẽ tiến xa hơn nữa. Rồi, cảm ơn em. Hết thời gian. Hãy để tay nước bấm và chúng ta kiểm tra lại con tim mình một lần nữa xem đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không. 3, 2, 1. Thời gian. Bấm cùng một lúc luôn. Bấm đó. Bấm hết luôn. Chúc mừng. Rất hợp lý. Cần có tem được không? Rất hợp tình, rất hợp với lẽ trời. Hôm nay là một ngày rất là đẹp trời mà chú Linh nghĩ rằng là hai con đã chọn đúng thời điểm đó. Thôi bây giờ Hoàng nè, Hoàng hãy hướng về ống kính. Ở đó ba mẹ và gia đình của Mai đang xem. Hoàng hãy xin thưa và gia đình hãy cho phép tụi con hẹn hò với nhau và tìm hiểu rồi tiếp tới con làm cái gì đó, nói đi. Con xin chào bố mẹ của Mai. Con là Hoàng. Nếu như ba mẹ cho chúng con tạo điều kiện giúp đỡ
là nguồn động lực để cho hai con tiến tới một tình yêu đẹp đẽ và có một kết thúc có hậu. Em xin phép anh trai cho em thơm lên thơm lên mái tóc của em được không? Vậy anh trai có nguyện cho em không? Tức là cho em hôn má của em Mai thôi. Em có thể nhắm mắt lại dùm em được không? Dùm anh. Như vậy thôi. Hai bạn này rất là e ấp nè. Bây giờ chúng ta sẽ có những món quà từ chương trình. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Thương hiệu thời trang thiết kế The Maven gửi đến bạn voucher giảm giá 30% khi đến mua sắm trực tiếp tại các cửa hàng. Mong rằng những bộ cánh lung linh tại The Maven sẽ giúp buổi hẹn hò của bạn thêm phần lãng mạn và đầy yêu thương. Nhãn hàng máy lọc nước cao cấp Daikyosan tặng bạn một voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm Daikyosan tại các đại lý chính hãng trên toàn quốc. Máy lọc nước phong thủy Daikyosan thiết kế độc đáo, lõi lọc, ceramic siêu bền, màng lọc, RO nhập khẩu từ Mỹ. Đặc biệt, máy lọc nước ion kềm, dầu, hydrogen đem đến nước sạch và tốt cho sức khỏe. Nếu hai bạn tiến đến hôn nhân, Daikyosan sẽ tặng một máy lọc nước phong thủy ion kềm trị giá 13.800.000 đồng. Daikyosan phong thủy ngũ hành vượng khí thăng hoa. Nước khoáng Đảnh Thạnh Vicoda tặng bằng sản phẩm nước khoáng kiềm thiên nhiên Vicoda với độ pH tự nhiên 8.5, giúp trung hòa lượng axit dư thừa, rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt về tiêu hóa. Sản phẩm được đóng chai ngay tại nguồn khoáng Đảnh Thạnh, đảm bảo chất lượng đồng nhất, giữ trọn vẹn các khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139, hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Rồi, chúc hai đứa hạnh phúc nha. Chờ mai đi trước mình đi sau. Đấy, bảo vệ em gái bé nhỏ. Xin mời gia đình nhà gái. Ủa Linh, về. Mời nhà trai. Chào ông trai. Chào chị Hồng Vân ạ. Và bạn nữ còn kế bên. Em xin được tự giới thiệu, em tên là Đoàn Văn Phúc. Năm nay em 32 tuổi, sinh ra bản lên tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc hiện tại của em là nhân viên Ủy ban nhân phường 15 quận 5. Là quận bên tôi đó Linh ơi. Đúng dạ. Rồi đó. Nha, đó, đây đúng quận đi. Rồi, đúng phường luôn rồi. Tôi với ông đổi chỗ không? Rồi, cưng giới thiệu về mình đi. Dạ, em chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh, chào bạn trai bên kia và chào quý vị khán giả. Em xin tự giới thiệu, em tên là Ngô Trúc Phương. Em 27 tuổi, đến từ Bến Tre và hiện tại thì em đang là nhân viên phòng thí nghiệm tại Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh ạ. Vậy hả? Tức là cưng làm ở Củ Chi hả? Dạ, em làm trong khu du lịch Một Thắng Việt Nam ở Củ Chi ạ. Ồ, trời, hôm nay cỡ nào tôi cũng phải gả nhà gái cho bên nhà trai nè. Rồi, em trai, em làm ở phường, em làm cụ thể làm cái gì? Dạ, công việc ở phường em làm văn phòng thống kê ạ. Là thống kê mấy cái sân khấu mà bán vé này kia đó. Dạ. Dạ không ạ. Em là thống kê, là em tổng hợp số liệu như điều tra kinh tế hay điều tra dân số hay là những số liệu về bán vé giả với đồ đó. Dạ không ạ. Là em có công tác thêm hưu thuế đất thêm cho phường thôi. Dạ. À. Rồi có liên quan gì tới sân khấu và bãi xe gì không? Dạ thì ở công tác ở phường thì nó sẽ có thêm một số, ví dụ như là mình cũng chạy những cuộc hội nghị á. Thì mình, em có thể hỗ trợ thêm chạy chương trình hay làm MC á. Rồi hay quá, vậy là có không vậy? Nhờ rồi đó. Em có điểm mạnh điểm yếu gì? Dạ về điểm mạnh thì tính tình của em dễ chịu, vui vẻ, cũng hòa đồng, hay giúp đỡ bạn nữ trong phường. Hay giúp đỡ bạn nữ trong phường hả? Dạ, bạn nữ nam sao nữ kỳ vậy? Dạ như là
như trong phường á thì đôi khi một số bạn nữ sẽ có công việc như phiên gác hay này kia thì đúng em rồi, nhưng bình thường thôi. Dạ. À, tức dân là mình nghi ngờ chứ biết nữa. Không, mình xài chữ là mình ga lăng với đúng phái rồi, nữ ga đó lăng. Vậy đó. Ông Lê Tuấn Anh ông ga lăng kinh khủng lắm. Đừng có đốt nhà lắm. Ông nội. Dạ. Có cái điểm yếu nào không? Dạ, điểm yếu thì tính em cũng gục ghè với đám đông. Còn em nói về điểm mạnh và điểm yếu của mình đi. Ừ, dạ thưa chị thì điểm mạnh của em á là em là người vui vẻ, hòa đồng, biết quan tâm mọi người. Em thích nấu ăn và cũng có một chút xíu năng khiếu về nghệ thuật như là vẽ hay là hát. Còn về điểm yếu thì em là một người khá là nhạy cảm. Với lại là em rất là dở những cái môn thể thao á chị. Ừ, thực ra nhạy cảm mới làm nghệ thuật được rồi. Nhưng mà nhạy cảm có nhiều vấn đề. Bạn trai có đường tình duyên thế nào? Dạ, thì đến nay 32 tuổi em được trải qua hai mối tình. Thì một mối tình gọi là tình đơn phương thôi. Thì em cũng thích một cô thì cũng được khoảng 3 năm. Thì nhưng mà nhiều khi em cũng cố gắng. Nhưng mà đôi khi là do quan điểm của khác biệt á. Em thích sự yên tĩnh nhẹ nhàng. Thì cô ấy thích sự ồn ào. Nên đôi khi không thể nào đến được với nhau. Dạ. Còn mối tình thứ hai thì đúng do cô ấy cũng đồng ý sớm á, nên khi mà tìm hiểu á, em sợ trong khi tình yêu mình không biết là mình có chân thật không á, nên chia tay cô ấy. Ủa là sao vậy nè, em yêu dạ, mấy năm? Lọt, dạ, đã lọt như vậy nè. Để tôi phải cứu bồ, tôi cứu bồ phường tôi mới được. Dạ. Ừ. Giống như là cô ấy đến với nhau rất là nhanh. Em sợ tình yêu đó không chân thật cho lắm. Đó, nên em chủ động nhắn tin chia tay cô ấy. Đó. Dạ. Em đã chia tay người đó bao lâu rồi? Dạ khoảng được 2 năm hơn ạ. 2 năm hơn, từ đó đây em chưa quen một người nào nữa hả? Dạ, trắc nghiệp ha, dạ, trắc nghiệp ha, dạ. Trắc nghiệp á đúng không? Dạ. Hy vọng ngày hôm nay á là giải mã được nha. Dạ. Để okay. Anh Quang hỏi bên kia dạ, coi. Dạ. Nếu người ta đồng ý liền là khoan nha. Từ từ. Phải sau tháng mới được. Chào em gái dễ thương. Cái đường tình duyên của em sao? À, dạ thì em chỉ trải qua một mối tình thôi mà nó cũng kết thúc cách đây hơn 8 năm rồi ạ. Dạ, và trong khoảng 8 năm đó thì 8 năm sau này thì em cũng có thích một vài bạn nhưng mà không có tiến tới ạ. Ngại hay sao? Dạ, tại vì em cũng có tỏ tình á anh, nhưng mà bị từ chối. Anh tỏ tình luôn hả? Dạ. Nào kỳ lạ trời. Ta dễ thương gì mà từ chối à, thiệt tình luôn. Dạ, hôm nay em lên đây thì em nghĩ rằng cái người bạn bên đây á sẽ là, em thử tưởng tượng coi bạn có giống như cái điều mà em nghĩ không? Em thích một người con gái là dịu dàng, dễ thương, hiền lành, cùng em san sẻ công việc gia đình. Quan điểm của em là thì xã hội công bằng, dân chủ văn minh, đàn ông rửa bát, nàng bà nấu cơm. Dạ. Rồi, nhưng mà rồi ngoại hình thì sao nè? Thấp hơn em chút xíu cũng được. Dạ. Em cao mét nhiêu? Dạ, em mét 64. Dạ. Em mét 64, em mét nhiêu cưng? Dạ, em mét 61 à. À, đó, mẫu đó, hình đó, lý tưởng nào nói cho dễ hiểu đi. Ừ. Một cái người nào mà em có thể nghĩ tới á. Ừ, em thích ai? Dạ. Mi. Hả? Mi gì? Mi du. À, Mi du. Dạ. Mi du. Thích dạ. Một người giống nói Mi du. Nói cho nó rõ nha. Dạ. Thích mà ngại không chịu nói là sao? Em nói Mi du mà em lên tông là mệt lắm. Dạ. Nha. Nói chứ cưng dễ thương lắm á. Được rồi. Còn em sao? Dạ, về mẫu người lý tưởng của em á, thì về ngoại hình á, sẽ có hai cái kiểu người mà làm cho em thu hút. Thứ nhất đó là cái người mặt hiền mà hay cười. Còn thứ hai là hiền, cái người mặt cười. Lạnh lùng giống như kiểu mà cầu thủ Lương Xuân Trường ấy. Dạ. À, đây. Đây là mẫu hình lý tưởng. Nhưng mà đây là cái tiếp người lạnh lùng. Dạ. Nhưng mà bạn lại nói là cái tiếp người trên là nhìn vô mặt dễ thương hay cười. Đó thì em là tiếp thứ nhất á. Em trai đi với ai vậy? Dạ, hôm nay em đi với lại sếp và mấy cô là mấy đồng nghiệp trong cơ quan. Dễ thương ghê, dễ gây ấn tượng lắm á. Thưa chị Hồng Vân, anh Quyền Linh. Hôm nay thì là thủ trưởng của bạn Phúc. Bạn Phúc thì ở trong đơn vị thì hết sức là hiền lành, chất phác, làm việc rất là có tâm và đầy trách nhiệm. Thì bạn Phúc này thì ngày thất tịch đó, người ta ăn có một chén chè hà, để có bạn gái để bạn ăn. Mỗi năm bạn ăn một nồi chè mà 7 năm nay rồi. Chưa có bạn gái. Bạn chưa có bạn gái. Về bạn nữ bên đây thì chắc chắn là sẽ hợp với gu bạn Phúc. Bởi vì bạn nữ bên đây là tóc đen, rồi mái tóc ngang vai, nói năng nhỏ nhẹ, rất là dễ thương. Đến với chương trình hôm nay thì cũng là cái duyên. Thì thôi hai bạn tìm hiểu với nhau, rồi chúng ta có cái kết. Đó là do hai bạn quyết định. Cuối cùng thì cũng rất là cảm ơn chỗ chị Hồng Vân đã ủng hộ hết mình cho phường nhà. Cũng động viên bạn phường nhà cố lên. Dạ, đó, xin cố hết. Lên phường nhà cố lên. Em nè, em đi với ai? Dạ em đi với em họ và các bạn đồng nghiệp á.
À rồi, xin mời đại diện nhà gái. Chào anh Nguyễn Linh với chị Hồng Vân. À, chào quý vị khán giả. À, nói về bé Phương á, thì bé Phương nó rất là hiền, à, biết chia sẻ với mọi người, à, hòa đồng nữa, nấu ăn rất là ngon. Cái này thì khỏi chê. Còn bạn bên đây á, thì chị thấy á, hơi chút nhát nhưng mà chắc cũng hợp với em á. Nói chung là nếu được thì hai đứa cho nhau cơ hội. Mở rào đi. Qua đi. Anh tặng em ạ. Dạ, cảm ơn ạ. Rồi đây, đồ của mình đây. Dạ em cũng có một món quà muốn tặng anh ạ. Ừ, cảm ơn em. Rồi, mở dạ, ra anh có thể lấy cho xem ạ. Dạ đây là một bức tranh bằng giấy gió mà em tự vẽ. Và em rất là thích cái loại giấy này, tại vì nó làm hoàn toàn thủ công luôn. Và nó rất là để được rất là lâu, khoảng vài trăm năm lận. Nên em hy vọng rằng là nếu mà mình hôm nay mình có tiến tới được với nhau đó, thì mong là nó sẽ bền lâu giống như cái tờ giấy gió này ạ. Dạ, ở phía sau nó còn có một bí mật nữa thì anh. Đây là cái hình mẫu lý tưởng mà trước khi mà đi em tự vẽ ra thôi. Anh xem thử coi giống anh được bao nhiêu phần trăm à? Trời ơi, giống dữ trời. Giống mà nha. Cái hình đeo kiến luôn nè. Sao giống quá vậy? Đúng không? Sao tự nhiên em lại nghĩ trời ơi. Giống y chang luôn á thiệt mà. Dạ dạ. Rồi đó, hai đứa cảm nhận gì nhau đi. Dạ anh thấy em là người thế nào ạ? Anh thấy em người dễ thương, hiền lành, thích nấu ăn thì anh cũng thích nấu ăn là được rồi. Tại anh nấu ăn không giỏi lắm, anh chỉ biết rửa chén thôi. Tại hồi trước anh hay đi bộ đội á, nên mấy công việc rửa chén hay giặt đồ hay này kia thì anh biết. Vậy anh nghĩ như thế nào khi mà anh, nếu mà anh quen một người là con một á, tại vì em là con một trong gia đình á, thì em cũng có nhiều việc phải lo, thì anh có bận tâm gì không ạ? Không, không có gì hết. Tại vì thật sự ra thì yêu nhau thì mình cùng nhau san sẻ, giúp đỡ nhau vượt qua, thì lúc đó mới thấy là chân tình. Em có cảm nhận như thế nào về anh ạ? Dạ đầu tiên là em thấy anh đang rung á. Thì dạ, anh rung anh... thì anh hay nói chuyện với bạn nữ thì thường anh hay rung lắm, nên lý do tại sao mà anh giờ vẫn còn ấy. Cho anh hỏi là em sống ở đâu ạ? Em hiện tại là đang sống tại Củ Chi ạ. Củ Chi thì có thể nếu mình tới nhau thì có thể cuối tuần thứ bảy nhật thì anh có thể xuống Củ Chi. À, dạ thường á, tại vì em làm khu du lịch đó anh, cho nên là thường thì cuối tuần thì em sẽ làm và em chỉ được nghỉ ngày thứ hai thôi. Rồi xong. Không sao, thì lúc đó thì thật sự ra Sài Gòn mà từ quận 5 về Củ Chi cũng gần, không sao đâu. Thì một tiếng đồng hồ thôi thì có thể mình gặp nhau. Rồi vậy là được ha. Giờ mình bàn coi khoảng bao lâu mình có thể tiến tới hôn nhân được em trai. Theo em thì bao lâu mình có thể tiến tới hôn nhân á? Dạ em thì em không có bị giới hạn về độ tuổi á, tại vì kiểu em chỉ thấy khi nào thích hợp thì cưới thôi. Anh có gấp kết hôn không anh? Thật sự ra thì anh cũng 32 tuổi rồi. Nếu mà có thể nhanh thì anh cũng muốn nhanh chút xíu. Tại thật sự ra 32 tuổi cũng độ tuổi trưởng thành để lập gia đình rồi. Dạ, dạ nhanh là bao lâu anh? Có thể ví dụ như mình quen có thể 1 năm hay 2 năm có thể tìm hiểu cũng được. 5, 6 tháng gì gấp. Dạ. Tại vì em sợ bạn nữ nhiều khi con gái người ta sẽ khi mà yêu một người thì người ta sẽ khó khăn hơn. Nếu mà gấp rút là 6 tháng được không? Hỏi đi. 6 tháng là very good lắm rồi. Thật sự em cũng thích lắm. Trời tại vì ở phường cũng nhiều người cũng nói là em lấy chồng lấy vợ đi. Để lâu quá. Xong rồi. Để mời mấy cô đi đám cưới nữa. Nên em cũng nếu được thì 6 tháng thì rất là very good. Lấy còn... vợ được nha, đừng lấy chồng nha. Dạ. Dạ bị liệu ạ. Dạ. À, rồi. Hồi hộp quá đúng không? Dạ. Bây giờ đứng lên nắm tay bạn gái hát bài cho đổi hồi hộp nào. Dạ, em không biết ca mấy bạn gái ca hả? Dạ. Cứ bước tới nắm tay bạn gái lên cho dạ, trao cảm xúc với nhau. Rồi bạn gái hát gì hát đó. Dạ. Nắm tay chứ không phải bắt tay. Nắm tay. Đó bắt tay luôn. Nắm tay. Gì vậy Phúc? Dạ nắm tay vậy. Hả nắm sao kì? Dạ nắm tay vậy. Nắm. Nắm tay à. Ừ. Nắm hai tay luôn coi, nắm tay bên kia nữa coi. Rồi coi tay bạn nắm rồi cái cảm giác sao? Hả? Cảm giác điện giật. Bạn gái có thể hát tặng cho bạn trai một bài. Em sẽ tặng anh một bài hát ạ. Chiều nay không có mưa rơi ở trên đôi bờ vai. Chiều nay không có anh em buồn như lớp xưa. Chiều nay góc phố cũng biết buồn, thò bãi cuối con đường.
chiều nay không có mưa rơi em lần em. Rồi hát hay quá. Cảm giác thế nào nói bạn gái biết. Đừng có buông tay ra, nắm tay cứ nắm tay thế. Em cảm giác thì thật sự là em rất là vui, thích. Thì giống như là sau này ví dụ như đám cưới thì giống như có bạn ca thì cũng được. Tại vì em thích đám cưới mà thay cho dâu chú rể cùng ca, xong ca lắm. Rồi thôi thôi bấm luôn rồi. Em không có. Kể sao? Em nói một câu gì đó thật ngọt ngào với cô gái đi, để mình thuyết phục cô ấy sẽ bấm. Bởi vì giờ em bấm rồi đó. Tại sao em phải ấy trong khi anh đang ngồi kế bên? Ôi ơi. Rồi bây giờ nè, mình quyết định nha, trong 3 tiếng đếm nè. 1 2 3 Thời gian. Em không bấm hả? Em bắt tay anh. Dạ, thì em rất là vui khi mà hôm nay thế này được gặp anh. Và anh thật sự là một người rất là tốt luôn. Nhưng mà chắc là do cái cảm giác trong em á, là chưa có đủ để mà em bấm nút. Thì hy vọng là mình vẫn có thể làm bạn, biết đâu sau này có một ngày là mình có thể tiến tới một mối quan hệ tốt hơn sau khi mà mình tìm hiểu kỹ hơn. Hãy mở lòng ra, hãy đón nhận những điều mà chúng ta xem như là có cơ hội để chúng ta gặp đấy nha. Hãy suy nghĩ lại, anh mong rằng hai đứa sẽ cố gắng kết nối nhiều hơn nữa. Cố gắng nha. Dạ dạ. Rồi thôi, mình tặng quà thôi. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Nhãn hàng máy lọc nước cao cấp Daikyosan tặng bạn một voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm Daikyosan tại các đại lý chính hãng trên toàn quốc. Máy lọc nước phong thủy Daikyosan thiết kế độc đáo, lõi lọc ceramic siêu bền, màng lọc RO nhập khẩu từ Mỹ. Đặc biệt, máy lọc nước ion kềm dầu hydrogen đem đến nước sạch và tốt cho sức khỏe. Nước khoáng Đảnh Thạnh Vicoda tặng bằng sản phẩm nước khoáng kiềm thiên nhiên Vicoda với độ pH tự nhiên 8.5, giúp trung hòa lượng axit dư thừa, rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt về tiêu hóa. Sản phẩm được đóng chai ngay tại nguồn khoáng Đảnh Thạnh, đảm bảo chất lượng đồng nhất, giữ trọn vẹn các khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139, hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Mời các bạn xem bạn muốn hẹn hò trên ứng dụng truyền hình Netclub. Các bạn có thể tải ứng dụng không chỉ xem bạn muốn hẹn hò và các bộ phim hấp dẫn, các chương trình thể thao, mà còn có cơ hội kết đôi hẹn hò trực tuyến tại đây. Cảm ơn tình cảm quý vị. Mời quý vị khán giả đón xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò cùng Quyền Linh và Ngọc Lan. Chương trình được phát sóng vào lúc 17h50 thứ Bảy và 22h30 thứ Hai hàng tuần trên kênh HTV7 và kênh YouTube MCV Media. Xin mời nhà gái. Chào Trưng. Ý, tụi mình chung đội luôn nè. Mời nhà trai. Ai lấy chồng đi. Ai lấy chồng nào? Chồng ngon, chồng bổ, chồng trẻ, chồng khỏe đây. Ghê. Chồng ngon, chồng bổ, chồng rẻ, chồng khỏe luôn. Trời ơi. Thấy chưa, thấy nhà trai tôi vui chưa? Mình bên nhà gái mình nghe câu này có cái cảm xúc của mình lúc nào sao? Dạ. Sốc không cưng? Dạ cũng hơi sốc. Dạ, hơi sốc đúng không? Dạ. Mình rao lại luôn. Ai lấy vợ không? Vợ ngoan, vợ hiền đây. Thôi bây giờ vậy thôi, mình không rao, mình tự giới thiệu về bản thân mình đi cưng. Con xin chào cô Hồng Vân và anh và chú Quyền Linh và bạn nam bên kia và quý vị khán giả và gia đình hai bên. Con tên là Nguyễn Thị Trang, năm nay con 29 tuổi, nghề nghiệp của con là dược sĩ. Rồi con làm ở đâu? Dạ con hiện tại thì con đang làm ở quận 10, nhà con thì ở Bình Thuận. Ở Bình Thuận. Mời nhà trai. Em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân cùng các anh chị cô chú trong trường quay. Em tên là Đỗ Quang Nguyên, hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Con Tum, năm nay em 30 tuổi ạ. Làm Con Tum luôn hả? Dạ, dạ. Làm công việc gì vậy? Dạ, em làm buôn bán online, buôn bán các mặt hàng
mật ong rừng, rồi bơ, rồi trái cây, rồi em có điểm mạnh điểm yếu gì em giới thiệu coi. Dạ. Coi có bán được hôm nay không? Dạ, điểm mạnh của em thì vui vẻ hòa đồng, rất đúng giờ và uy tín, nói chuyện thì lưu loát. Cái gì ta còn gì nữa gì ta? Đâu để tôi coi mới nói giới thiệu lưu loát cái gì ta. Ông xui, để tôi qua tôi coi coi được bổ rẻ tôi mua. Dạ chào chị. Ừ. Sao nè, nói tiếp đi nè. Là nhược điểm của em thì là hay bị mù đường và hay quên nữa. Sao biết bị mù đường, có đi nhiều không? Dạ em đi hay đi shipper á chị. Shipper ở Kon Tum mà phải chạy bằng Google Maps nữa. Cho nhiều khi đi một đường là em về một đường, em không dám đi đường thứ hai, sợ đi bị lạc. Vậy á hả? Bây giờ là mình tự rao xong mình tự đi ship luôn. Dạ, tự em là tự đăng hàng trên mạng và em tự mình đi ship giao luôn. Dạ. Ồ, trời chịu khó quá hả? Dạ. Rồi, em bơ này nhiêu ký rồi em? Dạ, bơ này thì bữa nay cỡ 50-60 ngàn một ký ạ. Là ở Kon Tum á hả? Dạ. Hay vô tới đây? Vô tới đây ở Kon Tum em bán thì cũng tầm đó, mà ở trong đây em cũng không biết là bao nhiêu anh. À, tới Kon Tum là bỏ là khoảng 50-60 ngàn ký đúng không? Dạ, em đi ship cho người ta là 50-60 ngàn. Để hỏi bên đây nha, hỏi bên đây coi làm sao ha. Rồi mình nói điểm mạnh điểm yếu mình đi cưng. Dạ, điểm mạnh của em thì là em thì là một người rất là vui vẻ, hòa đồng. Tính em thì thẳng thắn và biết quan tâm và chăm sóc người thân và những người bên cạnh. Và em biết nấu ăn. Còn điểm yếu của em thì nhiều khi em thẳng thắn với lại nóng tính quá thì nhiều khi làm người ta dễ bị mất lòng á. Nhưng mà thường thường mất lòng trước thì được lòng sau. Em thì cũng hơi nóng tính một tí, nhưng mà cái miệng thì nói vậy thôi, nhưng mà xong rồi thôi chứ không có để bụng. Rồi mình là có mấy mối tình rồi cưng? Dạ em thì trước giờ có một mối tình. Tụi em chia tay cách đây là 4 năm. Lúc đó thì yêu nhau được bao lâu? Dạ yêu nhau là khoảng được 5-6 năm. Lý do chia tay là lúc đó thì hai đứa thì biết nhau là học chung cấp 3. Xong rồi em lên đây học thời gian rồi em mới quen. Thì gia đình em thì không có chịu đạo. Còn gia đình bạn em thì đạo. Rồi bây giờ nghe cái anh bên đây anh rao bản thân anh vậy, cưng thấy có mua được không? Chắc hay mua mão luôn. Chắc mua mão luôn. Mua mão luôn đó. Bên đây người ta tính mua mão đó. Rồi vừa có tình yêu vừa có bơ luôn. Có hết đó. Em trai có mấy mối tình rồi? Dạ em chưa có mối tình nào. Chưa có luôn? Dạ. Sao vậy? Nó như nói cái chuyện tình đường tình duyên của em nó gian nan trắc trở lắm. Lo đi bán không hay sao? Dạ cũng có nhiều cái đi xem mắt, nhưng mà cái tính tình cũng không được hợp á. Xong rồi có nhiều người bảo giới thiệu em là đi cắt duyên. Cuối năm vừa rồi á em cũng đi cắt duyên. Đi cắt duyên hay là sao? Duyên âm. Cắt duyên âm. Dạ đúng rồi. Em mới cắt xong thì là được khách hàng của em là do là khách hàng của em đăng ký. Thế là thấy ba má em cũng già rồi, thế là khách hàng em mới kêu để chị đăng ký cho. Thế là khách hàng đăng ký cho em. Thì em vừa mới cắt duyên xong cỡ 2-3 tháng thì thấy chương trình gọi. Mà chương trình gọi là trúng ngay cái ngày cá tháng 4. Không vắng trúng ngay cái ngày cá tháng 4 em. Đen nó vậy luôn đó hả? Dạ. Xui vậy luôn hả? Em tưởng gia bộ hay gì? Trúng ngày cưới cá tháng 4 cái em là kêu là không biết là có ai người chọc mình không? Tại vì thấy mình ế quá mà. Thế là em mới mới gọi hỏi kỹ thì chương trình bảo đúng. Xong bắt đầu em mới thu xếp vô thì vừa phỏng vấn xong là về thì chương trình cũng gọi. Mà chương trình lại gọi trúng má em mổ đục thừa. Xong cái là em cũng không đi được. Nhưng mà biết đâu được là cứ trắc trở như vậy để ngày hôm nay em gặp được một cái nửa của em ở bên này. Dạ. Em hiểu ý chị không? Em đoán đi, em coi cái bạn bên đây, cái cảm nhận của bạn bên đây như thế nào, em tả thử rồi. Em nghĩ bạn ấy là một cô gái rất là cũng có cá tính, dễ thương. Còn em mong muốn tìm người yêu như thế nào? Dạ, em mong muốn thì tìm người yêu giống mẹ của em. Giống mẹ là em luôn, mẹ dạ. Em sao? Tại vì em là ở Kon Tum là hay mệnh danh được chàng trai có hiếu nhất Kon Tum á. Là hay đi đâu em đi uống trà sữa nè, em đi coi phim nè, cũng chở mẹ đi theo chơi. Kiểu như là mẹ em hồi xưa cũng khổ, em muốn cho bù đắp mẹ lại. Dạ, cho lại những cái cảm giác bây giờ như thế hệ trẻ như đi trà sữa. Bây giờ mẹ như thế nào nói chị nghe coi. Có, em có mang theo ảnh luôn ạ. Vậy hả? Dạ. đâu đưa chị coi. Đây là ảnh của mẹ, coi đàn gái giống mẹ không. Đây là tấm ảnh mẹ em tỉ mỉ làm quà tặng cho cô gái. Ồ vậy đó hả? Dạ. Nói chung là ba ông bà cũng mong có con dâu lắm rồi. Thôi nói đây. Chung là mẹ rất là phúc hậu luôn. Nếu mà cưới vợ sẽ về làm dâu đó. Nói cho mọi người xem mẹ của bạn đây. Thôi đưa anh chút để này làm món quà tặng bạn gái nha. Anh sẽ qua xem coi nhà gái thế nào nha. Bên này con gái xinh, rất là xinh ha. Mình muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Con thì con muốn tìm một nửa yêu thương của con là lúc nào cũng
tạo cho mình tiếng cười vui vẻ, rồi chung thủy và có hướng cầu tiến, biết quan tâm và chăm sóc con. Mình không thích đàn ông ở điểm nào con? Con không thích đàn ông ở điểm là hút thuốc, lăng nhăng. Lăng nhăng. Dạ, mình có gì thì mình chia sẻ từ ban đầu thật. Nói chung là đối với con là thành thật là vẫn hơn. Con có muốn là ông phải đẹp trai nè, phải cao lớn rồi. Đẹp trai cao lớn thì nói chung con chỉ cần ngoại hình ưa nhìn, cao lớn thì chỉ cần cao hơn con 1m65 trở lên là được rồi. Rồi bạn nam, bạn đáp ứng được nhu cầu và tiêu chí bên đó không? Dạ chắc cỡ 90% ạ. 90%. Bạn có đào hoa lăng nhăng không? Dạ nếu đào hoa lăng nhăng chắc không ngồi đúng chương trình rồi. Dạ. Bạn có phải là người hút thuốc không? Dạ không. Cưng cao mét nhiêu vậy? Dạ em cao 1m64. Thiếu con phân không sao đâu con. Dạ, ha. Hôm nay em đi với ai vậy? Thiếu con dạ, phân. Hôm nay em đi với chị dâu, với bạn thân thời còn nhỏ ạ. Rồi xin mời chị dâu cho ý kiến nào. Dạ em xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân và khán giả trường quay. Em là chị của Nguyên, thì hôm nay đến đây thì em cũng mong Nguyên là tìm được một nửa yêu thương của mình. Theo chị thì em gái này cũng dễ thương, hiền lành, là chị thấy cũng hợp với em. Chị mong hai em cho cơ hội để tìm hiểu nhau. Rồi cảm ơn em. Con đi với anh. Con bữa nay con tới đây là con đi với anh rể. Rồi dạ. Xin mời anh rể. Em xin chào anh Quyền Linh, Trần Vân và tất cả khán giả trong trường quay. Em là anh rể của bé Trang. Em đến đây từ Đà Lạt. Từ Đà Lạt xuống luôn hả? Dạ đúng rồi chị. Em thấy em rể dạ, tương lai. Em trai này thì nó rất chỉ là được cao giáo, dễ tính đi, dễ gần, cũng phù hợp với em vợ em, nên là hy vọng là hai đứa tạo điều kiện tìm hiểu lẫn nhau. Dạ em cảm ơn. Bây giờ chúng ta mở rào cho bạn Nguyên với bạn Trang gặp mặt nha. Mở rào. Mời quý vị khán giả đón xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò cùng Quyền Linh và Ngọc Lan. Chương trình được phát sóng vào lúc 17h50 thứ Bảy và 22h30 thứ Hai hàng tuần trên kênh HTV7 và kênh YouTube MCV Media. Mình nhận trước đi rồi mình trao sau con. Đi rồi mình trao quà mình sao? Đặc sản ở vùng Con Tum là bơ. Và đây là món quà của mẹ anh. Tự tay làm để gửi gắm cho em. Dạ, mẹ có nhớ gì không? Tại sao mẹ lại làm cây đó? Dạ, mẹ... tại vì cây sen đá này nó tượng trưng cho sự tình yêu vĩnh cửu và bền lâu và mạnh mẽ nữa. Dạ em cảm ơn anh nhiều. Em nhờ anh gửi lời cảm ơn tới bác gái giùm em luôn. Rồi anh cảm ơn nha. Em cũng có món quà gửi tới anh. Rồi anh cảm ơn nha. Mở ra luôn cưng. Em có món quà là chai mật ong, là mật ong rừng đó, là cái này là ba em đi rừng bắt được. Dạ. Rồi có chai rửa tay đó, là có gì anh rửa tay cẩn thận. Rồi anh cảm ơn em. Rồi hai bạn về vị trí đi. Chúng ta cảm nhận về nhau đi. Chào em. Sau bao nhiêu lần trắc trở đó. Thế thì anh thấy em rất là dễ thương. Dạ em cảm ơn anh. Còn em có ngại yêu xa không? Em thì em không ngại yêu xa, nhưng mà em chỉ sợ là ví dụ như khoảng cách mà yêu xa thì không ấy, chỉ cần người đó lúc nào cũng đặt mình vô một vị trí ưu tiên á, thì không bao giờ em sợ yêu xa. Anh thì không ngại yêu xa. Dạ. Quan trọng thì cũng như em nói là phải quan tâm, chia sẻ, chung thủy với nhau. Dạ. Em không có ngại làm dâu đâu. Tại vì cái ngành của em thì cũng dễ nữa. Tại em bán thuốc thì ví dụ như sau này, nói chung mình lấy chồng thì chồng đúng đâu rồi. Thì mình đó. Nói chung là ngành của em thì có thể ở đâu cũng được. Nhưng mà em thì muốn lâu lâu anh có rảnh thì cũng có thể thời gian lên thăm em hay nồi kia. Anh sẽ thu xếp được thời gian thì một tháng thì có thể là một lần hoặc đến hai lần. Dạ. Thì nói chung là anh cũng có bà chị với bạn bè là ở thành phố Hồ Chí Minh, và chị cũng có nhà trong này thì anh cũng hay vô đây. Dạ. Rồi khoảng bao lâu chúng ta có thể bước tới hôn nhân bạn với nhau đi? Em thì khoảng cỡ 6 tháng tới 1 năm. Em thì sao? Em thì có thể là năm sau cũng được. Tại vì mình cũng lớn rồi. Anh thì nói tóm lại tuổi thì vẫn chưa lớn, 30 thì cũng chưa lớn, nhưng mà ba má anh nên là khá là lớn rồi. Em thì năm sau cũng được, tại vì hết năm nay là em học xong dược sĩ đại học. Nếu ví dụ mà anh vô được thì mình hẹn hò lúc tầm cỡ nào? Ví dụ như chủ nhật. Tại chủ nhật em được nghỉ. Thứ bảy chủ nhật, vậy thì thứ bảy anh sẽ đón xe vô thì chúng ta sẽ em ở quận 10 hả? Em làm ở quận 10. Em ở Gò Vấp, mà tại vì học hết năm nay nữa là em xong rồi. Rồi bây giờ thế này, em tiến tới nắm tay cô gái ha. Rồi chúng ta nói hết những suy nghĩ của mình về người đối diện.
để xem cảm nhận thế nào đến bây giờ. Mình có mong muốn điều gì hay không? Thật sự là anh nó rung lắm. Anh là người nói chuyện là cũng không mấy đâu mà lên đây thực hứa là rung. Gặp em thì anh rất là có cảm tình luôn. Dạ. Là mong em và anh sẽ cho nhau một cơ hội để mình tìm hiểu sâu hơn. Dạ. Để hiểu thêm, thấu hiểu về nhau hơn, để có thể chúng ta sẽ cùng về chung một nhà. Dạ. Rồi. Bạn gái có thể hướng dẫn bạn trai đường đi đến tim mình con đường nào nhanh nhất không? À, đường đi đến tim thì cũng dễ lắm. Ví dụ như sáng thì tại vì 6 giờ kém là em dậy em nấu ăn để em mang theo em đi làm rồi. Ví dụ như sáng thì anh nhắn tin cho em một tin nhắn là chúc em buổi sáng vui vẻ, rồi nhớ ăn sáng hay rồi này kia. Còn trưa thì em nghỉ trưa thì anh có thể nhắn là ăn cơm chưa rồi này kia, nghỉ ngơi chưa. Chỉ cần một ngày 3 bữa thì anh nhắn tin hỏi thăm em thế này thế kia thôi. Còn tối thì em cũng rảnh rồi. Qua 9 giờ anh mấy sẽ gọi điện. Rảnh. Tối gọi nhắn hả? Tối, dạ. Tối gọi điện. Tối là FaceTime. Dạ. Tức là một ngày nhắn tin 3 lần, sáng, call, trưa, chiều. Tối khỏi nhắn. Em có ghi ra giấy cho bạn trai để dễ nhớ đi. Dạ. Cái tờ giấy gì, cô thấy tờ giấy gì đây đây? Cái tờ giấy hướng dẫn vào tim em á. Có nói sao có tờ giấy hướng dẫn. Làm được không cưng? Dạ, cái này thì dư sức luôn. Dư ngày luôn. Ngày 4 tin nhắn luôn á. Cái này là dư sức. Em thì hát không hay nhưng sẽ xin tặng bạn gái và trường quay một bài hát. Anh xin thề em sẽ yêu mãi thôi, yêu em đồng say suốt đời. Anh number one đẹp trai mà dễ thương và con tim rất chung tình. Mình gặp nhau đêm nay và chừng như bao lâu tình yêu đôi ta đã trao. Ngân ngạch chị em ơi, yêu anh nhé. Này em yêu hơi, em có nghe trong tim bỏ tiếng yêu vang lên dành chào em đó. Này em yêu hơi, em có nghe trong em biết không em ơi, I love you, I love you. Hai câu cuối đó, I love you đó, xúc tích rồi đó. Thôi mình trở về vị trí các bạn. Detox không khí từ trong ra ngoài. Nếu ta cảm nhận đây đúng là một nửa bánh ghép của mình thì mình đừng ngần ngại bấm ngay cái nút đó. Còn nếu không, chúng ta nhường cái nút bấm đó cho người khác. Khi bấm chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó, bấm bằng cả trái tim của mình. 1 2 3 rồi bấm luôn rồi đó. 3 chưa kịp 3 là đã bấm rồi. Rồi chúc mừng các bạn. Hãy nắm tay nhau. Đó. Rồi hôn đi. Hôn em cái nè, hôn má. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng Thép Vinakioi, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Chương trình tặng bạn kem chống nắng, chống lão hóa, bảo vệ da khỏi tia UVA, UVB, ánh sáng xanh. Đến từ dược mỹ phẩm Relasteel của Ý, thương hiệu về tính đàn hồi cho da đã có tuổi đời hơn 50 năm, được phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Khuê Cosmetics. Sản phẩm thuộc bộ sưu tập kem chống nắng được ưu chuộng nhất năm 2021 của Relasteel. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà của hệ thống Diamond Fitness Center, voucher tập luyện gói 2 năm trị giá 9 triệu đồng. Diamond Fitness Center chăm sóc sức khỏe và vẻ đẹp toàn diện của bạn với hệ thống Fitness 5 sao sẽ mang đến các dịch vụ về gym, yoga, dance, boxing đẳng cấp nhất. Toshiba Việt Nam gửi tặng hai bạn mỗi bạn một chiếc máy lọc không khí CAF N30 diệt khuẩn và khử mùi bằng ion âm, loại bỏ bụi mịn PM2.5 đến 95%. Cảm ơn chương trình rất là nhiều ạ. Chúc các bạn hạnh phúc. Rồi. Quý vị theo dõi câu chuyện của cặp đôi đầu tiên và họ đã bấm nút hẹn hò với nhau, những nụ cười rất là trong trẻo, một tình yêu tuyệt vời. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ gặp cặp đôi thứ hai thôi. Xin mời. Mời nhà trai. Rồi, chào anh trai. Rồi, xin mời, nhà gái. Rồi, đi. Bây giờ thì mời anh trai giới thiệu về mình. Em xin chào anh Quỳnh Linh. Con chào cô Hồng Vân. Em xin tự giới thiệu, em là Ngô Đăng Tùng, sinh ngày 3/8/1989 tại Hà Tĩnh. Gia đình em sống tại Đắk Nông. Và hiện tại thì em đang làm việc ở quận 7. Làm việc gì Tùng? Dạ thì em cũng xin chia sẻ là trước kia là em làm quản lý hàng nội bộ cho một công ty Nhật. Nhưng mà đợt vừa rồi thì dịch cũng bùng phát á. Công ty có quyết định là cắt giảm lương của công nhân viên anh. Em ra ngoài em đi chạy xe và hiện tại em là tài xế xe công nghệ cho hãng xe Gojek á. Rồi, rồi mời em.
Dạ, con tên là Nguyễn Thị Huỳnh Anh, năm nay con 32 tuổi. Dạ, hiện tại thì con đang làm lĩnh vực bất động sản ở quê nhà. Quê nhà là ở dạ, đâu? Dạ, con đến từ Bình Phước ạ. Hai bạn hơi xa đó nha. Xa xôi. Em ở Đắk Nông, lên Bình Phước gần. Đắk Nông, Bình Phước gần nhưng mà bây giờ đang làm việc ở xa, ở quận 7. Dạ. Mình hãy nói chút xíu điểm mạnh, điểm yếu cho bạn gái nghe đi em. Điểm mạnh em cũng ít lắm. Nói chung em vui vẻ, hòa đồng, hoạt bát, con người sống nội tâm, hay tin tưởng người khác quá. Em cũng không biết đây là điểm mạnh hay điểm yếu nữa. Đâm ra nhiều khi mình kiểu mình bị người ta lợi dụng quá trớn anh. Điểm yếu đầu tiên là của em là nấu ăn hơi kém. Rồi từ từ, có vợ đi cũng phải nấu ngon thôi. Dạ, thứ hai nữa là em có, tuy em chạy xe nhưng em có một chút là não cá vàng một chút. Em không có nhớ được hết các tên đường ấy. Không sao, có Google Map. Em sợ sâu và sợ nước. Vậy em có tắm không? Dạ không, ý là em sợ sông, sợ biển rồi anh. Chứ không phải là sợ tắm. Là sợ sông này kia hả? Dạ. Tôi cũng vậy đó ông mối. Hả? Tôi sợ sông, sợ nước lắm. Không có dám tắm. Vì hồi xưa mém nó là em bị chết trôi cho nên em sợ. Phải tập bơi chứ nha. Dạ. Em không biết bơi nhanh ơi. Mình cứ kiên trì là không sợ nước nữa đâu. Dạ, dạ. Nhà gái, nói cái điểm mạnh, điểm yếu của mình đi cưng. Dạ, điểm mạnh của em rất là lanh lợi, giỏi việc nước, đảm việc nhà, nấu ăn ngon, hát hay. Điểm yếu của em là không biết từ chối người khác. Ví dụ như người ta muốn mình giúp đỡ gì đó thì em sẵn sàng ra tới giúp đỡ. Giống em. Giống như là em muốn giúp họ vượt qua cái khó khăn về vật chất. Dạ. Trời, em gái sao giống đàn trai quá vậy? Dạ, ở đây cũng thương người lắm á. Dạ. Vậy là hai đứa hợp. Nhưng đó. Mà nói về cái đó thì điểm yếu thì không đúng. Nếu hơn chút xíu hai đứa kẹt kẹt cho anh mượn vài triệu á. Đang gặp khó khăn quá. Dạ. Nha. Thôi chú Quỳnh Linh mua nhà quá trời mà chú Quỳnh Linh kêu kẹt nữa. Rồi xong hàng. Đâu ra trời. Xong hàng. Rồi là chim, là chim đấy. Hả? À, chứ quê mà. Nhà ruộng đáng nhiêu đâu, bất động sản hả? Dạ. Nào giới thiệu cho tôi mua miếng coi. Thấy chưa, thấy chưa? Đó, vậy không á. Thôi cao su đi, mua cao su. Cao su nhiều bơ lắm. Gì đó. Dạ, cao su nhiều lắm, trái cây nhiều lắm, vô tư rồi, luôn. Rồi, mua dùng chôm chôm, măng cục gì đó ha. Rồi. Nhớ liên hệ con. Bây giờ mình muốn tìm một nửa yêu thương thế nào? Không hút thuốc. Rượu bia thì có thể không hôi, không hô, không hói, không... mà từ 1m7. Không hô, không hói, không hôi là ba. Đó, nhà trai nó dạ, có chào cô. Có cả ba luôn đó. Hôi chút xíu tự con kiểm chứng nha, nghe không? Ủa, nhưng cô ơi hỏi cho con là hôi cái gì đúng không ạ? Ừ, hôi cái gì kìa? Con không thích người có mùi quá nặng, mùi mồ hôi sau giờ làm việc á. Rồi, còn ngoài ra cứ muốn gì nữa không? Cũng mẫu người của con là cũng giống như chú Quỳnh Linh vậy đó. Đó. Có khuôn mặt, nói chung là khuôn mặt dễ nhìn, rồi có nụ cười thân thiện, hút ánh nhìn. Rồi, ok, vậy dạ. Tốt rồi. Cưng cao bao nhiêu vậy? Dạ, con vừa đủ tiêu chuẩn luôn. Vậy là bạn này 1m7 đó. Bạn nói bạn vừa đủ tiêu chuẩn, con là mét bao nhiêu? Con mét 6. Còn về phía con mong muốn cái mẫu hình lý tưởng con như thế nào? Con chỉ cần một người phụ nữ của gia đình thôi. Ngoại hình thì ưa nhìn, người biết nấu ăn, chăm lo cho người khác, quan tâm chia sẻ. Cái cần nhất ở con bây giờ là một người phụ nữ có tâm, tức là luôn luôn mình hướng về gia đình, chứ đừng có xô bồ quá ở ngoài rồi trong gia đình mình không là gì hết thì nó cũng không được. Cô thấy bạn này là những cái mà con mong muốn là có hết á. Con đam mê và thích chị Cẩm Ly. Mà phải hát hay, hát. Em hát hay ngang chị Cẩm Ly anh ơi. Ôi. Rồi chúc gặp hát liền nha. Ok. Đúng rồi. Em có mấy mối tình rồi? Thật ra thì em cũng xin chia sẻ một chút. Nó có chuyện của tình duyên của em nó hơi dài và lận đận. Là năm 2013 là lúc đó em vừa đi lính về được 1 năm. Đợt đó thì mẹ em cũng yếu lắm. Bà cũng hay mê tín nữa cho nên đi coi. Thì nói là bây giờ phải lấy vợ cho ông Tùng. Không lấy thì ít nhất 3 đến 5 năm sau thì may ra nó mới lấy được. Hàng xóm lại có một đứa cháu. Thì thế là làm mai cho em. Em quyết định là lấy. 3 đến 4 ngày trước khi đám cưới diễn ra đó thì bạn gái đó mới gọi em ra nói chuyện riêng. Thì nói là bảo bây giờ em có một chuyện nói với anh, là em đã từng có một lần chồng rồi. Anh có đồng ý nữa hay không? Thì lúc đấy em cũng chỉ nghĩ đơn giản là ừ thì thôi giờ lỡ rồi, sắp cưới rồi mà anh, cũng còn mấy ngày à, biết đâu người ta từng lầm lỡ như vậy, người ta sẽ biết cách sống với mình hơn, gọi là nhắm mắt đưa tay luôn. Chưa đầy một tuần thì lại lục đục, thì bạn gái đó lại bỏ về nhà ngoại và yêu cầu em là qua đó làm rể, trong khi em là con trai một. Em hỏi lý do thì bảo là chỉ nói là không thích làm dâu thôi. Xong em không đồng ý thì gia đình bố mẹ bên gái á là bắt chia tay. Thì thôi thì em cũng chấp nhận. Là từ khi bọn gặp mặt để người ta giới thiệu thì đến khi ra tòa bọn em chỉ vỏn vẹn trong vòng 4 tháng. Nhưng mà chưa có con. Dạ chưa, em ở nói chung ngủ với nhau chỉ được
3 ngày thôi. Coi như cũng đã lỡ một lần đò, nhà gái. Thật sự thì con cũng chưa có lập gia đình, nhưng mà con có lỡ yêu một người và cũng có hai đứa con. Tức là con chưa làm đám cưới. Đúng rồi, chưa có đăng ký kết hôn với ai. Ừ, nhưng mà con lỡ yêu một người con... mà tới hai đứa hả con? Dạ, cái lỡ này nó lỡ sâu quá. À, dạ. là con có lỡ chứ không phải là hai người đó. Dạ đúng rồi, con thật sự là con yêu người ta thật lòng. Là dạ. Con đã có hai đứa con rồi. Dạ đúng rồi. Là thì cháu được nhiêu tuổi rồi? Dạ, một đứa thì 4 tuổi rưỡi, một đứa 2 tuổi ạ. Là hiện giờ con đang nuôi. Dạ đúng rồi. Nói chung là một mình con là giống như là vừa là cha vừa là mẹ vậy đó. Vậy thì hai vợ chồng sống với nhau bao nhiêu lâu? Nói chung là cái mối tình này không có được ở với nhau trọn vẹn, không có thường xuyên gặp nhau, chỉ là thỉnh thoảng thôi ạ. Tại vì con là cái người Công giáo và quan niệm không có muốn phá thai. Thật sự thì người ta không có thích sinh tiếp. Người ta không muốn nhưng không mà thích, con giữ rồi. Lại. Đúng rồi. Và đứa sau là gọi là vợ kế hoạch của con. Nên thành ra thì con chấp nhận luôn. Con có việc có em bé sau con chấp nhận và con tự mình phải mạnh mẽ để mà vượt qua những cái khó khăn đó. Ông mối tôi thấy để cho hai bạn cũng đều là đã có nhiều kinh nghiệm thấy rồi. Sao? Cảm nhận em thế nào em trai? Bạn nữ bản lĩnh của ai? Đúng, bản lĩnh đó. Bây giờ là nhà gái đi với ai vậy? Dạ con đi với mẹ và những người bạn. Dạ con chào cô ạ. Mẹ cưng con quá vậy. Chào hai MC và khán giả trong trường quay. Chào cô. Có thể con cũng được về nhà cô thì vườn điều vườn cao su đầy. Con có sức làm thấy không? Dạ con cảm ơn cô ạ. Nhờ chị cho cơ hội, con gái mẹ cũng rất tuyệt. Mẹ rất tuyệt. Mẹ rất tuyệt nha. Dạ. Em trai đi với ai? Dạ hôm nay em đi với lại chị họ em. Dạ xin chào ông Mai bà mối. Xin chào chương trình. Dạ chào nhà gái và cùng quý vị khán giả. Hai em bằng tuổi, đứa nào cũng sợ nước hết trơn á, nhưng mà chị nghĩ là chắc em gái nó cõng em được á. Với lại chị thấy má nhà cũng muốn dâu lắm rồi, tại vì Tùng là con trai một trong nhà mà có ba chị em gái. Mà làm xui với bác đây cũng vừa tuổi lắm, năm mấy tuổi. Rồi thôi hai đứa tạo cơ hội cho nhau nha. Dạ. Mong hai em có hạnh phúc. Rồi cảm ơn chị gái. Bây giờ thì thôi hai bạn gặp nhau đi. Đúng rồi. Chúng ta sẽ xem coi nó như thế nào. Mở rào. Ánh mắt yêu thương ta cho phút giây ban đầu, cảm giác yêu nhau cho ta luôn nghĩ đến nhau. Có lẽ hôm nay hai ta sẽ yêu nhau rồi, mình cùng chung đôi nhé em người ơi. Anh sẽ bên em, yêu em những khi em buồn, anh sẽ yêu em cho em luôn ngủ ngon. Hay á. Anh xin mãi mãi yêu em trọn đời yêu không oán than, chỉ cần em vui đối với anh vậy thôi. Anh sẽ nắm lấy tay em không bao giờ buông. Trời ơi. Lãng mạn quá. Rồi, lãng mạn. Anh ơi em cũng có một món quà để tặng anh ạ. Đây là một cái lăn khử mùi của sản phẩm công ty của Mỹ. Mới quen nhau tặng lăn khử mùi. Cái việc giao tiếp thì em cũng mong anh luôn luôn tự tin để có thể là thành công này đến nối thành công khác. Đó. Em thấy anh sao? Có, cũng ok. Khi nghe em chia sẻ câu chuyện của mình á, thật sự anh hơi sốc. Em bản lĩnh. Tại vì không phải có nhiều người phụ nữ người ta dám làm được những điều như thế. Em có thể nói hơn anh nhiều thứ luôn. Sau im lặng. Cảm ơn anh. Anh thấy em sao? Xinh. Lần gặp đầu tiên, lúc nhìn mở em ra nhìn thì anh cũng có một chút ấn tượng tốt về em. Thì cái chuyện con chung, con riêng của em có vấn đề lớn lao không? Thì em trai nghĩ thế như thế nào? Đối với em thì cái đấy, vấn đề đó thì ai cũng có cuộc sống và quá khứ mà anh Linh. Cho nên thì nói chung mình đã có đến được với nhau hay không, và đã đến được với nhau thì mình chấp nhận thôi. Quan trọng là hai đứa bé có dám chấp nhận anh hay không. Và nói thì anh cũng chưa bao giờ anh làm cha, nhưng mà trong nhà thì có đến ba đứa cháu. Thì một tay anh nuôi ba đứa.
cho nên vấn đề đó thì không phải lo. Anh muốn hỏi em là em có sợ làm dâu? Thì cái việc mà quan tâm người khác đó là cái mong muốn của em. Thì từ trước đến giờ mình cũng sống một mình rồi, cũng tự do cũng quen rồi. Thì mình chỉ có biết quan tâm trong cái gia đình của mình thôi và những đứa con của mình. Em cũng chưa giống như là chưa có kinh nghiệm trong cái việc chăm sóc người giống như người lớn tuổi, ví dụ như là người không, anh cắt ngang một chút là ba mẹ anh vẫn khỏe chứ không phải là bây giờ là già yếu mình cần về mình phải chăm sóc. Cũng không ngại với vấn đề làm dâu. Bây giờ em hiện tại sống với ba mẹ hay là sống với hai đứa bé? Hiện tại đang sống một mình và hai đứa bé. Ủa, hai cháu ở với em? Ừ. Là ở Bình Phước luôn? Đúng rồi. Tại vì em là đạo Công giáo và em mong muốn là có một cái hôn nhân của mình sẽ được làm phép. Anh muốn hỏi em là nếu như mà mình đến được với nhau, em có thể theo anh được không? Chắc chắn không. Đúng rồi. Dạ. Khi con người ta đã yêu nhau rồi thì chúng ta sẽ làm bất cứ điều gì. Dạ. Còn chuyện đạo thì thật sự mà nơi nào cũng là hướng về điều thiện mà. Với lại cái của ai nấy giữ cũng được mà. Dạ. Ừ, chứ đâu có nhất thiết phải là ai theo ai. Đó. Thôi giờ hát cái đi cho nó đỡ căng thẳng coi. Vậy con đứng lên con hát nhá. Đêm hôm nay bỗng nhiên em lại thấy anh trong giấc mơ. Mình ngồi cạnh thật lâu bên nhau lặng lẽ. Đêm hôm nay bỗng nhiên em lại thấy anh trong cơn gió đông về. Phải chăng khi biết yêu giấc mơ là nơi bắt đầu. Này mùa đông ơi xin hãy làm tuyết rơi để chẳng lôi anh em về. Này mùa đông ơi xin hãy làm tuyết rơi để em biết anh cần em. Và thời gian ơi xin hãy ngần trơn đầy để những dấu yêu đông đầy. Một vòng tay em khao khát một giấc mơ. Em đã yêu anh người ơi. Dạ con xin hết ạ. Detox không khí từ trong ra ngoài. Toshiba. Rồi, để tay vào nút bấm. Không bấm vì bất kỳ điều gì mà chỉ bấm bằng sự mách bảo của trái tim thôi các bạn nha. Quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3. Hết thời gian. Không ai bấm cả. Nếu không trở thành đôi, chúng ta có thể trở thành những người bạn tốt với nhau. Dạ, em cảm ơn. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng Thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Chương trình tặng bạn kem chống nắng, chống lão hóa, bảo vệ da khỏi tia UVA, UVB, ánh sáng xanh. Đến từ dược mỹ phẩm Relastil của Ý, thương hiệu về tính đàn hồi cho da đã có tuổi đời hơn 50 năm, được phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Khuê Cosmetics. Sản phẩm thuộc bộ sưu tập kem chống nắng được ưu chuộng nhất năm 2021 của Relastil. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà của hệ thống Diamond Fitness Center, voucher tập luyện gói 2 năm trị giá 9 triệu đồng. Diamond Fitness Center chăm sóc sức khỏe và vẻ đẹp toàn diện của bạn. Với hệ thống Fitness 5 sao sẽ mang đến các dịch vụ về gym, yoga, dance, boxing đẳng cấp nhất. Toshiba Việt Nam gửi tặng hai bạn mỗi bạn một chiếc máy lọc không khí CAF N30 diệt khuẩn và khử mùi bằng ion âm, loại bỏ bụi mịn PM2.5 đến 95%. Hãy giữ lại tất cả những kỷ niệm của người bạn mình. Thật là bất ngờ thưa quý vị, trong những câu chuyện bạn với họ không bao giờ biết trước điều gì cả. Ngay từ lúc đầu bạn trai gặp bạn gái, tôi cứ tưởng là sẽ có một kết rất là có hậu. Nhưng mà Vân nghĩ là sau đây thì là sẽ rất là nhiều bạn sẽ bấm nút cho hai bạn này, đúng không? Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Cảm ơn Toshiba Việt Nam đã tài trợ chính cho chương trình Toshiba đỉnh cao chất lượng Nhật Bản. Chương trình được phát sóng vào lúc 17h50 thứ bảy và 22h30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Mời các bạn xem bạn muốn hẹn hò trên ứng dụng truyền hình Netclub. Các bạn có thể tải ứng dụng không chỉ xem bạn muốn hẹn hò và các bộ phim hấp dẫn, các chương trình thể thao mà còn có cơ hội kết đôi hẹn hò trực tuyến tại đây. Còn bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người. Dạ, em xin tự giới thiệu, em là Phạm Minh Phương. Em năm nay 25 tuổi và đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Phương làm gì Phương? Em làm kỹ sư thiết kế khuôn dập ô tô. Quê em ở đâu Phương? Dạ, em đến từ Bình Phước. Bình Phước, nhưng mà làm tại quận mấy? Làm ở Thủ Đức. Thủ Đức. Làm tại Thủ Đức mà quê ở Bình Phước, còn em? Dạ, con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quyền Linh, chào anh bên kia.
Chào quý vị khán giả, con tên Kim Ngọc, 26 tuổi, đến từ Tây Ninh. Con hiện tại đang làm giáo viên dạy kèm môn toán và môn hóa cấp 2. Sao cầm cái tờ giấy gì vậy? Dạ, con sợ con run quá, con quên nên con viết lại. Gì? Dạ. Sao viết dài sọc vậy hả? Cứ dạ. Ghi gì trong đó vậy? Dạ, con ghi mấy cái ưu điểm, khuyết điểm. Trời ơi. Rồi, đọc luôn đi con. Có gì sẵn mình đọc luôn đi, cái ưu điểm và khuyết điểm của mình đi. Dạ, ưu điểm con là vui vẻ, hòa đồng, thân thiện, không thích cãi nhau. Khuyết điểm của con là tắm lâu, thích ngủ nướng, nhút nhát trước đám đông, hay để quên điện thoại, không giỏi kiếm tiền. Thật ra con không giỏi chịu được áp lực của công việc. Còn gì nữa không? Dạ hết. Hết mà dài sọc vậy luôn á hả? Không. Mai mốt đi gặp người yêu con viết một dọc luôn, muốn hỏi gì, muốn nói gì, tình yêu sao, viết một dọc để tới đó khỏi quên nha. Dạ. Rồi có thích ca hát, ngâm múa hay là thích làm thơ hay thích theo thùa gì không? Dạ, con có làm bài thơ nói về bản thân của con. Ồ, rồi đâu, con đọc luôn đi. Này, con nhờ chú Quyền Linh đọc con. Trời, nhờ chú hả con hả? Sao, đây. Ông có sẵn lòng không? Ông mai mối ơi. Có sẵn lòng luôn. Trời ơi, chứ. Thằng gái xinh hả? Để chú con. Rồi, con cứ ngồi đi coi. Thơ, thứ đẹp nhất không phải vẻ đẹp thoát tục, mà là trái tim không tranh giành với đời. Em chỉ là một bông hoa bé nhỏ, chờ đợi ánh nắng duy nhất thuộc về em. Em yêu cuộc sống, yêu người thân của em, và yêu mỗi ngày đầu ngập tràn ánh nắng. Hạnh phúc lớn nhất trong cuộc sống chính là luôn tin rằng có người mãi yêu em. Trời ơi, ôi, chữ cô giáo đẹp, đẹp quá. Theo cô thì con cứ giữ cái này, xong chút xíu nữa nếu như mà con mở rào ra đó ha, con nên tặng cái này cho cái bạn trai bên đây. Đẹp quá à. Có đàn trai. Ồ, để tôi coi đàn trai. Đàn trai cũng hương trời sắc nước. À. Thôi nói chung là ngày hôm nay hot boy và hot girl ha. Đúng rồi. Bạn cảm nhận như thế nào khi mà bạn thấy một cái tờ giấy mà với một cái lý lịch trích ngang, nét chữ thiệt là đẹp, thiệt là mong manh, thì bạn cảm nhận cái cô gái bên đây như thế nào? Cảm nhận của con là cô gái đó là một cô gái rất là chu đáo á. Rất là chu đáo, đúng rồi. Cẩn thận, chu đáo, đúng vậy. Rồi, bạn có điểm mạnh, điểm yếu gì giới thiệu cho bên đàn gái người ta biết luôn đi. Dạ, bình thường thì con rất là tự tin. Con nhanh nhẹn với con ham học hỏi. Ví dụ mà ở trong nhà có đồ gì hư hỏng thì con cũng mềm mò sửa được. Giỏi. Còn điểm yếu thì con dễ mất tập trung và hay quên. Hay quên, giống bên kia. Con nãy quên mất ra đây phải chào rồi. Quên mất chào, giờ chào đi con. Dạ. À, con chào chú Quỳnh Linh, chào cô Hồng Vân và chào tất cả quý vị khán giả. Ấy, như là rất là hay này, quên luôn. Cái này mà về gặp ông bà già vợ mà quên chào là mệt lắm nha. Bạn bên kia tên gì? Con quên bạn bên kia tên gì luôn rồi. Con nói lại cho một cơ hội cho bạn đó nhớ từ đến cuối giờ nè. Dạ. Em tên Kim Ngọc. Kim Ngọc. Kim Ngọc nhớ nha, Kim Ngọc nha. 25 tuổi con có mấy mối tình địa phương? Dạ, con trải qua 2 mối tình. Mối dài nhất là mấy năm? 2 năm chú. Mối ngắn nhất là? Ngắn nhất là được 2-3 tháng thôi. Trời ơi, nhưng tại sao lại chia tay? Dạ, do khi mà học xong rồi ra trường thì xảy ra nhiều vấn đề rồi hai bên bất đồng quan điểm. Thực ra là với một người thanh niên 25 tuổi thì cái quan điểm nó cũng chưa phải là bất di bất dịch lắm đâu. Cho nên là có thể là con sẽ gặp một người nào đó, cái tình yêu, cái tình cảm nó đủ lớn để mà con cảm thấy cần phải đồng quan điểm với người mình thương. Chúng mình sẽ bày tỏ cái quan điểm của mỗi đứa cho hiểu nhau nhiều hơn nha. Còn con thì sao, mấy mối tình rồi? Dạ, con chưa có mối tình nào. Chưa có mối tình nào dạ. luôn. Thậm chí là yêu đơn phương cũng chưa có luôn. Dạ đúng rồi. Cái người bạn trai mà con mong muốn sẽ phải như thế nào? Dạ, con nghĩ là một người đàn ông nam tính, không hút thuốc, ít uống rượu thôi, điềm đạm, có bản lĩnh, chân thành, giỏi kiếm tiền. Có cần đẹp trai không? Con thì con thích ngoại hình giống cái anh này. Tại con nghe cô Hồng Vân nói giống cái anh này 20 năm trước, cho nên con thích ngoại hình giống anh này. Ông mối ơi, kiếm giùm cái người đàn ông giống vậy đi. Đâu? Coi cái bên đàn trai có không? Có hình luôn hả? Có hình luôn. Ai mà quen quá vậy ta? Thì cái tôi thấy cũng quen lắm luôn á. Ngày xưa ấy, thanh xuân ấy, giờ còn đâu. Trời đất ơi. Nó khác một trời một vực. Nhưng mà nói nghe nè, ông can cái mặt ông vô bên kia là thấy là giống hơn á. Ông tin ông thử coi. Biết ai không? À, vậy rồi. Chú. Đó, chú. Mà để nè, để sát con thấy giống hơn á. Trời ơi.
Không ngờ hồi xưa tôi cũng đẹp trai vậy ta. Nhưng bây giờ hôm nay con đẹp trai hơn. Yên tâm, con trắng trẻo hơn chú ha. Đẹp trai nha con. Dạ. Không phải đùa đâu, đây là hot boy đó. Rồi bây giờ thế này nè, mình hỏi ý kiến người thân đi coi sao. Đúng rồi. Mình cho hai trẻ gặp mặt đi. Ừ. Rồi hôm nay con đi với ai nè? Dạ con đi với chị của con. À rồi mời chị. Dạ em xin chào anh Quyền Linh. Dạ chào chị Hồng Vân. Dạ chào khán giả ở trường quay. Dạ Ngọc á, thì từ nào giờ bạn đó nhút nhát với khép kín lắm, nên bởi vì từ đó chị cũng chưa có quen ai. Dạ theo chị á, thì chị thấy bạn trai bên đây cũng hiền, nói chuyện cũng dễ thương. Chị nghĩ là em nên cho bạn bên đây một cơ hội. Dạ để hai em tìm hiểu nhau. Dạ. Không phải nhút nhát đâu, vấn đề đi tìm cái hình tượng mà mình chưa có. Mà hình tượng này cũng khó tìm lắm á. Dạ. Đâu. Em trai đi với ai? Con đi với mẹ với ba người bác ạ. Bác à, Yến, bác Mị với có mẹ, bác ha. Mẹ. Xin mời cô có vài ý kiến nè. Dạ con chào bác. Xin chào hai MC mát tay. Dạ. Xin chào khán trường. Chị. Chào bên là gái. Tôi là bác gái của cháu Phương. Hôm nay cháu được chương trình mới đến đây thì cũng muốn cho cháu kiếm được một người bạn để kết bạn trăm năm cho nó vững bền. Thấy cháu đây cũng đẹp, cũng xinh, dễ thương, giống mẹ chồng, cao cao giống mẹ chồng. Bác nói với Phương là cháu gái bên này, em gái bên này coi cũng được đấy. Thì hơi cháu cứ tiến tới từ từ đi rồi tìm hiểu nhau rồi, rồi tiến tới hôn nhân cho nó tốt đẹp. Dạ. Cảm ơn. Còn mẹ sao? Rồi, mẹ ơi, nói câu đi, mẹ thấy dạ, sao? Chào, chào MC Quyền Linh, chào MC Hồng Vân và chào toàn thể quý vị trong trường quay. Ta thấy cháu gái bên đây cũng xinh, cũng hiền. Còn về tìm hiểu thì do hai cháu quyết định. Dạ, rồi dạ. Cảm ơn mẹ. Rồi, bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Đúng rồi, thằng yêu rào. Cái lý lịch đó đi. Rồi, tặng quà cho nhau đi. Trời nhiên. Anh có cái cây này là vật dụng mà anh đặt trên bàn làm việc tặng em. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, rất là dễ thương. Đến với chương trình em cũng có món quà tặng cho anh là chiếc đồng hồ để bàn. Dạ, cảm ơn em. À, với nghĩa là cho dù thời gian có thay đổi, anh vẫn lưu giữ khoảnh khắc ngày hôm nay. Cảm ơn. Chúng ta cảm nhận về nhau đi, lần đầu tiên các bạn gặp mặt đó, sau hai mươi mấy năm đó. Bây giờ con nói thử xem là bạn này có giống như trong cái đầu óc con hình dung không? Ừ. So với cái phiên bản Quyền Linh á thì được bao nhiêu phần trăm? Chắc 70%. 70% hả? Cảm nhận đi. Sao nè, hai đứa nói chuyện đi. Cảm nhận đầu tiên thì con nói là con thấy cô gái rất là dễ thương, trên sức tưởng tượng của con. Trên sức tưởng tượng đúng không? Vâng ạ. Anh muốn hỏi là kiểu tình yêu lý tưởng của em là như thế nào? Em nghĩ tình yêu lý tưởng là giúp hai người hoàn thiện lẫn nhau. À, tại vì trong khái niệm của anh thì có kiểu như là mới gặp đã yêu, rồi thân thiết lâu rồi yêu. Dạ. Rồi hoặc là theo đuổi nhiều quá nên yêu. Dạ. Em thích kiểu nào? Em chưa suy nghĩ mấy cái kiểu tình yêu đó nên em chưa trả lời được. Con có thiện cảm với anh không? Dạ có. Nếu như mà sau chương trình này mà cả hai chúng ta bấm nút chọn thì em có muốn tối nay đi chơi không đâu? Dạ, tối nay em có việc bận rồi nên em không đi được. Bữa khác theo đuổi. Dạ. Theo đuổi hoài, hẹn bữa nay không được, hẹn bữa kia, dạ, kia không được, hẹn bữa kia, kia không được, bữa kia nữa. Dạ. Hẹn chừng nào được thì thôi, đã yêu là phải hẹn, cố gắng hẹn cho bằng được. Phương hỏi bạn đi, bạn thích gì? Anh thích màu gì? Dạ, em thích màu hồng phấn. Anh thích màu tím, anh thích màu tím. Dạ. Không, con thích màu tím chứ con không xài cái gì màu tím hết. Chú Linh thích màu tím mà con. Chú thích màu tím mà chú không mặc màu tím. Vâng, mỗi nhìn màu tím mình cảm thấy thoải mái nên con dạ thích. Tại vì màu tím cũng là màu chung thủy. À, anh nghĩ anh cũng là một người chung thủy. Tại vì bình thường mà ăn món gì ngon là anh sẽ ăn hoài. Rồi, có thể hát tặng bạn gái một bài đi. Dạ. Bước tới, nào, nhìn nhau mà hát, truyền cảm xúc cho nhau. À, con muốn dành tặng bạn bạn Minh Ngọc bài Lời Yêu Thương. Ngày nhộn nhịp về trên khu phố, có cô em tung tăng đôi môi cười hoa nở và mặt trời của miền nhiệt đới buông trên vai em trần, cho anh mơ màng anh muốn được cùng em về vùng biển vắng. Mình sẽ sống những ngày dài
chết rồi. Những ngày cái này con tập một tuần rồi đấy mà vẫn thất bại vậy. Mình đứng lên đối đáp lại đi con. Bây giờ con chỉ biết làm thơ thôi. Bài thơ này là nói về bản thân của em. Có tựa là bông hoa nhỏ, thứ đẹp nhất không phải vẻ đẹp thoát tục, mà là trái tim không tranh giành với đời. Em chỉ là một bông hoa bé nhỏ, chờ đợi ánh nắng duy nhất thuộc về em. Em yêu cuộc sống, yêu người thân của em, và yêu mỗi ngày đều ngập tràn ánh nắng. Hạnh phúc lớn nhất trong cuộc sống chính là luôn tin rằng có người mãi yêu em. Cái gì dài anh sao quá trời là cái gì vậy? Dạ, con viết cái giới thiệu về bản thân con. Dạ. Trời, dài dữ vậy đó hả? Chút xíu tặng bạn. Chút tặng bạn đi. Dạ, tặng luôn đi để về nghiên cứu. Dạ. Đó. Chữ đẹp ghê không? Chữ đẹp quá. Đó. Thôi bây giờ trở về ghế ngồi đi nào. Đúng rồi. Chúng ta sẽ để tay vào nút bấm, nhắm mắt lại các bạn. Chúng ta có 30 giây để kiểm tra lại con tim của mình. Xem đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không? Trái tim mình có rung động hay không? Kiểm tra thật kỹ các bạn nha. Bởi vì khi chúng ta bấm nút thì chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Nào, suy nghĩ cho kỹ. Sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Wow. Bấm rồi. Làm như Ngọc hồi hộp quá. Bây giờ chính thức mình đã hẹn hò với nhau. Nắm tay nhau nào. Xin phép luôn, xin phép hôn nụ hôm đầu tiên luôn đi con. Xin phép chị cho em hôn bạn gái. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity, trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được một năm sử dụng miễn phí Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Robot thương hiệu quốc gia gửi tặng hai bạn voucher 50% khi mua thiết bị điện, dây cáp điện, máy làm mát và máy lọc nước robot thế hệ mới. Ứng dụng vi mạch và màn hình hiển thị giúp mọi người kiểm soát chất lượng nước lọc trước khi sử dụng, an toàn cho sức khỏe. Nếu như hai bạn tiến đến hôn nhân, robot sẽ tặng máy lọc nước trị giá 10 triệu đồng. Robot chất lượng nước, chất lượng sống. Thương hiệu Duhan dành tặng cho các bạn bộ đèn LED, ốp trần, vách và một ổ cắm một tay cao cấp Duhan. Duhan tự hào đèn LED Việt. Nước khoáng Đảnh Thạnh Vicoda tặng bạn sản phẩm nước khoáng kiềm thiên nhiên Vicoda với độ pH tự nhiên 8.5, giúp trung hòa lượng axit dư thừa, rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt về tiêu hóa. Sản phẩm được đóng chai ngay tại nguồn khoáng Đảnh Thạnh, đảm bảo chất lượng đồng nhất, giữ trọn vẹn các khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Dạ, cảm ơn cô. Dạ, con chào chú Quyền Linh. Rồi, xin chào. Chào cô Hồng Văn và chào mọi người có mặt ở đây. Con tên là Nguyễn Hồi Sinh Hoài Hận. Cái gì? Nguyễn Hồi Sinh Hoài Hận. Nguyễn Hồi Sinh. Dạ. Hoài Hận. Dạ. Trời ơi, tên lạ vậy ta. Ba mẹ có nói cái ý nghĩa của cái tên đó không Hoài? Dạ, chắc cũng có cô. Chắc có đó. Dạ. Đâu con kể nghe coi sao vậy? À, cái đó hồi nhỏ con không biết gì hết thì thôi, có gì con nhường lại cho ngoại. Để hỏi phụ huynh coi là lý do cái tên đó làm sao ha. Đúng rồi. Bên đây á, nhà gái mình nghe thấy cũng lạ đúng không? Nhiêu tuổi rồi? Dạ năm nay con 29. Con hiện tại đang buôn bán rau củ quả trái cây này nè. Bán ở đâu Hoài Hận? Ở Bình Dương. Bán Bình Dương rồi, ở Bình Dương luôn. Dạ. Nhà đó con ở với ai? Nhà đó hiện tại con ở mình. Rồi con giới thiệu về mình luôn đi. Em tên là Phạm Hồng Mơ, năm nay 28 tuổi, quê em ở Cà Mau và hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc tại quận 9 thành phố Hồ Chí Minh. Em là giáo viên cấp 3. Mình cho biết một số khuyết điểm, ưu điểm đi nhà gái. Ưu điểm của em là người rất là nhiệt tình, cởi mở và rất là hòa đồng với mọi người. Em thì có những cái thế mạnh về việc học nhiều hơn. Trong các cái lần mà em đi thi thì 5 lần là em đứng đầu, rất là thủ khoa. Trẻ như vậy mà là giáo viên cấp 3, môn gì vậy cưng? Dạ, em dạy môn địa lý ạ. Về khuyết điểm thì cái khuyết điểm mà lớn nhất của em thì chắc có lẽ là em là người khá là nhạy cảm.
Tức là em hay suy nghĩ nhiều, với lại là em có cái não cây vàng lắm. Tức là em hay quên những cái chuyện nhỏ nhỏ, hay quên, đặc biệt là trong những cái tình huống mà vội á. Rồi bạn trai, ưu điểm khuyết điểm gì? Dạ, ưu điểm của con thì con dễ hòa đồng, dễ tiếp thu, không có bỏ thủ. Có khuyết điểm gì không? Khuyết điểm thì chắc cũng nhiều, ví dụ như con hay quên á. Bán buôn mà hay quên sao được? Con hay bị phân tâm á, chứ đang đi ra cái mình suy nghĩ chuyện gì đó cái mình quên cái đồ trong nhà. Có mấy mối tình rồi? À, con thì trải qua một mối tình, với cũng có mấy mối tình lặt vặt thôi, không có đáng. Tình cũng lặt vặt nữa. Mấy năm? Dạ chắc quen cũng khoảng 6-7 năm. 6-7 năm là dài á. Dạ. Sao mà chia tay vậy? Tại khoảng cách đó, khoảng cách địa lý rồi. Dạ lúc đó con về Bình Dương con làm này, cô đó trên Bình Phước. Bình Dương Phước hồi xưa là một đó, đâu có xa lắm đâu. Vậy Bình Dương với Thành phố Hồ Chí Minh thì có xa không anh? Chắc anh nghĩ cũng không xa lắm rồi. Bình Dương mà bạn nữ mộng mơ ở quận 9 thì sát bên mà. Bước qua là tới rồi. Dạ. Không? Còn rồi, mơ thì gái, sao? Mơ có được mấy mối rồi? Tình? Dạ, tình trường của em thì nhiều hơn anh đó chút xíu. Em có 3 mối tình ạ. Mối tình đầu tiên của em thì từ thời sinh viên là nhà, mặc dù là nhà ở gần nhau nhưng mà hai đứa lại là yêu xa. Tại vì bạn kia là học ở xa, còn em thì học Cần Thơ. Nên là quen nhau khoảng được 1 năm thì do cái khoảng cách địa lý mình cũng không rồi, có nhiều cái cảm cũng xúc. Cũng là do địa lý luôn, thành ra là thôi bỏ mối tình đó đi. Mối tình thứ nhì. Sau mối tình đầu khoảng 5-6 năm gì em mới quen mối tình thứ hai. Được mấy năm mối tình thứ hai? Chỉ vài tháng thôi, tại vì lý do là cũng khoảng cách địa lý luôn, là lý luôn. Em chuyển công tác lên Thành phố Hồ Chí Minh. Nên là bạn đó không thích yêu xa nên rồi. Là còn mối tình thứ ba? Mối tình thứ ba thì là hồi mới năm rồi, là em quen đồng nghiệp, tìm hiểu nhau thì cũng được vài tháng à, thì cảm thấy là hai người không có sự phù hợp rồi, không có nhiều cảm xúc nữa nên là chia tay. Rồi bây giờ cái bạn muốn là cái mẫu người lý tưởng của bạn sẽ là như thế nào? Em thì quan trọng cái tính cách nhiều hơn. Anh nam phải là người sống có trách nhiệm. Đối với em thì người nam phải là cái trụ cột kinh tế của gia đình. Rồi về ngoại hình thì cao từ 1m68 đến 1m72 à. Tới ngoại hình là phải qua coi liền. Được. Chào cưng. Dạ. Gì đó mà mối. Sao? Cột giùm tôi cái nơ. Nó vậy đó, lãng vậy đó. Trời đất ơi, thiệt tình với những. Em ơi. Dạ. Mình cao nhiêu? Dạ, con cao 1m69. Đó, hơn rồi. Được chưa? Từ 1m68 tới 1m72 mà giờ 1m69. Ông cột xấu quá Linh ơi. Tôi buồn ghê. Thật sự luôn mà. La hoài à. Nhờ người ta mà la suốt luôn vậy đó. Em có trách nhiệm không cưng? Dạ, trách nhiệm thì cái đó ai cũng phải có rồi cô. Nhất là với gia đình thì mình phải đặt lên hàng đầu. Là người đàn ông lúc nào mình cũng phải nghĩ đến để lo được cho người phụ nữ của mình mới tìm. Còn mình cảm thấy mà mình không lo được cho người đó thì tốt nhất mình ở mình có xong. Trời ơi, đó, rất là khí khái đó. Ok chưa? Đó, thấy nghe trả lời thôi là mình thấy là như đinh đóng cột liền. Bây giờ là em trai muốn được người bạn gái thế nào? Người phụ nữ của cuộc đời con thì giống như bà ngoại con là được rồi. Cái tính gì ở bà ngoại là cái tính mà con thích tính nhất? Tính gì? Tính ngoại con thì dị tha. Dù con cái có làm lỗi như thế nào thì con cái vẫn là con cái, không được. Em sao nè? Dạ, em thì rất là dị tha và rất là dễ thông cảm cho người khác. Dễ thông cảm cho người khác. Thường là cô giáo là thường là có cái tính đó. Dạ. Sao nữa nè, chàng trai? Bà con thì xin gì được đó. Xin cái gì được cái đó. Nhưng mà cũng phải xem coi là nó có hợp lý hay không nữa anh. Chứ không hợp lý thì đương nhiên là không cho được rồi. Đúng đó, cái này khó nè, không có đơn giản đâu. Rồi. Không cười luôn kìa, không cười luôn kìa. Khó lắm. Rồi gì nữa nè? Con thấy nhiều đó cũng khá là đúng. Nhiều đó muốn xỉu rồi đó. Xin gì cho đó muốn xỉu rồi đó. Coi đàn gái qua coi. Trời ơi, dễ thương. Có đàn gái cũng được, nói chung đàn trai cũng được, hai bên thấy hợp cũng hợp với nhau về khuôn mặt ha, về cách giao tiếp bây giờ. Hôm nay mình đi với ai vậy? Dạ em đi với các chị đồng nghiệp của em. Cả một phái đoàn nữa. Rồi, phái đoàn mời đại diện đàn gái cho vài câu coi. Xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh. Thì tôi tên là Nguyễn Thị Hoài, là đồng nghiệp của em Hồng Mơ. Mơ là một người con gái giàu tình cảm, em sống chân thành và hòa đồng vui vẻ. Hy vọng Hồng Mơ và bạn Nam sẽ cùng cho nhau một cơ hội để có một cái kết thúc thật là đẹp
Cảm ơn chị. Rồi, cảm ơn cưng. Anh trai đi với ai? Dạ, con đi với đại gia đình của con, chú Linh, có ông ngoại với bà chính với mẹ. À, có ông ngoại hả? Ông ngoại. Thì cho ông ngoại trước đi. Chào Nguyễn Linh. Dạ. Chào Hồng Vân. Dạ. Chào cháu gái. Dạ, con chào ông. Dạ, đầu tiên là xin ông ngoại dạ. cho biết về cái tên trước đi dạ. ông ngoại. Ông ngoại xin giải mã, không thích phụ thuộc. À, nó nói thể để cho cháu con được tự do kinh doanh mua bán đi. Vậy là dạ. con hiểu được cái ý nghĩa của lịch sử của cái dạ. tên rồi. Thật sự là ông ngoại cũng thấy điều đó rồi. Bây giờ các bậc cha mẹ ai cũng vậy, khi mình sinh con có gì một cái tên bực, quá đặc biệt mình đặt được. Tên con bao nhiêu cái bực tức hay cái hận thù hận đó, con. Đó. Con cháu sau này nó sẽ nhận lấy cái điều đó và nó cái tên nó không được theo phong thủy đó ngoại hả dạ. nó không được tốt. Có lên tòa án xin dạ. xin đổi là Nguyễn không Hoài Sinh thôi dạ. nhưng mà cái tòa án nó chợ giờ lục lợi sửa chữa cực giờ khổ được đó, ngoại giờ được đó nội cũng được không có nổi đâu. Hoài Hận thì có những cái điểm tốt thì gọi là không hút thuốc, không uống rượu, không cà phê, mà cái xấu là chỉ có chơi game thôi. Giờ đâu biết chơi với ai đâu, nó chưa có nghiệu mà. Bây giờ bà ông ngoại bà ngoại hối để mày làm sao mày tìm cháu gái cho tao đi, cho tao bà nhắm mắt. À chứ giờ còn có mình mày à. Trời ơi, mà mẹ nó thì đã có gia đình ở riêng rồi, đâu dạ. đó rồi. Dạ. Mà nhìn về cháu á thì có lẽ cũng đạt được là khoảng 80% bước đầu ngoại đã nhìn. Và chỉ khuyên rằng mong hai cháu cho nhau một cơ hội và mong cháu mong được có một người cháu để gì giữ cái tài khoản của nó giùm. Trời ơi chứ bây giờ không phải khổ quá, nó ăn xài lớn quá mình cũng sợ. Dạ à. Rồi cảm ơn ngoại. Rồi cảm ơn ngoại là hiểu được nha. Cái tâm tư của ngoại rồi dạ. đó, ngoại thương ngoại hận dữ lắm. Cảm ơn hai gia đình, đàn trai và đàn gái. Bây giờ mình mở rào xem hai trẻ gặp mặt thế nào nha. Mở rào đó. Chào em. Dạ chào anh ạ. Đến chương trình có món quà tặng em. Bán gì tặng đó. Dạ. Đền mở đây chưa? Dạ để đi, cảm ơn anh tặng. Tặng sầu riêng nhưng mà mình nói mình sẽ sầu chung nha. Dạ em có món quà tặng anh. Anh mở ra luôn à. Cẩn thận. Rồi anh cầm. À, đây là một cái quả cầu, quả địa cầu pha lê. Pha lê thì nó rất là đẹp nhưng mà nó mong manh và nó rất là dễ vỡ, giống như là tình yêu của mình vậy đó. À, nếu như mà mình không có trân trọng, mình không có giữ gìn thì nó cũng sẽ rất là dễ mất đi. Và hy vọng rằng nếu em với anh á mà có duyên và có thể đến được với nhau thì anh nên trân trọng cái tình cảm đó. Anh sẽ trân trọng và anh sẽ ghi hết tên em vào 4 châu lục. Cảm ơn anh. Đưa em đi 4 châu lục luôn. Ừ. Anh thấy, cảm nhận lần đầu tiên về em như thế nào ạ? Anh thấy em cũng dễ thương, cũng hiểu biết, rất là sâu lắng. Anh muốn hỏi em là em thấy anh có được không? Tại vì anh thấy anh hơi tệ. Thật ra thì mỗi người sẽ có một cái ưu điểm và cái nhược điểm riêng. Quan trọng là mình có thể dung hòa được những cái ưu điểm và nhược điểm đó với nhau để mà có thể hòa hợp và chung sống với nhau thôi. Nhiều người thì quan niệm là công việc gia đình, việc nhà, nấu cơm, giặt giũ rồi đó là việc của phụ nữ. Còn anh, người chồng thì chỉ là trụ cột về kinh tế ở bên ngoài thôi. Vậy anh quan điểm chuyện đó như thế nào? Anh không có nghĩ vậy đâu, anh nghĩ đàn ông giờ làm mọi vợ cũng được rồi đó. Thì giống ông ngoại anh làm hết, ông ngoại anh đâu làm gì đâu. Hai tới ông ngoại luôn ha. Anh có hỏi, có gì muốn hỏi thêm em không? À, anh muốn hỏi em là em có sống thực tế không? Có sống ảo không? Tại vì nó không thích mấy cô sống ảo lắm. À, em cũng đăng Facebook hơi nhiều á, không biết thì anh có để tâm chuyện đó không anh? Anh thì anh cũng không có quan tâm gì mấy chuyện đó, anh chỉ quan tâm cuộc sống thực tế thôi. Bây giờ mình hẹn hò sao các bạn? Em đi dạy từ sáng tới chiều tới tối luôn. Nhưng mà em vẫn sẽ có dành thời gian, nếu như mà hẹn hò thì không biết anh rảnh thời gian nào. À, lúc nào cũng được hết, tại vì không có chuyện nào mà quan trọng hơn bằng cái chuyện người yêu của mình, người đó sống với mình suốt đời. Còn những chuyện khác thì từ từ mình làm được. Dạ. Yeah. Chuyện nào quan trọng thì mình sắp xếp trước. Như vậy thì thời gian thường là em sẽ rảnh nhiều vào cuối tuần hả? Anh sẽ đến bên này. Dự định chừng nào em cho bạn đàn trai bước tới nếu hai đứa hiểu được nhau? Được á, thì chắc là năm sau.
Đám cưới thì ông ngoại có đồng ý không ngoại? Ông ngoại đang trông từng giờ, từng giây và từng phút. À. Cưới là ông ngoại cho bao nhiêu bàn? Thì ngoại cho nguyên chiếc 52 chỗ từ dưới lên được rồi. Trời ơi, còn tiệc cưới làm sao ngoại? Tiệc cưới hả? Thích nhiêu chịu nhiêu, thích nhiêu chịu nhiêu. Trời đó coi. Ngoại cưng quá vậy, ngoại cưng ngoài lành luôn vậy. Chứ giờ còn thằng cháu như con út mà. Ôi ôi. Về là con chỉ có chịu việc quản lý thôi. Quản lý thôi. Chứ bà già rồi. Dạ. Vậy là tốt rồi, cảm ơn ngoại nhiều. Bước tới nắm tay cô gái, hát một đoạn nào đó mà mình cảm nhận là mình hát cái bài nào hay, thích đi. Cảm tình đó. Rồi. Thì lần đầu gặp em ngỡ như đã quen từ lâu. Chỉ lần đầu gặp em bước chân chợt quên lối về. Trời ơi, bốn câu đủ rồi. Đủ rồi, đủ rồi, như đó đủ rồi. Dạ, thì để đáp lại cái bài hát của anh thì em cũng tặng anh một bài hát. Nghe nói Cà Mau xa lắm, ở cuối cùng bán đồ Việt Nam. Ngày chi đường xa không tới, về để nói với nhau mấy lời. Xuôi mái chèo sông ông đông, đêm trắng kim tới chợ Cà Mau. Xuồng ghe ngày đêm không ngớt, người Cà Mau dễ thương vô cùng. Rồi, hay lắm. Cái câu cuối cùng là cái câu mà em muốn nói với anh. Rồi, trở về ghế ngồi. Rồi, về đây ngồi đi nào. Đặt tay vào nút bấm và quyết định. Có thể mộng mơ sẽ thay đổi về phong thủy cho hoài hận. Mộng mơ nó đẹp hơn nhiều và nó có thể có rất nhiều may mắn. Nào, 1, 2. Rồi đó, không cần đếm mà lại không cần đếm. Cảm ơn mọi người. Được rồi đó, nắm tay nhau nào. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Bây giờ xin phép đại diện bên đàn gái, đàn trai đi, cho phép tụi em hẹn hò với nhau và hứa với hai bên điều gì? Dạ, con hứa với đại gia đình của mình, nếu mà có thể đến được với em, anh sẽ sống hết nửa cuộc đời còn lại dành cho em. Đó. Không lãng phí. À, dạ, con nói xin phép ngoại đi. À, xin phép các dì. À, con hy vọng rằng là tụi con sẽ có duyên để đi được với nhau xa hơn. Và nếu như vậy thì con mong rằng sẽ, mặc dù anh vẫn là hoài hận, nhưng mà cái tương lai sau này của anh sẽ toàn màu hồng thôi. Cảm ơn anh. Không có hận ai nữa ha. Anh không hận ai nữa. À, bây giờ mình xin phép hôn bạn gái đi ha. Dạ, anh xin phép đại gia đình hơi thất lễ tí xíu không? Xin phép anh. Rồi. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity, trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được 1 năm sử dụng miễn phí Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Robot thương hiệu quốc gia gửi tặng hai bạn voucher 50% khi mua thiết bị điện, dây cáp điện, máy làm mát và máy lọc nước robot thế hệ mới. Ứng dụng vi mạch và màn hình hiển thị giúp mọi người kiểm soát chất lượng nước lọc trước khi sử dụng, an toàn cho sức khỏe. Nếu như hai bạn tiến đến hôn nhân, robot sẽ tặng máy lọc nước trị giá 10 triệu đồng, robot chất lượng nước, chất lượng sống. Thương hiệu Duhan dành tặng cho các bạn bộ đèn LED, ốp trần, vách và một ổ cắm, một tay cao cấp Duhan. Duhan tự hào đèn LED Việt. Nước khoáng Đảnh Thạnh Vicoda tặng bạn sản phẩm nước khoáng kiềm thiên nhiên Vicoda với độ pH tự nhiên 8.5, giúp trung hòa lượng axit dư thừa, rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt về tiêu hóa. Sản phẩm được đóng chai ngay tại nguồn khoáng Đảnh Thạnh, đảm bảo chất lượng đồng nhất, giữ trọn vẹn các khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Cảm ơn chương trình. Rồi, chúc hai đứa hạnh phúc nha.
Mời nhà trai. Rồi, mời đi em trai. À, xin mời nhà gái. Hôm nay các bạn thật là có duyên, chúng ta mới gặp nhau trong chương trình Bạn Mối Hẹn Hò. Sau bao nhiêu vất vả khó khăn, chúng tôi tìm kiếm hai cái hồ sơ gần như rất hợp với nhau. Hy vọng ngày hôm nay chúng ta sẽ có nợ với nhau nữa. Bây giờ mình trò chuyện thông qua cái hàng rào đó để xem mình cảm nhận thế nào, rồi chúng ta sẽ cùng gặp mặt nha. Mời nhà trai. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chào và em. Chị Hồng Vân, và chào bạn bên kia, và chào toàn bộ khán giả nữa. Em tên là Lưu Quốc Duy, năm nay 40 tuổi. Em sinh ra ở Thái Bình và đang làm việc và kinh doanh ở Đồng Nai. Làm gì Duy? Em kinh doanh nội thất. Kinh doanh nội thất. Mời Đồng nhà Nai. Gái. Rồi, mình giới thiệu đi cưng. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Diệu Thúy. Em năm nay 33 tuổi. Trời ơi, thiệt không? Dạ. Thúy 33 tuổi hả? Dạ. Thực sự nhìn tưởng 23. Dạ, em không cảm ơn ai chị có thể mà nói em là con số mà trên 3 được luôn á. Dạ, thì em quê ở Cần Thơ. Tuy nhiên thì em có chuyển lên Sài Gòn học và làm việc thì cũng gần 18 năm rồi. Thì hiện tại em đang làm trưởng phòng mua hàng của một cái chuỗi bán lẻ. Cô gái rất là nhí nhảnh trẻ trung đó. Bên nhà trai ơi, thôi vậy sẵn em nói luôn cái ưu điểm và khuyết điểm của em đi. Dạ, điểm mạnh của em thì vì em sống tự lập từ nhỏ nên thành ra em rất là nhanh nhẹn, tính cách cũng rất là mạnh mẽ. Nên thành ra là hầu như mọi người xung quanh em thì sẽ thấy em rất là lạc quan. Còn điểm yếu thì đó cũng là điểm yếu của em luôn. Tức là khi mà mình tự muốn làm mọi thứ một mình á, thì thỉnh thoảng cái người bên cạnh của mình sẽ cảm thấy hơi cô đơn một chút. Mình mạnh mẽ quá mà, dạ, đúng không? Rồi. Còn bạn Duy? Em thì cũng ưu điểm thì coi như là cũng hòa đồng và vui vẻ. Và vui vẻ cười tươi lên nào. Dạ. Hơi căng thẳng đúng không? Lần đầu tiên đúng không? Lần đầu tiên lên sân khấu có điểm yếu gì không? Đôi khi kinh doanh là quyết đoán hơi nhanh. Quyết đoán hơi nhanh trong kinh doanh. Dạ. Dĩ nhiên. Đôi khi là đấy, như từ lĩnh vực mà bên bán đồ điện tử chuyển sang bên nội thất. Bên nội thất chỉ có trong vòng chưa đến 2 tiếng là đã đặt vé máy bay về ngoài đấy là học và chiến đấu ngay. Tức là quyết đoán trong kinh doanh ha. So với đó kinh doanh điện tử, bây giờ kinh doanh nội thất thì cái nào tốt hơn rồi? Thì kinh doanh điện tử nó bị thất bại, đâm em nhảy sang bên nội thất. Đúng rồi, mình phải chuyển liền, thấy không được là chuyển liền. Mình có mấy mối tình rồi Duy? Thì ngày trước thì có đã kết hôn. Đã kết hôn. Và ly hôn cách đây 4 năm mà ly thân là 5 năm. Em với bà xã sống bao nhiêu, trong bao lâu? Sống được 7 năm rưỡi. 7 năm rưỡi, có mấy cháu rồi? Có 2 cháu ạ. Cháu lớn nay 14 tuổi. 14 hả? Con trai hay con gái? Con trai. Còn đứa thứ hai? Bé năm nay là 8 tuổi. Là con gái? 8 tuổi con gái. Đang sống với ai? Sống với mẹ. Sống với mẹ. Hiểu rồi. Và bên đây mình nghe vậy là mình có cái cảm nghĩ gì ngay lúc này? Thì em cũng có một lần đổ vỡ hôn nhân. Ồ, dạ. Vậy hả? Cũng tụi em cũng ly dị cách đây 4 năm. Nhưng mà tụi em thì chưa có cháu. Nên thành ra là cái suy nghĩ nếu như mà có một người bạn mới và có thêm hai đứa trẻ đó thì cũng khá là vui. Như vậy là hai bạn cũng có hoàn cảnh đúng hơi rồi, gần hoàn gần cảnh. Giống nhau ha. Hai các bạn đã lỡ một chuyến đò rồi ha. Hy vọng ngày nay chúng ta sẽ có duyên để đi trên chuyến đò mới. Đúng. Để đi đến bến bờ khát vọng của tình yêu nha. Hai, chào bà mối kìa Duy. Chào chị. Em có thường xuyên về thăm hai cháu không? Em cũng thỉnh thoảng. Vậy hả? Thỉnh vẫn thoảng. Phải trợ cấp đúng không? Dạ, vì trợ cấp thì em đưa một lèo. Đưa một lèo? Dạ. Tức là đưa từ đưa lúc một lần. Ly dị luôn? Đưa một lần thì từ hồi đấy giờ là người ta là không cho nói chuyện với bố nữa. Có nghĩa là đất đai các thứ ở Bình Dương là em cho hết. Từ lúc đấy giờ đi là người ta không có cắt, không cho điện nữa. Không cho con gặp dạ, cha luôn? Đúng rồi, đúng. Ồ, trời ơi. Thôi, thiệt. Lá rụng cũng về cội thôi. Ờ. Đàn trai làm trai số nó khổ lắm Vân ơi. Thân trai 12 bến nước, đôi khi nó lựa trúng bến đục nó cũng tội nghiệp đàn trai lắm. Trai khổ, trai khổ. Thương quá à, thật trai sự. Trai đời này 4.0 cũng khổ lắm. Do số phận hết á. Thì bây giờ biết đâu á, sau cái hôm nay á, thì là cái điều đó nó lại làm một cái động lực để mà cho hai bạn gọi là đến với nhau và mau chóng có được một cái mái ấm mới. Và có được niềm vui mới. Rồi vậy đi. Đúng không? Cháu đúng trai rồi. Cháu gái, tại vì bên đây nhà nữ tôi là chưa có em bé. Từ từ ông cũng có thôi. Ông có hiểu không mối? Thành ra hiểu. Là bây giờ nếu mà
hai người đến với nhau thì chắc là tôi khuyến khích nhà gái tôi là có em bé liền đó. Ừ, để sớm đúng không? Ừ. Vậy là cái mong muốn của em với cái người bạn đời tiếp theo này thì em mong muốn điều gì? Em chỉ cần là sống mà có trách nhiệm một chút, và với hai nữa biết chia sẻ trong công việc làm ăn. Thì ví dụ mình kinh doanh ấy, mình là phải biết là trao đổi với nhau. Ừ. Để ví dụ như muốn kinh doanh cái gì đấy là mình trao đổi với nhau để mà mình cùng làm việc. Rồi còn về ngoại hình thì sao? Ngoại hình thì dễ nhìn chút là được rồi. Dạ. Ừ. Nhưng mà quan trọng có tâm là chính. Dạ. Rồi. Giờ ông tiếp xúc với nhà gái tôi chút xíu nha. Rồi, cứ che nhà gái hoài vậy. Ông đừng có gọi bằng cháu nha, tại vì nhìn cái mặt tưởng là nít nha. Đó, nhưng mà đây là một cô thiếu nữ rồi. À, rồi chào em gái. Trẻ dễ sợ không? Xinh xắn mà. Hả? Trẻ rất là dễ thương, mặt rất là nét luôn á. Ừ. Em muốn một mẫu hình lý tưởng như thế nào? Tại vì em cũng tự lập á, nên thành ra em cũng muốn là cái người đàn ông đó cũng tự lập với có trách nhiệm. Còn ngoài ra thì ảnh hơi hiện đại chút xíu cũng được. Nói chung là tốt bụng. Tốt bụng. Dạ. Ừ. Anh cũng chỉ yêu cầu em có tâm, và em cũng yêu cầu anh tốt bụng. Thế hai người này là thấy có cái điểm chung rồi đó. Ừ. Nhưng mà cái hoàn cảnh bây giờ nó đúng là cái đường đi nó cũng hơi khó khăn. Duy ở Bình Dương đúng không? Em ở Đồng Nai. Đồng Nai chỗ nào? Em ở ngay cầu Hóa An ạ. À, cầu Hóa An, còn đây ở Bình Chánh. Em ở Bình Chánh. Bộ xa lắm mà, có hai chữ Bình mà không có gần luôn à? Không. Nó hai chữ Bình nhưng mà nó bình bình thôi, không xa cũng không gần. Nếu mà tình yêu đủ lớn thì có thể đến với nhau. Gia đình em thì vẫn có có nhà ở dưới Cần Thơ. À. Nên thành ra là ba mẹ thì vì cũng còn hai bà yếu ở dưới, nên thành ra ba mẹ cũng đi đi về về. Thì hiện tại nhà đã là hai nhà rồi. Một nhà Cần Thơ với nhà một nhà ở Sài Gòn rồi. Sài Gòn ở với ai? Dạ em ở với em gái em. Em gái? Dạ. À. Nhà riêng thì, mình đó hả cưng? Dạ đúng rồi. Ồ là đã mua nhà ở Sài Gòn rồi. Chỗ nào? À, em ở ngay khúc vòng xoay An Lạc á anh. À vậy là dạ. Gần quá. Thế thì gần chỗ mấy thằng bạn anh rồi. Đừng thứ. Đừng có nói gần mấy thằng bạn. Không không, mấy thằng bạn nó đang làm kinh doanh ở đấy rồi. Quan trọng là gần em thôi. Liên quan luôn á. Thì ý em hay lên chỗ ông bạn. Lên bạn hay ở đó luôn đi, được không? Hay lên trong mình chuyển qua đó mình kinh doanh đồ nội thất, vòng xoay An Lạc, quận 6 được không? Thì kinh doanh đấy thì chỗ nào cũng được anh nhỉ. Riêng đúng đất rồi. Sài Gòn ở chỗ nào cũng được. Nhưng mình mà có chỗ làm ăn tốt là mình có thể về được đúng không? Dạ. Cái đấy rồi. Không quan trọng. Đó là nãy giờ mình trao đổi qua lại rồi, bây giờ hỏi ý kiến người thân coi sao. Ừ. Dạ. Em đi với ai vậy? Dạ em đi với ba mẹ. À, xin chào đại diện nhà gái. À, xin chào hai MC, xin chào tất cả mọi người. À, tôi là mẹ của cháu Thúy. Thì Thúy ở nhà là đứa con rất là ngoan, sống có trách nhiệm. Ở trường ấy, thì thầy yêu bạn mến, đi làm thì đồng nghiệp cũng rất là thương. Thì hôm nay là có 4-5-6 người bạn đi theo luôn đó. Mẹ thấy anh bên này cũng rất là chững chạc và cũng trông rất là phúc hậu hiền lành. Mẹ mong là hai con là cho nhau cơ hội. Tới đây gặp là cái duyên rồi. Mình cho nhau cơ hội tìm hiểu tiến xa hơn thì tốt. À, xin hết. Thấy nhà gái thể hiện mức mà nói không dám nhìn luôn, sợ. Nghe nói tới ba mẹ nhà gái cái mặt rung coi như xanh lè chứ. Cười tươi lên nào, cười tươi lên lấy thiện cảm nào rồi đồng chí Duy. Đó. Đã rung nay còn rung hơn nữa Duy. Đây, Duy đi với ai? Em đi với ba chị, em với một ông anh. À, mời đại diện nhà trai. Em xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Và em chào xin gia đình hỏi nhà gái. Và thì em thấy em Duy nhà em thì có rất chứng là có trách nhiệm đến gia đình. Và với lại em sống cũng thẳng. Và em Thúy bên này thì cũng có một cái rất chứng là mạnh mẽ. Và em thấy hai em này cũng nên cho nhau một cơ hội để cho các em tiến tới có thể xa hơn. Em xin cảm ơn. Cảm ơn hai gia đình nha. Bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt. Mở rào. Đưa lên nha, mạnh mẽ lên nào Duy. Bắt đầu đi. Mời quý vị khán giả đón xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò cùng Quyền Linh và Ngọc Lan. Chương trình được phát sóng vào lúc 17h50 thứ Bảy và 22h30 thứ Hai hàng tuần trên kênh HTV7 và kênh YouTube MCV Media. Là mình nhận hoa của mình trước đi, mình nhận hoa trước rồi mình tặng quà sau. À rồi, chào. Rồi anh dạ, tặng em. Nó lớn lên Duy. Em tặng cho bạn anh rồi. Anh tặng chứ, anh không, tặng em. Em tặng cho bạn đây rồi. Thì cứ gọi là bạn đi. Dạ. Yeah. Sao em bạn được anh. Người hơn người ta đến gần chục tuổi mà lại thì bạn gì? Quan bản này em đi ai thế em chưa biết như thế nào nhưng cứ gọi là bạn ạ. Dạ. Em cảm ơn anh. Ừ, em. Dạ đó, em cũng có rồi, quà đó, tặng. Tặng đi đứng đó chưa?
Tới gần nữa. Em tặng anh. Cảm ơn em. Đây là một cái quyển sách cũ. Nó giống như là một cái ý nghĩa là cái giá trị của một người á, nó không quan trọng cái chuyện là nó mới hay nó cũ. Nó quan trọng ở cái chuyện nội dung của người đó. Và cái quyển sách này em rất là quý vì quyển sách này là của tác giả Nguyễn Nhật Ánh. Và em đã xếp hàng để mà chú Ánh ký tên vào đó. Nên em đã giữ 9 năm rồi thì giờ em tặng anh. Rồi, cảm ơn. Trời ơi, sao em lại có thể gọi là trao một cái mà nó quý của đời mình như vậy cho người ấy vậy? Cảm ơn em. Rồi. Coi như gặp đây có duyên chị. Mở ra coi cưng, mở ra coi. Cái sách tựa gì vậy? Dạ. Yêu em đi anh hả? Dạ không. Em cũng không rành cái quyển sách này. Nhưng mà em phải biết cứ đọc. Nhưng mà thôi thì em về em đọc. Ừ, quý là quý ở cái gọi là cái sự mà bạn này bạn giữ quá lâu. 9 năm xin cho bằng được cái chữ ký. Gặp chị là chị không có tặng đâu, chị tặng cái khác dễ mua hơn. Tặng cái sách đó mà không có chữ ký. Vậy là em đủ biết rồi đó ha. Ok ha. Dạ. Rồi đó, dạ. Ngồi nói chuyện đi. Sách là quý lắm á. Thực chất nếu một người nào khác là họ không tặng cái sách có chữ ký đâu. Họ giữ làm kỷ niệm sẽ tặng vì một quyển sách nào em khác. Em ở nhà thì cứ tầm 3-4 giờ sáng là em toàn nghe sách nói không à. À vậy à. Dạ. Nhưng mà đọc sách rất là thú vị nha. Chúng ta nghe nói chưa chắc ta đọc. Ta đọc hay hơn nhiều, đọc mình cảm xúc hơn nhiều. Mình đọc mình nhớ nhiều hơn nữa đó. Mình tự đọc mình tưởng tượng. Đúng nó rồi. Ngộ lắm, không giống ai đó. Anh đã có 2 cháu rồi á. Đúng thì rồi. Anh nếu như mà đi tiếp một bước nữa thì anh có ngại có thêm em bé không? À không, cái đấy thì anh không ngại. Dạ. Ừ. Vì nếu mà một gia đình mới thì mình phải có con cái để cho nó vui vẻ. Với hai nữa nó có cái sự ràng buộc. Dạ. Cái đấy thì anh không ngại. Mà thậm chí là cũng phải có 1-2 đứa nữa. Đấy. Dạ. Đấy là chuyện là bình thường. Lúc mà anh chia tay với vợ cũ á, thì lý do có thể nói cho em lý do tại sao mà chị không cho anh gặp con không? Khi mà anh quyết định anh ly hôn rồi đấy thì ly thân là 5 năm mà ly hôn đến nay cũng 3-4 năm rồi thì dạ. Không còn tình cảm nữa thì ly hôn thì cô ta thì muốn là quay lại. Dạ. Nhưng mà anh quyết định không thì cái từ cái sự đấy trở đi là quyết không. Định là độc chiếm, không có muốn cho dạ. cho gặp. Vậy anh cũng không có cách nào để liên lạc với hai bé? À có chứ, có liên lạc thì thông qua các anh chị bên nhà bác thì vẫn biết bình thường, nhưng mà chẳng qua không trực tiếp thôi. Dạ. Ừ. Như em suy nghĩ như thế nào về cái chuyện hôn nhân? Em nghĩ là cái hôn nhân nó là cái phát triển cao hơn của tình yêu á, nên nó sẽ phải giúp mình thay đổi bản thân mình để phù hợp hơn với cái người bạn cùng với mình. Với thứ hai nữa là cũng giúp cho cả hai tốt hơn, thì đó là cũng một điều tốt. Thì em nghĩ hôn nhân cái ý nghĩa thiêng liêng của nó là như thế. Nếu chỉ kết hôn để có con thì không phải là suy nghĩ đó của em. Đúng rồi, vì theo cái chuyện hôn nhân đấy là cái chuyện mình sống cả đời. Dạ. Mà mình có duyên nợ mình mới đến nhau. Cái đấy thì anh biết. Còn trong hôn nhân đấy đã là vợ chồng ấy, thì phải là cùng một chí hướng. Đấy, cái đấy là quan điểm rõ ràng của anh. Dạ. Và với hai nữa, cha mẹ hai bên đấy là cũng phải là như nhau. Dạ. Có nghĩa là đối xử như nhau, không dạ. có phân biệt. Ý là mình đối xử cha mẹ mình như thế nào thì cha mẹ vợ mình đối xử, hoặc là cha mẹ chồng vợ dạ. như thế nào thì cha mẹ chồng mình cũng phải đối xử như thế. Dạ. Cái đấy là quan điểm của anh. Dạ. Duy nói cho bạn gái biết mình có gia trưởng hay không? À không, gia trưởng thì anh không có gia trưởng. Và với hai nữa thì về nhà đấy thì nói chung là toàn bộ là bố mẹ quyết định hết, chứ còn anh không có quyết định gì hết. Mà với hai nữa, với các thứ em cũng không có quyết định. Vì sao? Mình vui vẻ là mình không có cái chuyện gia trưởng. Sao em về nhà là bố mẹ quyết định hết hả? Dạ thì ví dụ như nếu mà em mà muốn mua cái gì đó thì để ông bà mua, chứ còn em cũng không quyết định là em mua cái gì đó, hoặc là em nó ấy không mua. Chuyện em muốn mua gì thì em có họ bố mẹ quyết định hay là em quyết định? Bố mẹ quyết định. Em muốn mua gì bố mẹ cũng quyết định luôn. Không, em ý là về nhà đấy, là về nhà là bố mẹ quyết định. Chứ còn ở trong đây thì em tự lập từ nhỏ. Đấy, chứ còn ở trong đây thì em quyết định. Thì vợ em muốn mua điều gì đó thì em quyết định hay là bố mẹ em quyết định? Không, cái đấy là em quyết định chứ vợ chồng quyết định rồi, chứ khỏe. còn để không... hỏi cho rõ cái chuyện đó nha. Nãy nói cái chuyện gì để bố mẹ em quyết định thì anh cũng hơi lo. Ý anh nói là về gia đình. Dạ. Chứ còn chuyện nói chung ba mẹ quyết định là đúng đó. Dạ. Nhưng mà có những cái điều riêng là mình phải quyết định, mình có phải có cái gọi là cái chứng kiến riêng của mình. Đúng rồi. Anh có ngại quen người nhỏ tuổi hơn quá không? Tại vì em cũng sẽ thường xuyên đi chơi, em cũng có nhiều bạn bè, mối quan hệ của em cũng rộng. Tại vì mình cũng làm ở công ty thì mình cũng có nhiều mối quan hệ với nhà cung cấp nè. Em sẽ có nhiều thời gian bên ngoài nhưng mà vẫn có thể cân bằng ở việc ở nhà không? Thì nói chung công việc ấy thì anh không có ngại gì hết. Vì sao? Đấy là mình cái giao lưu xã hội, mình phải làm ăn là mình thế, kể cả anh cũng thế. Chứ không phải không.
có mối quan hệ thì mới có làm ăn. Cái đấy là chuyện không sợ, vì nếu mà đã một người đi rồi thì một người ở nhà phải đạo diễn, thì cái đấy thì giữa cái đấy là anh cân bằng được hết, thế nên không sợ. Đấy là nếu mà về gia đình, vì anh đã là quá là vấp ngã với hai đứa trưởng thành rồi thì anh hiểu được cái gia đình như thế nào rồi. Nếu mà có cuộc tranh luận quyết liệt thì ai trong hai người sẽ là người xuống nước và xin lỗi? Nếu mà nói về cãi nhau, ví dụ xô xát ấy, hai vợ chồng ấy, thì tốt nhất là anh, thì anh cũng chẳng có muốn nói nhiều, chỉ nói một hai câu, còn nói nhiều quá ấy, thì anh cũng như bố anh thôi, thì lửng đi sang nhà khác xong rồi về. Nói, nhà khác là nhà nào anh? Ý là ở quê là sang nhà bên cạnh rồi chơi tí rồi bắt đầu nó. Em tưởng qua nhà cô khác. Không, ở quê thì nhà hàng xóm đấy, như thế. Chúng ta đã lỡ một lần đò đó, bao giờ chúng ta có thể sắm đò mới đi tiếp nào? Tại vì ba mẹ em cũng lo em là tuổi cũng lớn rồi đó, thì nên ba mẹ cũng đốc thúc đi cái chương trình này cũng lâu lắm rồi. Mình đi cũng là một cách để mình thử xem là cái việc mà mình đang muốn làm á, mình có làm được hay không. Với thứ hai nữa là mình cũng muốn để cho ba mẹ vui lòng. Nhưng mà em nghĩ lên đây rồi thì có lẽ là em tìm hồ sơ để phù hợp á, cũng đã lâu rồi. Thì nếu mà gặp được anh thì cũng là một cái duyên. Em nghĩ nếu mà dành thời gian tìm hiểu thì em có thể tìm hiểu từ khoảng 6 tháng đến 1 năm thì có thể đám cưới. Thì nếu mà mình đã về, ví dụ về một nhà đấy, thì tất nhiên là mình phải về một giường một mối cùng phát triển. Chứ còn mỗi người làm một cái thì nó tất nhiên là nó cũng ấy hơn. Đấy, mỗi người nơi cũng mệt ha. Dạ, cũng hơi mệt. Mình mong con trai hay con gái? Thì con, nói chung là con nào cũng được anh. Con nào cũng được ha. Thời buổi giờ con nào cũng được. Còn em? Em cũng vậy luôn, con nào cũng được. Đúng rồi, con cái là trời sinh. Bây giờ thế này, Duy bước tới nắm tay bạn gái và nói tất cả những cái gì mà mình đang suy nghĩ tận đáy lòng của mình nha. Nghĩ sao đối vậy? Cảm xúc từ bây giờ thế nào? Xác định mình đến với nhau ấy, thì anh cũng là cái chỗ dựa cho em, che cho em lúc mưa lúc nắng. Okay. Thật ra thì tại vì công việc thì em rất là mạnh mẽ với tự lập, nhưng mà tất nhiên là phụ nữ thì sẽ luôn luôn có những cái lúc mà yếu đuối á, thì em cũng mong là cái đấy anh che chở được. Dạ. Ok. Thì anh cũng hứa coi như nếu mà có chuyện gì đấy thì anh sẽ là cây cổ thụ. Dạ. Chống cho em. Dạ. Đấy thôi. Cảm ơn. Cứ nắm tay để ta trao nhau những cảm xúc để xem khi mà buông tay ra mình có gọi là sao xuyến gì hay không. Thì em nhìn nhau đi, hát một đoạn nào đó. Em sẽ hát bài Ta Có Hẹn Với Tháng Năm nha. Hẹn nhau giữa tháng năm, khi trời đang nắng, hoa cơn mưa đầu mùa, để cơn mưa tươi mát những lắng lo, ngày bên nhau đón đưa, tình yêu hãy giữ yên đây trong vòng tay ta. Như thế, vì có em, đời ấm êm, mình có nhau như ngày xưa đã từng. Dạ xong. Hay quá vậy. Bạn gái hát rất hay nha. Bạn gái này là hơi bị đa tài đó nha. Ừ. Tháo vát xinh xắn. Đúng rồi, mà người mà đọc sách nữa đó. Ừ. Là còn tuyệt vời hơn nữa. Detox không khí từ trong ra ngoài. Hai bạn để tay vào nút bấm. Chúng ta đã nghe ý kiến của người thân. Chúng ta đã nắm tay nhau, đã nhìn thẳng vào mắt nhau. Mình kiểm tra lại xem đây có phải là một nửa con tim của mình hay không. Nếu đúng, bấm ngay cái nút đó, không cần đếm. Nếu không đúng, không cần bấm. Quyền quyết định của các bạn. Bấm là phải có trách nhiệm với nó nha. Rồi. Nào. Sau 3 tiếng đếm nha. 1 2 3 Trời ơi, nhịp tim rất là đồng đều luôn. Rất đều. Đấy, hãy nắm tay nhau. Bắt đầu từ bây giờ, không phải bắt tay. Nào, nắm tay thế nào? Xen tay vào nhau nào. Thấy chưa? Tình yêu bây giờ 4.0 rồi nha. Nhanh gọn lẹ. Không là bạn mình nó nhanh hơn mình đó. Hiền, nhát nữa. Anh nghĩ rằng là em gái cũng có thể chủ động trong tất cả mọi công việc. Bây giờ đừng có lo. Quan trọng là hạnh phúc của chúng ta thôi. Nào, hãy nói gì với ba mẹ của bạn gái đi. Dạ, con chào hai bác ạ. Chào anh. Con cũng xin phép cho con được tìm hiểu
em Thúy. Nếu mà đi đến được với nhau thì con cũng là chỗ dựa và che chở cho em suốt đời. Và xin phép luôn, hai bác cho con xin hôn em Thúy. Cái hôn đầy yêu thương. Rồi con xin phép ạ. Thôi, em xin phép nhé. Thì hãy cố gắng giữ lấy mối tình này. Hãy cố gắng để phát triển cái tình yêu nó thăng hoa. Hãy cố gắng chúng ta làm nhanh, gọn, lẹ, có thể từ đây tới cuối năm luôn nha. Hôm nay thì cái sự chứng kiến của gia đình, anh nghĩ rằng là một cái cuộc hội ngộ, một cái duyên và một cái nợ đó đã gần đến rồi đó. Cố gắng nha, cố gắng lên nào. Đừng buông tay ra, nắm lấy tay nhau. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, bất kỳ phong ba bão tố nào, nếu thật sự là yêu nhau, hãy nắm tay nhau nha. Chắc chắn rồi. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vinakioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Chương trình tặng bạn kem chống nắng, chống lão hóa, bảo vệ da khỏi tia UVA, UVB, ánh sáng xanh, đến từ dược mỹ phẩm Relasteel của Ý, thương hiệu về tính đàn hồi cho da đã có tuổi đời hơn 50 năm, được phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Khuê Cosmetics. Sản phẩm thuộc bộ sưu tập kem chống nắng được ưu chuộng nhất năm 2021 của Relasteel. Toshiba Việt Nam gửi tặng hai bạn mỗi bạn một chiếc máy lọc không khí CAF N30 diệt khuẩn và khử mùi bằng ion âm, loại bỏ bụi mịn PM2.5 đến 95%. Đây, giữ lấy quyển sách của Nguyễn Nhật Ánh có chữ ký quý lắm, đọc xong rồi có thể để nhà bạn gái cũng được, hai người đọc chung. Chúc các bạn hai đứa hạnh phúc nghe. Chúc các bạn thật nhiều may mắn trong cuộc sống nha. Em chào các bạn. Mời bạn nữ. Rồi, chào em. Mời chào. Em chào chị Cát Tường, chào chú Huyền Linh, chào bạn nam bên chưa, kia. Chưa, bạn nam bên kia chưa có ra. Chú chào con, có mình chú à con. Mời bạn nam. Rồi, mời bạn ngồi. Rồi, giới thiệu đi em gái. Dạ, em tên là Bùi Thụy Tiếp Vân, em 27 tuổi, hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em đang làm bên dịch vụ giấy tờ nhà đất, bất động sản. Dạ. Rồi, mời bạn trai. Dạ, là đầu tiên thì em xin kính chào tới anh Quyền Linh. Chào em. Chị Cát Tường và bạn gái bên đó, ban giám khảo. Không có ban giám khảo. Có ban các bạn khán giả đang coi đài. Em tên là Tính, tên đầy đủ là Đinh Đức Tính. Ở nhà thì thường thường anh chị em công ty hoặc là mẹ ba thì gọi cái một cái tên rất là dễ thương, đó là Tính Đẹp Trai. Em sinh ra ở Thái Bình, hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Di An, Bình Dương. Em năm nay thì 31 tuổi. Em thì điều hành và kinh doanh du lịch. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì Vân? Dạ, điểm mạnh của em là làm cái gì cũng tới nơi tới chốn, không có dở dở luôn luôn. Thì công việc nhà với lại nấu ăn rồi này kia thì em làm được hết. Làm được hết. Dạ. Rồi, khuyết điểm? Khuyết điểm là em hơi nóng tính với lại hơi thẳng tính. Nóng là nóng trong chừng mực thôi. Em ví dụ như có hổn với ba mẹ này kia thì nóng cái là kiểu như quýnh ai? Trời ơi, quýnh em. Còn không là bình thường là em chỉ la thôi. Khi nào mà nó hổn hay gì quá mức đó, thì mới quýnh thôi. À rồi. Nó hổn với chồng quýnh luôn à. Rồi bạn trai, ưu điểm khuyết điểm của em là cái gì nè? Ưu điểm của em thì khía cạnh gia đình thì em cũng rất là thích nấu ăn. Em rất là quả quyết trong tất cả mọi công việc. Nhưng mà cái nhược điểm của em thì trong công việc mà ai mà làm sai thì em hay khó chịu. Tức là em hay khó tính chút xíu về cái công việc. Rồi trong gia đình cũng vậy, ai mà không gọn gàng thì em cũng rất là khó chịu. Và em thể hiện ra mặt luôn. Nhưng mà cũng khó tính ha. Hơi khó tính. Dạ. Giống em luôn hả? Giống như là nói chung ở nhà để đổ đâu thì để yên gọn đó cho em. Đựng bài bừa này kia nọ là em rất là ghét. Có hơi nghĩ mình hơi gia trưởng không? Dạ có. Có luôn hả? Dạ. Hỏi bên kia bên này trả lời có luôn. Vậy là bên đấy gia trưởng. Bên này thì không ra trường. Hơi một tí thôi, như thấy đúng em khuyên thì nghe em tí. Nhưng mà nếu khi mà hai người gây lộn cãi nhau thì ai sẽ là người chịu thiệt thòi chút xíu im lặng? Chắc là có lẽ em là chịu thiệt thòi. Chắc không à nha. Dạ không sao, nhưng mà lúc đấy em về em sẽ đập đầu vào gối.
Rồi, bây giờ tình trường của hai bạn thì sao? Dạ, Vân, em trải qua 3 mối tình. Mối tình sâu đậm nhất là được bao lâu? Tại sao chia tay? Dạ, 4-5 năm. Em không thích kiểu như là chưa cưới về đã như xét cho em là phải làm công việc đó à. Không cho em đi làm ở ngoài này kia nọ. Bao lâu rồi? Dạ, 2 năm hơn. Bây giờ mình từ 2 năm nay là không quen ai hết? Dạ, cũng có quen nhưng mà tìm hiểu thôi. Bạn trai có mấy mối tình? Em thì 2 mối tình. Một mối tình thời đại học, rồi bắt đầu em với quen một cái cô gái nữa, nhưng mà cô ấy ở ngoài miền Bắc. Hy vọng hôm nay cái duyên này nó kết cái phần nó là xong nha. Rồi, bây giờ bạn gái muốn tìm mẫu hình lý tưởng như thế nào? Em muốn tìm người cao trên 1m7. Rồi, biết có cách, biết cách ăn mặc một tí. Rồi. Không hô không hói. Còn gì nữa? Trời ơi, những người hô hói. Biết cách sống với gia đình với lại mọi người xung quanh. Có điều gì em không thích ở người bạn trai không? Dạ không thích mấy người càm rõ. Nóng tính hay càm ràm. Em cũng nóng tính mà em không thích người ta nóng tính. Dạ phải có một người cương. Một người cương phải có một người nhu. Chứ không thể nào mà hai người cùng cương hết được. Rồi, gì nữa? Em không thích bê bối. Nói chung là ở giờ. Bạn trai bên kia nhắm đạt được tiêu chí bên này bao nhiêu phần trăm? Chắc có lẽ là đạt được 90%. 90%. Em thì chưa thấy hô mà cũng chưa thấy hói. Để tôi qua tôi hỏi cái vụ hói này coi. Chào chú Nguyên Linh. Chào con. Nếu như mà lỡ mai một cái người hói, người ta thương con, người ta yêu con, người ta chăm sóc cho con, người ta lo lắng cho con hết sức mình, thì con nghĩ sao? Nếu mà hói thì cỡ chú thôi. Cỡ chú thôi, đừng có hô. Hỏi chi giờ không biết nữa. Cỡ chú rồi thôi hả? Con thích hói thiệt luôn hả? Không, nhưng mà cỡ chú thì ok. Nhưng nếu hói hơn thì sao? Hói kỳ lắm. Hello, sao kỳ? Okay. Hói mấy người hói người ta thông minh lắm á con. Cái quan điểm này thay đổi đi. Dạ, thôi vậy hơi hơi thì được. Hơi hơi cũng hơi hơi. Thôi được rồi. Nè, chú nói cho con nghe nha. Chàng trai bên đây á, nãy giờ rất là chững chạc. Đủ tiêu chuẩn của con. Không thích cái tật xấu gì của người đàn ông. Con không thích chủ phu, nóng tính. Hay bên này hơi nóng tính. Nói nhiều, cạch rỡn, cạch rỡn. Rỡn, là rỡn, rỡn, rỡn. Có rỡn 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 không? Thì dạ chưa thấy. Không, rỡn rỡn vui mà. Không thì vui, vui kiểu như mà đừng có nhây quá. Nhây nhây nó vui hơn mà. Giống như là đang bực bực mà càng nhây dễ có chuyện lắm. Là con quýt liền đó đúng không? Em còn quýt mà. Thôi được rồi, bên đây chững chạc không có nhây rỡn rỡn đâu. Bên kia mẫu người lý tưởng mình như thế nào, muốn tìm một người vợ ra sao? Cô ấy cao 1m55 đổ lên, da trắng. Có luôn. Biết quan tâm tới gia đình. Đặc biệt là phải biết nấu ăn. Biết nấu ăn không em? Dạ, biết. Anh ơi, em mới đi Nha Trang về nên bây giờ em đen lắm, anh có chịu được không? Đừng đen như anh là được. Dạ anh đen lắm ha. Anh đen lắm. Chào em. Dạ, chào chị. Có cái gì mà không thích ở người bạn gái không? Hơi khó tính. Anh ơi, em khó tính lắm anh ơi. Cái công việc em làm là em có hay đi công tác xa rồi gì không? Hay là mình... Dạ em thì có những cái trường hợp mà bắt buộc thì em hay phải đi trực tiếp và cũng như là quan hệ về khách hàng. Có lúc mà thiếu hướng dẫn thì em sẽ làm guide luôn. Hay quá đấy. Thường thường anh đi lâu nhất bao nhiêu ngày anh? Đó. Lâu nhất có lẽ là sẽ là 6 ngày. Em có ghen không? Dạ không ghen. Nếu mà lỡ có gì mà em biết được á là đi luôn. Em sắp xếp lâu lâu thì dạ em đi theo tôi chung với ảnh cũng được. Dạ, đúng được. Không em? Được không em? Dạ được chứ. Được chứ ha? Hạnh phúc nhất là được dẫn người bạn gái của mình hoặc là người vợ của mình đi chơi cùng mình. Không, nói vậy thôi. Nếu mà bạn gái thì ok. Tới chừng tới vợ rồi thôi. Thì hay này kia lắm anh ơi. Ví dụ như em đòi đi thì thôi, ở em ở nhà đi, em đi làm chứ không phải là anh đi chơi hay là kia nọ đâu. Thấy ảnh là cũng cao to đẹp trai đó, ngon lành đó, công việc ổn định. Rồi bây giờ mình có đi với người thân không nè? Dạ có, em đi với mấy cô, mấy thím với lại bạn em. Rồi. Bạn Cát Tường và bạn Huyền Linh cùng các bạn xem đài. Tôi là Thế Lan, là cô ruột của bé Vân. Dạ. Em mới nhìn thì rất là có cảm tình với hai đứa. Nhưng mà thú thật vì hoàn cảnh của Vân á thì phải nói là cũng đáng thương là mẹ đang bệnh. Do đó Vân phải vừa đi làm mà em thì học lớp 12. Ba thì phụ cũng ở nhà cũng buôn bán vậy đó để lo cho mẹ. Thì không biết là về có chấp nhận thông cảm được hay không. Tướng tá thì rất là ok. Mà đi công tác thì đi du lịch thì miệng lưỡi cũng nhiều lắm. Mà không biết là cái số hầu qua thì như thế nào. Thế cô thì con cảm ơn lời chia sẻ của cô. Thì về gia đình thì làm bổn phận con cái thì lúc nào cũng phải đặt gia đình lên hàng đầu.
như mẹ con hồi xưa cũng thế thôi. Nhà có bốn anh chị em, trước khi mẹ con mất thì tụi con cũng phải tự đi chăm mẹ thôi. Thì con cứ hiểu cái hoàn cảnh đó. Và mẹ bệnh bao nhiêu thì cũng phải lo cho mẹ bấy nhiêu, lo cho gia đình, rồi xong bắt đầu là đến cái việc của mình. Mẹ khỏe thì mình cũng có sau này. Con thì đi công tác cứ một tuần, hoặc là nếu mà dài hơn nữa thì cũng khả năng tới 10 ngày. Cô cứ yên tâm. Dạ, con đã yêu ai thì yêu hết mình. Rồi Tính đi với ai Tính? À, lần này em đi với anh trai ruột, anh Tình và các bạn đồng nghiệp. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào các quý vị khán giả. Rồi, chào anh. Thì theo anh thấy thì cô gái bên này thì cũng được, cũng đúng yêu cầu của em. Nhưng mà tính em của anh ấy thì nó cũng hay giỡn lắm, cũng vui tính. Cảm ơn anh. Thôi, bây giờ chúng ta đã nghe nói chuyện với nhau, trao đổi và nghe ý kiến của người thân rồi. Cái quan trọng là hai bạn gặp mặt cảm nhận như thế nào nha. Mở rào. Bắt đầu đi bạn. Chào em. Anh còn món quà tặng em. Dạ, cảm ơn anh. Rồi, chúng ta trò chuyện thoải mái đi các bạn. Anh gặp em rất là dễ thương. Cảm ơn anh. Anh làm bên ngành du lịch và cũng như là đi lại đi công tác thì một năm thì cũng khá là thường xuyên. Thì không biết là em thấy thế nào? Miễn sao anh có đi có về là được rồi. Cái đó thì chắc chắn rồi. Thì giống như tính chất công việc, em cũng đi giao tiếp này kia nọ, nói chung là cũng có uống bia đó. Anh có khe mấy chuyện đó không? Tiếp khách thì cái đó là cái việc bắt buộc rồi. Nhưng mà em đừng nhậu nhiều quá. Về nhà mà say lúc đấy là... No, em không bao giờ. Đúng vậy, em sẽ giữ bình tĩnh khi em về nhà, nhưng mà em đi nhậu gì anh cũng đâu có sao đúng không? Không sao. Bình thường anh uống được bao nhiêu? Anh uống giỏi lắm, được lon đến lon thứ ba là cũng hơi say say rồi. Em cũng được cỡ đó. Về nhà nói hai người nhậu chung nhau được rồi đó. Em lanh quá thì anh có cảm giác em lanh đá không? Không sao. Hiện tại giờ phút này mình cảm nghĩ như thế nào? Mình suy nghĩ gì về đối phương? Và trong lòng mình đang nghĩ điều gì? Nói một câu ngắn gọn thôi. Đồng ý làm bạn gái hay không? Em sẽ trả lời bằng nút bấm. Chính xác. Bấm nút là đồng ý hẹn hò với nhau, là trao duyên với nhau. Chứ không phải bấm nút là để uống cà phê với nhau. Chuẩn bị. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Nào. Wow. Vụ gì đây? À. Chúc mừng. Nắm tay nhau nào. Nào, hãy có một nụ hôn để chứng minh ngày hôm nay các bạn đến với nhau bằng cả trái tim của mình. Đây là chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Ở đây đó có một không gian rất là lãng mạn, chúng ta sẽ hiểu nhau và yêu nhau nhiều hơn nhé. Gửi tặng các bạn. Phần quà dành cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang Couple TX trên toàn quốc. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Gửi tặng cho bạn chiếc máy nước nóng với thương hiệu Centaur và một chiếc máy nước nóng với thương hiệu Atlantis. Gửi tặng hai bạn với tổng trị giá phần quà là 7 triệu đồng. Quà nhiều ha, gửi bạn chén bát ly dĩa muỗng đũa nồi niêu son chảo bếp tủ lạnh tivi đồng hồ, gửi hết tặng các bạn nếu các bạn kết hôn với nhau. Phần quà đặc biệt là một chiếc smart TV cao cấp UVC TV trị giá 9 triệu đồng sẽ dành cho hai bạn nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Bạn có thể kết nối Bluetooth điều khiển bằng giọng nói, đặc biệt là gọi điện thoại cho người thân ngay trên TV, rất tiện lợi. Chúc các bạn hạnh phúc nha. Chào chú, chào chị, chào chú. Chào chú kìa. Chào con. Mời bạn nữ. Rồi, ngồi đi em gái. Mời bạn nam. Ngồi đi bạn. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và bạn bên hàng rào và quý vị khán giả. Rồi, em tên là em. Nguyễn Xuân Hòa, lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh.
Qua quận mấy? Dạ ở quận 11 ạ. 11 qua làm gì? Dạ em làm ở một công ty về thực phẩm và nông sản. Nói chung là mình làm thương mại. Tức là Hòa giám đốc luôn á hả? Dạ. Mời em gái giới thiệu. Lời đầu tiên em xin được gửi lời chào đến chị Cát Tường, anh Quyền Linh và anh bạn đằng ấy. Xin kính chào tất cả quý vị khán giả đang hiện diện tại trường quay và đang theo dõi chương trình trên màn ảnh nhỏ ạ. Em tên Dung, họ tên đầy đủ là Phạm Thị Dung. Năm nay 30 tuổi, em đến từ Đồng Nai, hiện đang công tác tại một trường đại học ở thành phố Hồ Chí Minh. Là trường nào em? Dạ em công tác tại trường đại học Hoa Sen ạ. Hoa Sen. Rồi, ưu điểm khuyết điểm của hai bạn là gì nè? Dạ em xin nói về nhược điểm trước. Tính em hay suy nghĩ và đôi khi dễ bị mất bình tĩnh. Còn về ưu điểm thì em thuộc tiếp người phụ nữ biết chăm lo cho gia đình. Tính em cần mẫn, nghị lực và quyết tâm cao. Một khi đã đặt mục tiêu là em sẽ kiên định theo đuổi đến cùng. Em chân thật, nhiệt tình, biết quan tâm và biết nghĩ cho người khác. Tính tự lập cao và trách nhiệm trong mọi việc. Ngoài ra thì em có sở trường viết lách ạ. Nghe tôi nghĩ đầu đài phát thanh đi thác. Em thấy cái tính cách của bạn đó cũng giống với tính cách của em à. Dạ, thì nhược điểm của em thì cũng lâu thì hơi nóng tính thôi. Nếu mà mình đã thích công việc thì mình sẽ đam mê và cố gắng làm cho nó hoàn thiện. Có cái tật xấu gì không? Về nhà thì em hơi lười chút. Tình trường của hai bạn thì sao? Bắt đầu phát thanh. Dạ, em đã từng trải qua hai mối tình. Gần đây nhất là được hơn 3 năm. Em chia tay cách đây hơn 1 năm rồi. Lý do tại sao chia tay? Thực ra thì em đã cho anh ấy rất nhiều thời gian và cơ hội. Nhưng mà anh cứ hờ hững và vô tâm quá. Cho nên em đành phải quyết định dừng lại ở hai chữ gian dở. Trời ơi, sao nghe nó thiệt hay thiệt. Tưởng nó biên tập của chương trình. Giọng nó dễ thương quá anh. Dễ thương? Dạ. Em ơi, ấn tượng lắm á. Cái này mình nói theo cảm xúc hay mình có soạn ra trước vậy em? Khi mà em đi dạy á, thì cái tính của em như vậy nó quen rồi chị. Dạ. Rõ ràng mạch lạc ha. Em cứ nói thế em. Lớp lan. Em cứ nói thế hay đấy. Dạ, cảm ơn anh. Rồi, bạn trai. Dạ, em thì cũng trải qua ba mối tình. Mối tình mà sâu động nhất là ở thời đại học. Em quen được 1 năm thì em nói chia tay. Tại em muốn về cái sự nghiệp của mình trước. Bây giờ thôi, mình có sự nghiệp rồi đúng không? Dạ. Bây giờ mình chuẩn bị lấy vợ đi nha. Dạ, mẫu người của em thì kiếm một người bạn gái tóc dài chút, biết quan tâm chăm sóc gia đình và biết chia sẻ. Nhưng mà ngoại hình thì sao? Vừa người, đừng mập quá. Còn về em mong muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Anh Hòa ơi, em theo đạo Thiên Chúa đó, không biết là anh có theo đạo không ạ? Mình cũng có đạo em. May quá. Hay quá. Lo mình nhất quá. Người đó đó. Ngoài ra em sẽ rất tự hào và mãn nguyện nếu như tìm được một người bạn đời đáp ứng được tiêu chuẩn 50 có. Trời ơi. Rồi. Bắt đầu 50 đó là không lăng nhăng, da trưởng, vô tâm, ki bo và ích kỷ. Cái đó thì anh đáp ứng được ạ. Dạ, về tiêu chuẩn 5 có đó là có ý chí, chính trực, sống có trách nhiệm, chín chắn và hoạt bát ạ. Mình nghĩ là mình đáp ứng được. Dạ, chị cũng nghĩ là anh đó được đó. Nói chung là 10 có đó đủ 10 luôn hả? Tại vì dạ bên đây một 8 cái... thôi anh. 8 có hả? Dạ. Chị tưởng đâu cái gì khó lắm chứ còn cái chuyện đó thì dễ. Dạ, dạ, chào chị. Dạ, bây giờ chừng nào mà đám cưới được nè? 6 tháng đến 1 năm. Hiện tại là mình có phải làm dâu không em? Không cần phải làm dâu cũng được ạ. Ủa sao vậy? Ba mẹ mình sống ở đâu? Ba mẹ em thì sống ở Tây Ninh, không có quan trọng vấn đề là làm dâu hay không. Rồi mình có nhà riêng chưa? Chỉ thiếu có một cái thôi, cái khóa cửa. Là hy vọng là hai đứa về nhau mua cái khóa cửa thì gia đình hạnh phúc. Rồi vậy quá tốt rồi ha. Cái điều gì mà em thật sự em không thích ở người vợ tương lai của mình? Nói chung là định nhiều chuyện quá. Em sợ là em chia sẻ với vợ xong rồi nguyên cả xóm biết hết á gì. Dạ chính xác đó chị. Không có đâu em. Rồi, em yên tâm đi, tại vì cô này là thấy một người phụ nữ rất là chuẩn mực. Dạ. Mà có vẻ hướng nội, đó là gia đình. Đâu đó trật tự nề nếp đàng hoàng. Dạ. Thì em cũng là một người của gia đình. Rồi, cảm ơn bạn. Được. Cảm hợp lý. Để em Quang coi giáo án bên đàn gái coi sao. Dạ. Đang soạn mấy trang nữa nè. Xin chào anh Quyền Linh. Xin chào em. Anh trai bên đây là Bình Dị đó. Dạ. Anh nghĩ rằng rất thật thà, kỹ càng quá. Em có sợ là chồng em gọi là trách không? Dạ không đâu anh ạ. Không ai là hoàn hảo cả. Cho nên là điều quan trọng là mình biết chấp nhận nhau và biết vì nhau mà thay đổi. Hôm nay anh nghĩ rằng hai bạn bổ trợ cho nhau rất là nhiều. Dạ. Rồi em cũng dễ thương, nhẹ nhàng ha. Cảm ơn về anh. Nhớ soạn cho anh dài cho giáo án nha. Có, từ từ chút soạn cho. Rồi. Rồi, bây giờ mình đi với người thân, mình đi với ai nè? Hôm nay em đi với một người mà
rất là ủng hộ em tham gia chương trình, đó là anh rể. Ngoài ra thì có 4 anh chị em ruột, một số người bạn thân và đồng nghiệp ạ. 4 anh chị em ruột nữa, anh rể nữa, là bạn nữa, đông quá vậy. Nói chung này khóa cửa đi. Đưa tay lên cho coi cho bạn nhà gái. Wow. Rồi, bây giờ xin mời đại diện bên nhà gái đi ạ. Chào anh Quyền Linh ạ, chào chị Cát Tường và toàn thể các quý vị khán giả có mặt ở trường quay. Em tên là Phạm Văn Bằng, em là anh trai ruột của bé Dung. Em gái em thì em rất là hiểu tính, thì bé rất là chu toàn và lo cho bố mẹ và gia đình. Và đã quyết tâm làm một cái điều gì là làm cho bằng được. Có khả năng là ví dụ như mai mà thi thì có thể thức trắng đêm để đèn sách. Khuyết điểm của bé thì về thể thao văn nghệ thì cũng hạn chế. Về bên bạn nam thì thấy anh rất là con người rất là phóng khoáng và cởi mở, biết lo cho gia đình. Và anh bảo là lười cái công việc nhà, cái đấy thì em nghĩ là lập gia đình về thì cái đó mình có thể siêng lên, có con có cái tự nhiên là mình siêng lên. À, cái điều mà em rất là mừng rỡ đó là hai bên gia đình đều có đạo. Và cái cảm giác đầu tiên thì em cũng thấy là anh là một cái bờ vai vững chắc, một người đàn ông có thể lo lắng cho được gia đình. Hạn chế của anh là nóng tính, có thể kiềm chế lại được. Thì em gái của em thì sống rất là nội tâm và sâu sắc. Thì người ta thường nói là chồng giận thì vợ phải nguôi, mà cơm sôi nhỏ lửa thì chẳng rơi hạt nào. Và trong tình yêu thì người ta cũng nói là tình yêu thì đôi lúc là có giận, có hờn, có ghen, có ghét, có buồn, có đau. Mà giận hờn là để hiểu nhau chứ không phải để ghét nhau suốt đời. Cho nên là người này có khuyết điểm của anh cũng có thể là bên em gái có thể bổ trợ. Và bên cái khuyết điểm của em gái là sống nội tâm sâu sắc và anh cần một người là kín tiếng thì cũng có thể là san sẻ và hỗ trợ lẫn nhau. Thì em thấy là hai bên rất là hợp. Và nếu được thì nên cho nhau một cái cơ hội. Vì hai bạn đến với nhau như thế này cũng là một cái duyên. Vì trên thế giới này rất là nhiều người, hàng triệu, hàng vạn, hàng tỷ người, mà tại sao là vẫn là hai bạn. Và đó là một cái duyên. Cái duyên mới gặp được chứ không phải là đơn giản mà gặp được đâu anh ạ. Vâng, thì khi đã có một cái duyên là chúng ta cho nhau một cái cơ hội để gặp nhau. Và nếu được thì trong một ngày không xa, hy vọng là anh sẽ nhận được thiệp hồng của hai em. Và chúc em hai em là tình yêu sớm đâm hoa kết trái. Và chúc hai em thành công. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn anh trẻ rất nhiều ạ. Hay quá. Em gái anh trai cũng hay luôn. Hai người hai giáo án khác nhau. Dạ. Rồi. Giờ rồi qua nhà trai coi sao nha. Dạ, hôm nay thì đi có hai chị gái. Chào chị. Chào chị. Dạ. Em xin chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh cùng khán giả. Thì em là chị thứ ba của Xuân Hòa. Đối với em trai của em thì nhà rất là hòa đồng, vui vẻ. Từ nãy giờ có trao đổi với cô bạn gái ở đây là cũng cùng ngành với mình cũng là giáo viên. Thì hy vọng là nếu như mà hai đứa mà có cái duyên với nhau á, mình về sống chung thì chị em mình cũng hợp với nhau trong cái ngành đó. Dạ, cảm ơn em chị. Xin hết. Dạ, cảm ơn chị. Như vậy là thấy hai bên nãy giờ hợp lý rất là nhiều rồi ha. Dạ. Cả nhà người ta đi hết luôn, bữa nay là cả xóm đóng cửa, khóa cửa là hết rồi đó. Ủng hộ 100% tuyệt đối luôn. Chúng ta bắt đầu mở rào. Anh có món quà cái này thì anh hy vọng nếu mà chúng ta tiến đến nhau, tình yêu hôn nhân của chúng ta sẽ ngọt ngào mặn nồng như những viên sô cô la này. Em cảm ơn anh ạ. Bữa này gì đây, phải quà cho anh hả? Dạ, để xíu nữa chị ạ. À, xíu nữa mới tặng. Dạ. Quà phải có đúng lúc. Dạ. Giáo án tới đoạn tặng mới tặng chứ. Dạ, em xin được hỏi anh trước ạ. Anh rồi. Quan niệm như thế nào về tình yêu và về hôn nhân ạ? Tình yêu và hôn nhân thì quan trọng là giữa hai người mình đã hợp với nhau, tiến tới với nhau thì sẽ chia sẻ tất cả những nỗi buồn, niềm vui và khó khăn trong cuộc sống. Coi như nhiều khi mình gục ngã thì người đó sẽ cố gắng động viên mình lên. Trong tình yêu và cả cuộc sống hôn nhân sau này nữa, ngoài những điều anh nói thì rất cần sự kiên định thực hành 4 chữ T mỗi ngày. Kiên định thực hành 4 chữ T mỗi ngày. Đó là trung tín, tôn trọng, yêu thương và tha thứ. Cô này có nhiều chữ quá ta. Ở đây cuối còn chữ nào thì em thấy trong cái 40 chữ đó thì anh có đáp ứng được những vấn đề gì của đó của em thôi không? Dạ, em thấy từ nay đến giờ thì anh là người có trách nhiệm trong công việc và có chí cầu tiến. Thì đây là một trong những điều em đang kiếm tìm ở một nửa còn lại. Em đánh giá rất cao ạ. Quan điểm sống của em đó là hãy cứ từ từ mà sống. Em không có vội vàng để mà chọn vội cho mình một người để khỏa lấp nỗi cô đơn đâu. Em sẽ tìm cho mình một trái tim có cùng nhịp đập, ở đó biết quan tâm, chia sẻ, biết hy sinh, vun vén, xây đắp cho hạnh phúc của nhau. Và luôn sẵn sàng cùng em đối diện với những khó khăn trong cuộc sống. Không biết là anh có sẵn sàng với những điều này không ạ? Thì nếu mà em đã chấp nhận chia sẻ thì anh cũng sẽ chia sẻ. Có thể thì anh sẽ là một bờ vai
vững chắc cho em. Dạ. Không biết vấn đề dạy học của em á, thì rảnh trong thời gian nào? Dạ, thường thì em hay rảnh vào cuối tuần. Nếu mà ưu tiên cho nhau thì em vẫn cố gắng sắp xếp ạ. Tới khúc tặng quà cho em. Chưa hả? Dạ, tất cả những tâm tình muốn nói thì em đã trao trọn trong tấm thiệp này. Xin được gửi tặng đến anh. Rồi, cảm ơn kỹ em. Lắm, phải đúng lúc rồi thấy được mới tặng, chứ không được là chưa tặng đâu. Cái này có mở ra đọc được không em? Dạ được ạ. Đọc đi em, đọc đi. Dạ thật đức bà đó anh. Người lạ ơi, gặp được nhau đã khó, trân trọng và giữ được nhau lại càng khó hơn. Nhờ nhịp cầu bạn muốn hẹn hò mà nơi đây chúng ta có cơ hội được gặp nhau. Mong rằng chữ duyên sẽ song hành cùng chữ phận. Bởi lẽ duyên này do bạn muốn hẹn hò tạo, phận là do người chọn, hạnh phúc là do chính mình nắm bắt. Hy vọng chúng ta sẽ cùng nhau tiếp nối hành trình tìm hiểu một cách nghiêm túc và chân thành. Người lạ ơi, rồi cảm ơn em. Dạ, tấm thiệp này có in hình ngôi thánh đường. Hy vọng đây sẽ là điểm đến cho cả hai vào mỗi cuối tuần về. Và thánh đường sẽ là nơi minh chứng cho một tình cảm đẹp nếu được triển nở, được Chúa chúc lành thánh hóa. Trời, cô nói hay quá ta. Dạ. Nói giống như là rót mật vô tai vậy đó. Nghe mà muốn nghe thêm á anh. Hả? Còn cái này, cái này là đoạn khác hả em? Dạ không, đến với chương trình thì em chuẩn bị hai tấm thiệp với hai nội dung khác nhau. Hả? Tức là trong trường hợp mà tặng cho người có đạo hoặc không có đạo á, tại vì em không có biết là chương trình sẽ sắp xếp cho mọi người là anh như thế nào. Cổ ưng. Cái này là rất trân trọng khi mà anh nhận cái thơ đó, anh rất muốn là lấy cái này không? Không. Dạ thôi, không phải lấy luôn. Cái này để tôi thôi. Dạ, em rất là cảm phục trước tình cảm của bố mẹ, bởi vì trong những lúc khốn khó nhất thì hai người luôn hướng về nhau và nghĩ cho nhau. Và đến với chương trình hôm nay thì em cũng xin được chia sẻ về một cuộc hôn nhân ạ. Rồi, mời em. Có hai ông bà sống với nhau đã gần 50 năm. Cuộc sống hôn nhân tuy có nhiều khó khăn, bất trắc, nhưng hai ông bà luôn vun vén, đồng lòng nuôi dạy các con nên người. Một ngày kia, ông bị tai biến và phải xa bà một thời gian dài để điều trị bệnh. Thương ông, bà chỉ biết nhớ và cầu nguyện thật nhiều cho ông. Trong một lần đến nhà thờ, không may bà bị tai nạn, nằm cấp cứu miên man, lúc mê, lúc tỉnh, bà thì thào: đừng nói cho ông biết, vì bà sợ sức khỏe của ông sẽ suy sụp. Đêm hôm ấy, dù không biết chuyện gì đã và đang xảy ra, nhưng ông vẫn cứ trăn trở mãi, chẳng thể nào ngủ được. Và rồi mọi biến cố cũng qua. Sau một thời gian điều trị bệnh, ông bà trở về tổ ấm trong niềm vui mừng vô hạn. Ông nắm chặt tay bà thì thầm: tớ với mình tình nghĩa vẫn sắt son, vầng tim vẫn thủy chung, trọn cho đến hơi thở cuối cùng. Em xin hết ạ. Một dòng đọc ấn tượng quá, một câu chuyện rất là cảm động ha. Chuẩn bị đến giây phút hết sức là quan trọng nha. Đây có phải là người để chúng ta cùng đi suốt cả cuộc đời còn lại hay không? Nhắm mắt lại, kiểm tra lại nha. Có nhắm thì nhắm, bấm thì cũng bấm. Chuẩn bị. Một, hai, ba. Hết thời gian. Lấy bà sao? Nắm tay nhau đi hai bà. Chàng trai và cô gái đã có 10 có và hai bờ. Bờ gì? Hai bờ gì? Hai bờ là hai bấm á. Xin gia đình mình làm cái nhiệm vụ của bạn mối hẹn hò đi. Chào tất cả bên gia đình. Thì em rất là vui khi là bạn gái đã bấm nút chọn em. Thì em hứa nếu mà em còn sức khỏe thì em sẽ cố gắng lo cho bạn gái đến thời đại cuối cùng. Hay quá. Xin hôn. Xin hôn. Dạ. Không biết bên gia đình mình hôm nay em hôn bạn gái ở đây có được không ạ? Anh cứ thoải mái ạ. Thoải mái ạ. Dạ. Vậy em xin phép ạ. Cứ tự nhiên. Hôn mà cứ tự nhiên. Dạ, ngay tại giây phút này đây, em đang sống với tâm tình biết ơn và tạ ơn. Tận sâu trong đáy lòng mình, em xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến ban tổ chức chương trình vì luôn là cầu nối cho những trái tim đơn lẻ được gắn kết với nhau. Xin kính chúc chương trình ngày càng phát triển ạ. Phần quà dành cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang Couple TX trên toàn quốc.
Và đây là nước xịt thơm miệng thảo dược Relax gửi tặng hai bạn. Đây là chiếc vé xem phim cùng đạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Một chiếc máy nước nóng với thương hiệu Senton gửi tặng hai bạn. Một chiếc máy nước nóng với thương hiệu Atlantic gửi tặng hai bạn với tổng trị giá phần quà là 7 triệu đồng. Phần quà đặc biệt là một chiếc smart TV cao cấp UVC TV trị giá 9 triệu đồng sẽ dành cho hai bạn nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Bạn có thể kết nối Bluetooth điều khiển bằng giọng nói, đặc biệt là gọi điện thoại cho người thân ngay trên TV rất tiện lợi. Cố gắng là sớm báo tin vui cho chúng tôi nhé. Dạ. Cặp này chúng tôi đó. Chúc mừng cặp đôi ngày hôm nay quý vị. Cảm ơn nhãn hàng UVC TV đỉnh cao công nghệ Smart TV đã đồng hành với chúng tôi. Quý vị hãy đón xem chương trình vào khung giờ rất quen thuộc 15:20 Chủ nhật và 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Mời khán thính giả theo dõi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò phiên bản radio trên sóng VOH của Đài Tiếng Nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 9 giờ sáng thứ hai và thứ sáu hàng tuần trên tần số FM 99,9 MHz. Có bỏ lỡ tập nào, quý vị cũng có thể đón xem trên kênh YouTube MCV Media hoặc là cổng thông tin Love TV. Và đừng quên nhấn subscribe quý vị nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Hết hơi, lấy hơi. Đó, vô. Ở hồng, hồng ơi, hồng ơi. Bao tháng ngày anh ước nguyện khi Thái Bình chung lối về. Mãi mãi trong tim mối tình hồng. Nồng say sưa ấm cho anh trong những ngày gian quy. Đến khi thăng trần anh về thăm em. Con Hồng là con nào vậy? Chàng trai đã chờ đợi khá lâu, còn cô gái là ai để chúng ta bắt đầu chuyện mai mối ngày hôm nay? Đợi các từ một chút xíu quý vị nha. Rồi mời em gái. Rồi ngồi xuống đi cưng. Mở mặt nạ đi hai bạn ơi. Rồi đẹp gái, đẹp trai luôn. Rồi, bây giờ chúng ta đã ngồi vào vị trí rồi ha. Hãy chia sẻ những thông tin cá nhân của mình. Mời em trai trước. Dạ, em xin chào chị Cát Tường. Chào bạn gái bên kia. Chào những anh chị có mặt trong trường quay. To rõ là tôi em phải rồi đó. Em đến từ Tiền Giang, tên của em là Thái Hoàng Thắng. Wow, trời, hồng răng cắn muốt đều dễ sợ, đẹp ghê luôn. Rồi, năm nay nhiêu tuổi cưng? Dạ, năm nay em 30 tuổi. 30 tuổi đang làm công việc gì? Dạ, hiện tại em đang kinh doanh bên ngành xây dựng, nước sơn, nước, gạch men, rồi trang trí nội thất. Ở đâu? Dạ, ở Mỹ Tho, Tiền Giang chị. Là ở sống với Mỹ Tho, Tiền Giang luôn? Dạ. Hôm nay lên đây ghi hình thôi? Dạ. Wow, hôm nay đi với ai vậy? Dạ, hôm nay em đi với chị hai, với hai bạn đồng nghiệp, với một chị bà con. Wow, cả nhà đi lên trên đây luôn ha, ủng hộ ghi hình ha. Dạ. Dễ thương quá. Rồi, em gái sao nè? Chào chị Tường, chào anh kế bên. Em tên là Vương Cẩm Giang. Năm nay em 28 tuổi. Em hiện là công tác ở công ty Vuon Logistics Việt Nam. Là làm gì vậy em? Em làm nhân viên kế toán. À, rồi. Dạ. À, em đang sống ở Bình Dương. Bình Dương? Dạ. Làm việc ở Bình Dương luôn? Dạ. À, không, quê em ở An Giang, nhưng mà em sống ở Bình Dương. Rồi, người Bình Dương và người sống Tiền Giang mà, phải không? Dạ. Tiền Giang là lên thành phố khoảng 70 cây đúng không? Rồi 70 cây xuống Bình Dương thêm nhiêu cây nữa? Từ đây Bình Dương nhiêu cây? 20? 30? 30 nữa là 100 cây trọ, 100 cây chẳng. 100 cây đi mấy tiếng? 100 cây đi khoảng 2 tiếng. 2 tiếng, bao lâu hẹn hò được với nhau một lần? Có ngại yêu xa không? Nếu mà yêu thì chắc đến được chị. Một tuần gặp một lần. Tuần gặp một lần. Ủa rồi đi làm là đi làm, giờ giấc sao? Dạ em làm thì thời gian cũng thoải mái. Thoải mái? Xếp được. Làm giờ hành chính hay là gì? Dạ em cũng làm giờ hành chính. Vậy là thứ bảy chủ nhật nghỉ? Thứ bảy chủ nhật không nghỉ, làm. Vậy đi lên thành phố chơi đi ngày nào? Sắp xếp nghỉ chị. Thôi, làm ở nhà không có thời gian nghỉ. À, làm cho ở nhà không có thời gian nghỉ. Dạ. À, cụ thể là làm sao? Em bán gạch men, đồ trang trí nội thất. Dạ. Ở nhà mình kinh doanh tự bán ở nhà, thích dạ, đi dạ. Đi thôi đúng không? Dạ. Ở nhà có người phụ không hay là đi đóng cửa? Dạ có người phụ. Rồi cũng được, đang ở nhà chung với ai? Ở nhà với mẹ. Ở nhà với có mẹ. Hai mẹ con. Ở Tiền Giang có nhà cửa gì chưa? Dạ ở nhà Tiền Giang có nhà riêng. Có nhà riêng, dạ. Nhà của mẹ hay nhà của em? Nhà của em. Sao tự nhiên không ở Kiên Giang mà lên Tiền Giang? Tại cuộc sống mà như hồi đó giờ nhỏ lớn em đi làm á.
Rồi không có ở dưới quê không có làm được những công việc nó mình làm. Mình lên đây lập nghiệp làm, giờ làm ở Tiền Giang thì ở Tiền Giang. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là hòa đồng vui tính. Thích giao lưu ở bên ngoài nhiều hơn. Điểm yếu của em là nóng tính, nhưng mù đường em đi đâu, em đi đâu là em lên đây thì em đi lên Sài Gòn thì em phải Google search bản đồ em mới biết được là nơi đó đi cần đến. Với lại em không có nấu ăn, ở nhà chỉ gia đình là mẹ em nấu, em chỉ phụ lật vặt thôi. Ủa vậy rồi ở một mình ở dưới Bình Dương rồi ăn đâu? Công ty mới đầu thì công ty có người giúp việc đó, thuê ăn 2 buổi, ăn cùng sếp luôn. Rồi sau này em thứ bảy chủ nhật thì em sẽ mua cái gì đó về nấu, không thôi là qua đo thôi. Chỉ thì cũng nấu biết nấu đó, cũng biết nấu kìa. Nấu nhưng mà ăn không có được, em chỉ tự em ăn thôi. Nấu em ăn mà em còn thấy không được nữa hả? Chà, cũng khó à nha. Biết nấu ăn gì không cưng? Dạ cũng biết. Chà. Nhưng mà này thời gian dài ít có nấu thôi, chứ hồi trước thì cũng có nấu được. Vậy hả? Thỉnh thoảng ở nhà thì cũng tự nấu ăn mình. Điểm mạnh điểm yếu của em? Điểm mạnh của em thì vui vẻ hòa đồng, thích giao lưu với những người lạ và thích kinh doanh. Em thì không hút thuốc, rượu thì không uống, bia thì đám tiệc lâu lâu thì em có uống, nhưng mà ít khi nào nhậu say lắm. Đó, nhìn hầm răng ông này là biết không có hút thuốc rồi, chứ thường mấy quý ông mà dưới quê nữa mà hút thuốc là răng nó răng khè ha. Rồi vậy cũng được. Ê, nhưng mà dưới quê ai cũng miền Tây hết đúng không? Chắc chắn phải biết hát giọng cổ, làm câu giọng cổ nghe chơi cho nó vui nè. Đúng không? Ai cũng miền Tây mà. Vô đi em. Đúng quá. Hít hơi, lấy hơi. Rồi, vô. Hồng giờ này nơi đâu có thấu cho anh, có hiểu cho lòng bao ngày chờ mong. Nhớ hồng, hồng ơi, hồng ơi, bao tháng ngày anh ước nguyện khi Thái Bình chung lối về. Mãi mãi trong tim mối tình hồng, nồng say sưa ấm cho anh trong những ngày gian quy. Đến khi thăng trần anh về thăm em. Con hồng là con nào vậy? Hồng trong bài ca vậy, tại em ca ơi. Trời, ta phải hỏi tên bạn gái tên gì người ta thế tên vô. Hồng là nhỏ nào? Hên cho em bữa nay bạn gái mặc áo màu hồng hồng nha. Coi như Hồng là kêu tên bên đây đi, cũng trùng hợp. Sao em nghe giọng cải lương của anh thấy sao? Hay, cũng hát hay, ấm. Thở phiên em, trả lại một bài, một đoạn. Em ca bài Anh Muốn Em Sống Sao. Đó, Hồng kêu tên nhỏ nào, Anh Muốn Em Sống Sao. Mời em. Từ sâu trong đôi mắt này, anh hưởng không như bao người. Phải thương nơi xuống đây, để anh vội đến và rồi vội đi. Phải chỉ em không hiểu, giờ em đã yêu anh rất nhiều. Nói đi anh người ơi, vì em không muốn anh phải sống sao. Đó, anh muốn em phải sống sao. Mai mốt hát đổi tên nha. Nha, đừng hồng nữa nha. Bạn gái tên gì nhớ không? Rồi, nhăn hàm răng luôn. Em giới thiệu tên lớn lên cho anh nghe lại cho em. Em tên là Vương Cẩm Giang. Vương Cẩm Giang. Vương Cẩm Giang. Bây giờ hát lại câu đầu, thế tên Vương vô vậy, hát coi nó vô không nè. Cẩm Giang ơi, cho dù mặt đất này sụp đổ tan băng. Có cố gắng. Thôi được rồi, vậy là vui rồi, có cố gắng rồi. Ok, bây giờ nói về chuyện tình yêu nè. Em trải qua mấy mối tình rồi? Em hả? Là không có mối tình nào, chỉ có là yêu đơn phương thôi. Trời đất ơi. Có bạn người bạn thích em nhưng mà em không có thích người đó. Giống như theo tình chạy tình là chạy tình thôi. Mà xưa giờ mấy chục năm không chưa có một mối tình nào mà hai người yêu nhau hết trơn hả? Chỉ dài tìm hiểu cũng khoảng 2-3 tháng thôi là em thấy cảm thấy không được là em tự rút lui. Vậy là chưa có mối tình nào sâu đậm hết? Dạ đúng rồi. Chưa thề non hẹn biển gì với ai hết? Em cũng đang còn một cái vấn đề là với cái anh đó cách nhỏ hơn em 1 tuổi. Đang cũng là đi biển ở Đài Loan, nhưng mà có nhiều khi nhắn tin qua lại thôi, chỉ là
nhắn tin trên tình yêu trên mạng thôi, nhưng mà thật chất là không có có tiếp xúc một lần, nhưng mà em thấy không ổn. Nhưng mà bạn đó cũng vẫn thương em, nhưng mà nhắn tin cũng giống như hỏi thăm bình thường thôi. Bây giờ còn nhắn không? Có, từ khi nào mà ảnh về Việt Nam thì ảnh mới nhắn thôi. Bây giờ còn vẫn còn liên lạc, sao lên đây chi? Không phải là chỉ là anh nó chỉ cảm thấy em thôi, nhưng mà em cũng đâu có ràng buộc gì anh ấy cũng đâu ràng buộc gì em đâu. Nhưng có bạn trai vô thôi, tập trung chuyên môn nha. Dạ. Có bạn trai thôi, cắt bỏ mấy cái vụ đi sóng đi biển đó đi nha. Dạ. Không có cái chàng trai nào mà đi ra biển mất sóng đâu nha em. Tại ảnh muốn mất chứ không có cái sóng nào mất hết nha. Dạ. Tỉnh táo lên, chị bị gạt hoài hà, chị biết. Còn em? Em thì trải qua hai mối tình thật sự. Thì hồi trước cũng có quen, hồi năm 2009, 2010 thì cũng có quen mối tình cũng được 2 năm đó. Do em đi làm xa, em nước ngoài em làm thì ở đây người ta có chồng. Trời. Dạ, thì em về thì em có quen một người thì... Ủa, em có đi nước ngoài nữa hả? Dạ. Đi nước nào? Dạ em đi hai ba nước lận. Trời ơi, đi... Nghe Hàn Quốc. Đi làm gì đi dữ vậy? Dạ em đi làm. Làm gì? Hồi đó còn ở Sài Gòn thì bạn bè rủ đi đi vậy? Kiểu đi hợp tác lao động á hả? Cũng không phải hợp tác, tự đi á, dạng như công ty người ta mở ở đây á, cái người giám đốc ở Việt Nam á. Ừ. Cái người ta hỏi mình đi làm thì người ta đưa mình đi vậy đó. Rồi có biết nói tiếng nước ngoài không? Hồi đó thì biết nói ít đỉnh à, nhưng mà giờ về đây rồi không có tiếp xúc nó không được. Mà hồi đó đi nói tiếng gì? Hồi đó nói... Đi nước nào nói tiếng nước đó? Tiếng Nga nhưng mà nói vài tiếng à. Tiếng Nga? Giờ nhớ chữ nào tiếng Nga không? Nhớ cái chú Galasua gì á, rồi Đa gì đó. Đa đồng ý, còn Xua là không cho thì thôi. Xin xin bảo vệ đi ra cổng. Nó hô Đa thì đi, mà nó hô Xua là đi vô. Đã. Hiểu như đó thôi. Hồi em có bấm nút không? Đa là bấm, mà Xua là không bấm nha cưng. Nhớ nha, tiếng Nga đó. Rồi mối tình ở đây, rồi về lại. Về đây thì quen lại được khoảng 6 tháng. Quen lại người đó nữa? Không, quen người khác vậy. À, quen người. Đó có chồng mất, mất liên lạc luôn. Tại hồi đó không có Zalo, Facebook gì hết. Rồi, dạ. Quen được 6 tháng, sao chia tay? Tại thấy không hợp rồi thôi, không quen nữa. Không hợp là không hợp chỗ nào? Thấy hai người cũng tìm hiểu gì đó mà thấy... Tìm hoài mà không hiểu. Dạ. Mà tới 6 tháng là cũng dài á. Dạ. Chị mà không hiểu 1 tháng, 2 tháng là lên đường rồi đâu, mà tới 6 tháng mới không hiểu. Có sâu nặng chưa? Có sâu đậm gì chưa? Cũng chưa chị. Cũng chưa. Dạ. Chưa mà ăn được gì hết trơn trời. Phải không? Trời ơi, hai người đáng thương quá, gì đâu mà tuổi trẻ thanh xuân trôi qua có một mình vậy. Rồi bây giờ muốn kiếm người bạn gái hay sao nè? Kiếm người bạn gái thì biết chăm lo gia đình, chung thủy. Dạ. Đơn giản vậy thôi. Dạ. Ngoại hình? Ngoại hình thì cao thì không quan trọng lắm, 1m mấy cũng được, không quan trọng. Ừ. Mà đừng có mập quá được rồi. Rồi, chuẩn rồi đó. Còn em muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Em cao trên em 1m65. 66. 66, trời ơi, dư được một phân. Dư ít đỉnh à, tiếp. Em cũng không quan trọng về ngoại hình, nhưng mà vấn đề là người đó biết lo, chăm lo cho em, biết chung thủy, chia sẻ. Nếu mà sau này có tiến tới đó, thì hai người phải giống như là chia sẻ những công việc với nhau, chứ không phải là bắt mình nên em làm hết. Mình nên em sao được, em có biết nấu ăn đâu, phải phụ em chứ. Gọi gì nữa? Giống như là nếu mà sau này hai người quen nhau đó, thì nếu mà một tuần anh ló lên một lần đó, thì thấy tình cảm thấy xa quá. Xa gì, còn đỡ hơn cái ông đi biển. Ở đây dù sao người ta cũng người thật việc thật. Ở đây một tuần ta lên ta thăm em lần mà em còn la xa. Vì mà em quen với nhỏ đi biển. Người ta làm chủ, bất cứ lúc nào em cần có gì quan trọng em gọi người ta 2 tiếng. Nói thì thích thì 1 tuần thôi. Nhiều khi đến thích rồi thì có khi 1 tuần đến 2-3 lần. Cấp đó không cho lên nữa luôn đó. Cái sóng người ta không bao giờ mất. Còn cái kia là mất sóng hoài. Ở đây em không gặp nhiều là do công việc, ai làm ăn mà em gọi bất lúc nào cũng có sóng nè. Gọi FaceTime, gọi cái gì cũng được hết trơn, gọi thấy mặt nhau mỗi ngày công việc. Đúng không? Rồi mình rút ngắn thời gian yêu nhau đi. Thật ra đi là không phải là mệt mỏi gì, nhiều khi sức khỏe đường xa rồi nó xe cộ nguy hiểm. Em cũng em thương bạn trai em cũng đâu muốn hành xác nó đâu. Ví dụ thời gian đầu 1 tuần gặp 2-3 lần, rồi từ từ gặp lần, rồi mình thay vì mình quen nhau 1 năm thì bây giờ mình ráng tìm hiểu cho kỹ đi, 1 lần lên ở lại lâu lâu á. Tạo điều kiện cho người ta qua nhà ở. Rồi người ta tìm hiểu cho nó lẹ, 3-6 tháng cưới xong rồi được khỏe ở chung một nhà. Dạ. Nó vẫn thực tế hơn cái bạn đi biển. Bình tĩnh lại đi. Đúng không em? Dạ. Giờ em có ngại làm dâu không? Em không. Rồi,
ví dụ ok quen nhau 6 tháng rồi rước về ở chung với mẹ luôn, hai chồng kinh doanh buôn bán, phát triển chỗ buôn bán nó ra, còn em không thích thì em vẫn đi tới đó rồi vẫn xin đi làm công ty, về nhà rồi hai chồng chăm sóc nhau, hợp lý không? Dạ. Có nhà riêng rồi đâu có lo gì nữa. Con gái người ta nói là cây khôn biết chọn cành mà đậu, chị thấy cành này được rồi đó, đúng không? Dạ. Đâu đưa cái hình em coi coi. Chọn đi, đó có mấy cô chọn đó, chọn một cô. Chị mượn tấm kia đi. Trời ơi, đòi hỏi nữa, trời cái hình này ổng là ai vậy trời? Chọn đi, hình này chụp mấy năm rồi cưng? Dạ 2008 á chị. Hai là... cái gì ông đưa hình 12 năm em trước? Em gấp quá em không chụp được, hôm em lưu về máy rồi nhưng mà em không gửi kịp. Ủa cái hình này 12 năm trước? Dạ. Khúc này đang ở nước nào? Khúc đó ở Sài Gòn. Trời đất cô. Hình 12 năm trước em à? Thôi đâu. Trời ơi, thôi em cứ chọn theo cái cảm xúc của em đi. Em thích thằng nhỏ nào trong mấy thằng nhỏ đó? Vừa phải thôi nha ông. Tấm hình này chắc cũng lâu lắm chị ơi. Hình em chụp hồi năm nào vậy em? Em hả? Năm 2019 em làm với công ty. Ừ, 2019 mới năm ngoái à. 2008. Đâu? Cổ đâu? Một trong hai người này. Chọn một không lại đòi hai. Này chị. Ai? Chốt hạ, cầm tấm hình đó đi, đợi mở cửa ra tụi coi. Được chưa, được chưa? Anh nào? Áo vàng. Tại sao em chọn anh áo vàng? Em thấy ốm. Ốm. Sao nữa? Với lại nghe nói nãy cao 1m68. Mời hai bạn nhìn vào cánh cửa trái tim để xem cảm nhận hôm nay của mình, mình chọn người có đúng hay không nha. Chọn đúng là tôi gả luôn. 1, 2, 3. Chào em. Chúc mừng hai bạn. Chị có món quà tặng em. À, em cảm ơn. Rồi. Em tặng cho em món quà. Quà nữa cưng, trời. Lịch sử tới đi nước ngoài vậy, có khác, có quà nữa, quà gì vậy cưng? Dạ, nước quà. Nước quà. Sao giờ nhìn lại hình mình chọn đúng không em? Em cũng. Trời ơi, ông nhìn hình rồi mà cũng em cũng không biết nữa hả? Dễ sợ thiệt. Nó đó, chọn đúng rồi đó. Đúng rồi. Chọn đúng rồi đó. Mà thấy từ 2008 đến nay đó rồi có khác nhau gì nhiều không? Trong hình đẹp hơn hay ngoài được hơn? Cũng vẫn. Nhưng mà cao hơn, lớn hơn. Trời ơi, đâu có cao hơn đâu, chiều cao cũng nhiều đó thôi chứ. Đây còn em chọn đúng chưa? Chọn sai à? Đâu, hỏi cổ coi. Cổ đâu, cổ là ai đâu? Đây. À, khi mà cánh cửa trái tim này vừa mở ra thì cảm xúc đầu tiên của em là như thế nào? Dạ, thấy vui. Vui. Dạ. Còn em? Em thấy anh cũng hiền. Sao mặt căng quá vậy cưng? Cười tươi lên cưng. À, cũng vui vẻ. Ừ. Cũng hoạt bát. Ừ. Nhanh nhẹn. Nhanh nhẹn. Hôm nay nãy giờ cũng khen không à, đó là những dấu hiệu tốt rồi. Bây giờ chị Tường sẽ cho hai bạn một khoảng thời gian riêng tư để mình vừa ăn uống với nhau, vừa trò chuyện với nhau. Ít phút rồi chị Tường sẽ quay lại nha. Rồi bây giờ chị Tường mời hai bạn thưởng thức món ăn rất là ngon của nhà hàng Vị Ngon. Món ăn là có tên gọi là ít ôm cà đắng. Trời ơi hấp dẫn nha. Nhớ vừa ăn vừa tâm sự nha. Chị Tường đi ít phút rồi quay trở lại. Mời hai bạn ngon miệng. Anh thấy em sao? Anh thấy em cũng hiền vui vẻ. Em mời anh. Em lên đây làm lâu chưa? Em lên năm 2019. 2019, gì cũng mới đây à? Ờ. Em ở An Giang ở chỗ nào? Em ở Thọ Sơn. Bao lâu thì em về dưới đó một lần? Chừng nào mà có dịp lễ em mới được về. Hôm nay là chỉ có gia đình có công chuyện mới về thôi. Ừ. Em là con thứ mấy gia đình? Em là con út. Út. Anh cũng út luôn. Anh thấy món ăn như thế nào? Này thì hồi trước giờ anh chưa ăn lần nào. Em thấy cũng miền Bắc cũng nấu cái vị cũng hơi đậm một tí. Còn miền Nam thì nấu ngọt hơn. Em thấy là ngọt hơn mặn. Tùy theo khẩu vị thôi. Anh quan niệm như thế nào là về tình yêu? Niệm về tình yêu thì chung thủy, thật lòng. Nói được là phải làm được nha. Được chứ sao không được. Nếu mà
À, anh quen em vậy từ khi nào? Nếu anh xác định là mấy năm kết hôn? Anh thì nếu mà xác định quen, nếu mà thích hợp nhau á thì anh mong càng sớm càng tốt. Dạ. Anh cũng lớn rồi, anh cũng cần có gia đình để phụ làm ở nhà vậy đó. Chứ nhà anh thì giờ không còn ai hết. Còn mẹ lớn tuổi thì cũng không phụ anh được gì. Là anh nói là khoảng mấy tháng, 6 tháng hay 1 năm hay là 2 năm? Càng sớm càng tốt à, không quan trọng là mấy tháng, quan trọng là thích nhau thì tiến tới. Em thì sao? Em hả? Nếu mà em quen thì năm nay 28 rồi, thì em muốn là 30 thì chuẩn hơn. Trong đêm đó thì hai người phải tìm hiểu nhau khoảng 2 năm là được rồi. Trời ơi, tìm hiểu gì 2 năm dữ vậy trời ơi chết rồi. Thằng nhỏ muốn lấy vợ liền, ở cách nhau xa xôi mà tìm hiểu 2 năm đi lên đi xuống chắc chết nhỏ quá. Tìm hiểu gì 2 năm dữ vậy cưng? Em sợ là hai người chưa có hiểu nhau lắm. Trời ơi, bây giờ mà có tìm mà chịu hiểu có 3 tháng, 6 tháng cũng hiểu nữa. Mà 2 năm mà muốn gạt nhau rồi cũng không bao giờ hiểu được em ơi. Anh thua em tìm cái tính cách người hiểu là tính cách chân thành hay là không. Rồi ha, em về nhà, về quê người ta em kiểm tra, em quan sát, em gặp mẹ người ta. Rồi coi cuộc sống làm ăn của người ta sao. Đầu tư, nếu tập trung vô mà chịu đầu tư 6 tháng 1 năm là nhiều rồi. Cảm thấy được là tiến tới, không được thôi tìm chi cho nhiều. Trời ơi, có nhiều người quen gì 6-7 năm trời rồi cũng chia tay, chi mất thời gian vậy. Ăn thua cảm xúc của em thôi, ăn thua tình yêu của bạn. Hai bạn có đồng cảm xúc với nhau không, yêu nhau rồi tự động là cái thời gian nó không quan trọng. Quan trọng là lúc nào ta cảm thấy cần nhau, không thể sống xa nhau nữa thì chúng ta sẽ về chung một nhà. Đồng ý không? Đó. Bây giờ thì chị Tường mời, hôm nay là bạn Nam đi là có chị Hai đi theo phải không em? Mời chị Hai vào đây ạ, cho xin một vài ý kiến của chị Hai ạ. Chào chị Hai đi em. Rồi, hồi nãy giờ chị Hai lắng nghe câu chuyện rồi, chị Hai cảm thấy cặp đôi này sao chị? Ăn thua em, nó chịu thì chị cũng, em cũng chịu. Chị Hai là chị Hai ruột đó hả? Có hai chị em thôi đó hả? Nhưng mà chị hôm nay chị nhìn thấy hay là em của chị nè, có những cái ưu điểm hay còn những khuyết điểm gì mà nãy giờ em chưa kể ra không chị? Nó thì siêng năng hoạt bát, chứ tánh tình nó cũng vui vẻ chứ không có gì khắt khe hết. Không có tật xấu gì không chị? Xấu thì cũng có, như là la quá thì bực bội chứ không có gì quá đáng. À, ở nhà mẹ là có dặn dò dạy dỗ là có dặn là kiếm con dâu như thế nào không chị? Có đặt ra tiêu chuẩn như mẹ ta cũng có nói, như nó thương đâu thì mẹ chịu đó. Dạ. Chứ không có kén chọn. Dạ. Rồi hôm nay chị nhìn thấy cô gái này chị có nhận xét gì không ạ? Thấy cô gái này cũng được mà ăn thua cổ chịu hay là không thôi chứ em. Thương quá. Vậy là cổ chịu hay không thôi chứ em chị là chịu rồi đó hả? Em thì thương thì nó thương thì em cũng chịu. Dạ. Ăn thua hai đứa nếu tìm hiểu chịu thì tiến tới. Rồi, cảm ơn chị nha, cho em gửi lời hỏi thăm bác gái ở nhà luôn nha. Rồi, mình chúng ta cùng theo dõi tiếp tục câu chuyện tình yêu ngày hôm nay, cô có kết, cô có hậu không nha chị. Dạ. Rồi chúc chị sức khỏe nha. Cảm ơn chị. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chơi một trò chơi của chương trình ha. Mỗi người bóc một lá bài ạ. Rồi em đọc lớn lên chị nghe coi. Buổi hẹn hò đầu tiên, bạn muốn đi chơi ở đâu nhất? Hỏi bạn gái đi, ưu tiên bạn gái. Mình hỏi bạn gái coi. Em muốn đi đây, đi chơi ở đâu? Em hả? Xem phim hay là vô quán cà phê cũng được. Được không? Được. Nếu như hôm nay bấm nút hẹn hò thì em muốn buổi hẹn hò đầu tiên là khi nào? Nếu mà anh còn về, nếu mà anh về thì hôm khác cũng được. Nếu mà bữa nay, nếu mà hai người có bấm thì hẹn đầu tiên bữa nay. Ừ, đúng không? Chúng ta còn nguyên một buổi chiều, đúng không? Dạ. Yeah. Tuyệt vời. Yeah. Một công đôi ba việc, cô gái đang tạo điều kiện cho em đó, thuận lợi cho mình đó. Bạn nam hãy thuyết phục bạn gái để được hôn vào ba điểm bất kỳ trên cơ thể. Đứng lên bước qua liền, cơ hội đánh nhanh rút gọn luôn. Qua thuyết phục bạn gái hôn được ba cái. Hôn được ba cái luôn. Ba cái ở ba chỗ khác nhau, chỗ nào tùy em xin. Thẳng tiến tới, trước tiên mời bạn gái đứng dậy. Rồi, đẹp đôi lắm rồi đó. Nói gì nói đi. Cho anh xin hôn ở tay. Trời, hôn hay hửi vậy trời. Hôn lâu lâu chút coi, 10 giây. Hôn lại. Có mùi vị gì không? Mùi gì? Mùi nước hoa. Rồi, mới có một cái, tiếp tục. Hôn đầu nữa chứ. Hôn tay anh phải. Cái đầu mà hôn nhiều quá. Hai cái lời quá, tham gia chương trình biết được gì chưa, thấy lời quá. Cái thứ ba. Hay bà em muốn hôn cái đầu. Em cho thì anh hôn. Hôn chán. Hôn chán.
Dễ thương quá, tuyệt vời. Rồi, về chỗ đi em. Cảm xúc sau ba nụ hôn thấy trong người như thế nào? Khỏe. Rất thiệt tình. Mình nãy giờ mệt lắm, giờ hôn là khỏe rồi đó hả? Lo. À lo. Khỏe, trời ơi. Em, sau ba nụ hôn của anh em cảm nhận như thế nào? Hơi có chút rung động, đó là tín hiệu tốt rồi. Hết thời gian cho hai bạn. Bây giờ là lúc quan trọng nhất, hai bạn hãy tự cảm nhận. Suy nghĩ xem mà nãy giờ chúng ta đã trò chuyện những gì. Đối phương có thích hợp với mình hay không? Mình có rung động xao xuyến gì hay không? Đối tượng này nếu tìm hiểu có thể tiến tới hôn nhân được hay không? Suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình. Nếu bấm nút, có nghĩa là bấm nút để hẹn hò, bắt đầu một mối quan hệ trai gái để tìm hiểu. Đây không phải nút bấm tìm bạn nha, đây là nút bấm để yêu nhau. Suy nghĩ thật kỹ. Nếu chúng ta sẵn sàng cho nhau cơ hội để tìm hiểu cái mối quan hệ này một cách nghiêm túc thì chúng ta hẳn bấm. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm và nhắm mắt lại. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường sẽ đưa ra cái quyết định của mình. 1 2 3. Bấm sớm quá. Có bấm đúng không? Mà ta mới đếm 2 à. Là bấm rồi hà. Cái chuông này nó phải 3 bấm mới được nha. Rồi mời hai bạn qua đây đứng ạ. Rồi nắm tay nhau đi hai em. Một nụ hôn lên má kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau. Lên trán. Tùy em. Rồi, chị Tường gửi tặng hai em. Đây là món quà tặng cho bạn gái để làm đẹp. Là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản. Với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Đây là những chiếc vé xem phim để tối nay có thể là chúng ta trực tiếp hẹn hò luôn, chiều hôm nay luôn. Rồi, nắm tay nhau đi hai bạn. Có gì tin vui tìm hiểu nhau. Một năm thôi, ở xa mà 2 năm nó mệt lắm nha cưng nha. Dạ, dạ. Rồi, báo tin vui cho chương trình để chương trình tới chia vui với mình nha. Dạ. Chúc lúc này vui ạ. Mong bên bạn gái cho mình cơ hội để tìm hiểu. Hẹn hò tiếp theo thì có thể là hẹn bạn gái gặp uống cà phê và tìm hiểu thêm nhiều hơn nữa. Lúc này cảm giác của chị là cũng vui, nhưng mà hai người phải cho nhau tìm một cơ hội để tiến xa hơn nữa. Chương trình hôm nay tạo cho chị với anh này cảm giác thấy cũng giống như là cho nhau tìm một cái cơ hội để tiến xa hơn nữa. Nếu mà em gái này chịu thì gắn hai đứa tìm hiểu vô rằng mau đến với hôn nhân chứ đừng để lâu. Và bây giờ thì thời lượng phát sóng của chương trình đã hết rồi quý vị à. Chúng ta sẽ gặp nhau vào khung giờ rất quen thuộc của chương trình, phát sóng vào lúc 12 giờ trưa thứ tư và 8 giờ sáng thứ năm hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Và bây giờ các Tường xin chào và hẹn gặp lại quý vị.